Quan âm cứu nạn. Một ngày khoảng 8 giờ tối năm 1997, tôi vừa tan sở xong thì vội lên chuyến xe tối về nội thành. Lúc này người trên xe rất ít, đi được nửa đường thì bỗng có bốn thanh niên say bí tỉ bước lên xe. Trong tay mỗi người cầm một chai rượu, y phục xốc xếch, rõ ràng là say quất cần câu. Một thanh niên trong đây thấy tôi ngồi một mình, liền bước siêu vẹo tới ngồi cạnh tôi, còn tùy tiện gác một tay lên lưng ghế tôi. Ba ông ma men kia thấy vậy, đều nhào tới, ngồi xuống bao vây tôi. Cho anh ngồi chung nghe. Lúc đó tôi cảm thấy cực kỳ bất an, trong lòng hơi ớn, nhưng ráng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị bảo anh thanh niên ngồi sát tôi hãy bỏ tay xuống. Kết quả, chẳng những anh ta không nghe mà còn phản ứng suồng sã táo tợn hơn, bằng cách choàng tay lên vai tôi, còn cười ha hả thật lớn. Chắc chắn đây là một tên lưu manh. Tôi muốn đổi chỗ, nhưng gã chẳng cho tôi đi ra. Tôi liền hướng anh bán vé cầu cứu. Tôi kêu thật to: "Anh bán vé ơi!" Anh bán vé từ từ đi tới. Tên lưu manh này thấy vậy liền xa sầm mặt, vội xỉa tiền ra mua 5 vé, còn chỉ vào tôi trần tráo bảo: "Tôi mua vé cho em gái này luôn. Em gái này trong nhóm của tôi, trong nhóm của tôi hết trơn á." Nghe vậy tôi thật có miệng mà nói khó khăn, nhưng vẫn ráng giải thích: "Tôi không quen họ, anh đừng lấy tiền của họ. Vé của tôi hãy để tôi mua." Nói xong, tôi đưa mắt nhìn anh bán vé, ngầm cầu giúp đỡ. Nhưng anh ta chừng như quá sợ đám du côn này, khẽ liếc tôi một cái, rồi lủi về chỗ mình ngay. Anh ta cứ giả lơ, làm như không nghe thấy gì. Còn lại mình tôi với đám lưu manh, không ai bảo vệ. Trong lúc cực kỳ nguy cấp đó, tôi chỉ còn biết cầu Bồ Tát cứu mình thôi. Tôi rất tin Bồ Tát Quan Âm hữu cầu tất ứng, trong lúc nguy nan sẽ chở che gia hộ bất tư nghì. Giữa đêm tối bơ vơ không ai giúp đỡ, tôi đành chắp tay niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nhất tâm khẩn cầu Ngài che chở, cứu tôi thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Dần dần, nội tâm tôi trở nên bình tĩnh, không còn căng thẳng, mà cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Vì ngay lúc đó, tâm và Phật hiệu đã hợp nhất. Khoảng chừng 15 phút sau, trong lúc tôi đang chuyên tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì đột nhiên mấy gã say đang hùng hổ bao vây áp đảo tôi bỗng thét lên thật to: "Bác tài, mau dừng xe lại cho tôi xuống xe." "Chuyện gì vậy? Phiền phức quá đi. Xe đang chạy trên đường cao tốc, không thể dừng lại." "Dừng lại, dừng lại, ơi, quả thiệt tôi không nhìn được, dừng lại, không dừng nhìn lại, được dừng lại, nữa. Dừng xe lại, mau dừng xe lại. Trời ơi, dừng xe lại đi, dừng lại, dừng lại." Gã ngồi cạnh tôi vừa nói vừa tỏ vẻ rất thống khổ. Lúc này mấy gã say còn lại cũng quýnh quán đứng dậy hết, đồng hoảng loạn la to: "Trời ơi, mắc tiểu quá, hết nhịn nổi rồi, mau dừng xe lại. Trời ơi, tôi muốn xuống xe." Tài xế vừa dừng thì bốn gã say vội nhào lăn xuống đường rồi biến mất hút trong đêm. Ông tài xế chửi đổng một câu: "Đồ thần kinh!" rồi cho xe chạy tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe bầu không khí giờ đã yên tĩnh trở lại. Tôi hết sức cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngầm gia trì, chính là nguyện lực từ bi của Ngài đã giúp tôi hóa hiểm thành an. Đúng như trong kinh Phổ Môn nói: "Chúng sinh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực, năng cứu khổ thế gian." Lúc ách nạn tôi được thọ ơn như thế, xin mạo muội kể ra chia sẻ cùng người hữu duyên. Tôi muốn nói rằng, nếu bạn gặp nguy hiểm, lâm vào cảnh bơ vơ cô độc một mình, không có ai chở che, thì hãy chí thành niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Chỉ cần bạn thành tâm hết lòng, nhất định sẽ nhận được lực gia trì không thể nghĩ lường của Ngài. Năm nay tôi 28 tuổi. Sau mấy năm yêu thương đồng thấm, ngày 28 tháng 5 2011, tôi cùng người bạn trai cùng dắt tay nhau bước vào lễ đường xây dựng hôn nhân.
Thời gian này phải nói là tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn. Một ngày cuối tháng 8, tôi về nhà thăm mẹ. Tình cờ nghe mẹ kể, không biết là người nào, hàng đêm cứ độ 22 giờ 5 phút là ở dưới lầu réo gọi tên tôi. Tôi nghe xong đâm sợ vì thấy chuyện quá kỳ lạ nên cứ vặn hỏi mẹ. Có phải là mẹ nghe lầm hay bị ảo thính ảo giác gì không? Mẹ tôi khẳng định. Tuyệt đối không có chuyện nghe lầm. Hồi đầu mới nghe thì mẹ cho rằng vùng này có nhiều người tinh quanh và nghĩ chắc là người ta kêu trùng hợp nên mẹ không để tâm. Nhưng lâu dần á thì mẹ phải để ý vì thấy chuyện này cứ tái diễn. Tính ra đã 3 tháng nay rồi. Bây giờ tôi nhớ lại, thầm phục tính gan dạ của mẹ. Vì trong suốt thời gian đó, tối nào trước 22 giờ bà cũng lên sân thượng đứng nhìn xuống, quan sát khắp chung quanh, mong phát hiện ra ai là kẻ giở trò chơi ác. Bà đứng đợi rất lâu mà chẳng thấy chi. Nhưng khi bà vào nhà thì âm thanh nữ nhân kia cứ đúng 22 giờ 5 phút là vang lên réo gọi tên tôi. Bất đắc dĩ, mẹ tôi phải đem chuyện này kể lại cho tôi nghe. Lúc đó, tôi vừa lo vừa sợ, càng cho rằng có thể là do bọn thổ phỉ gian manh nào đó làm. Chứ dưới bầu trời này làm sao lại có chuyện kỳ quái như thế được. Lòng đầy thắc mắc, lo âu, e là sẽ có việc không hay xảy đến cho mẹ. Tôi cũng muốn xác minh cho rõ thật hư, nên quyết định tối đó ngủ tại nhà mẹ. Tôi nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ treo trên tường. Âm thanh tích tắc, đều đặn vang lên. Lòng tôi thấp thỏm không yên và bị kích động tột cùng. Để giảm bớt lo âu, tôi và mẹ vừa chờ đợi vừa trò chuyện đúng 22 giờ 5. Thì tai tôi nghe rõ ràng âm thanh ôn nhu của một nữ nhân đang réo gọi tên tôi. Toàn thân tôi bỗng nổi ốc hết, mồ hôi tuôn đầm đìa. Lúc này không hẹn mà tôi và mẹ đồng buộc miệng nói một câu. Có nghe gì không? Nghe không hả? Đúng vậy. Rốt cuộc tôi phải tin điều kỳ quái kia là có thật. Té ra trên thế gian này còn có cái gọi là quỷ kêu cửa. Tôi vô cùng thắc mắc và cảm thấy khó hiểu, tâm tư sợ hãi, kinh hoàng cực kỳ. Nhưng cái giọng réo gọi kia tôi lại có cảm giác rất quen thuộc, thân thiết. Đêm đó tôi hoàn toàn mất ngủ. Nói đúng hơn là không dám ngủ vì quá sợ. Suốt đêm tôi cứ ngồi trên giường không dám chợp mắt, sợ đến cực điểm. Quả tình việc xảy ra này tôi chưa từng nghe ai kể cả. Tôi bị cơn hoảng loạn vây khốn khiến tâm tư mệt nhừ. Qua nửa đêm tôi có thiếp đi chút đỉnh và mơ thấy một nữ nhân gầy ốm, tóc ngắn, ôm một đống tiền to trước ngực. Tôi định tiến lại gần thì cô liền ném cho tôi tia nhìn đầy thù hận. Cứ thế tôi chịu đựng đến trời sáng. Tôi thực sự rất sợ, chẳng hiểu đây rốt cuộc là việc gì. Trời sáng tôi đi tìm thầy nhờ xem thử, họ không nhìn ra nguyên nhân, chỉ nói là dường như kẻ này đến đòi mạng và dặn dò tôi buổi tối không nên để mẹ đi ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm, chẳng bảo đảm an toàn. Ngoài ra thầy bảo tôi về nhà dùng 5 loại ngũ cốc ngăn nữ quỷ này. Tôi làm y như thầy bày nhưng không thấy công hiệu chi, vẫn còn nghe tiếng gọi. Lúc này đã gần Tết Trung Thu. Thầy nói đến Trung Thu nếu như không nghe kêu tên nữa thì sau này sẽ không bị gọi nữa. Nhưng âm thanh lạ đó vẫn kêu réo tên tôi mỗi đêm không ngừng, chẳng hiểu là chuyện gì. Chớp mắt đã mùng 9 tháng 8 âm lịch, còn vài ngày nữa thì đến Tết Trung Thu. Ruột của tôi nóng như lửa, cứ sợ mẹ xảy ra chuyện không hay. Cha tôi mất sớm, chỉ có hai mẹ con hổ khỉ nương nhau mà sống. Tôi xem mẫu thân như sinh mạng của mình. Không có bà, tôi làm sao mà đối mặt với tháng ngày còn lại. Sáng đó tôi liên tục gọi điện hỏi thăm xem có thầy nào đoán chuyện giỏi chăng. Tôi rất muốn nữ quỷ này bỏ đi. Hình như cô ta đối với tôi có mối hận vô cùng. Được bạn bè nhiệt tình mách bảo cho địa chỉ các nhà thầy chuyên gỡ rối, lúc này tôi rất hoang mang. Thường tự vấn, không hiểu mình đã làm điều chi có lỗi,
Nếu quả có thì tôi chẳng biết phải làm sao đây. Trong lúc rối ren, tôi bỗng sực nhớ mấy năm trước mình từng ghé một nữ sĩ có tài giỏi đoán rất hay. Thế là tôi quyết định đến nhà cô này. Vì ghé cách đây đã lâu nên tôi không nhớ rõ về cô ta lắm. Sau khi liên lạc qua điện thoại, cô hẹn tôi sau 11 giờ trưa hẳn đi. Thế là qua 11 giờ, tôi đúng hẹn tìm đến. Đến nơi, tôi mới rõ cô này theo đạo Phật. Trong nhà cô thông thoáng sạch sẽ, cô thờ một tôn tượng nhìn rất quen, nhưng tôi không nhận ra là vị nào. Sau khi tôi trình bày chuyện mình, vị nữ sĩ kia, xin gọi là cô Lan, đã kể ra một giai thoại thề nguyện ngàn năm giải mối nghi này cho tôi. Khi đó, câu đầu tiên tôi hỏi là: mẹ tôi có bị nguy hiểm cái gì không? Bởi tôi là người lo cho mẹ nhất. Cô Lan đáp: không hề chi. Lúc này tôi mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô Lan định tâm một lúc rồi kể ra câu chuyện tiền kiếp của tôi, xin tóm tắt sơ lược như sau. Đời thứ nhất thuộc triều Chu, chúng tôi vốn là vợ chồng. Người gọi tên tôi hàng đêm hiện thời lúc đó mang thân nam làm tể tướng, tôi mang thân nữ là thê thiếp. Nhưng tôi lại giết chết phu nhân, tạo thành nghiệt duyên quan trái đời thứ nhất. Đời thứ hai thuộc triều Đường, người kia là chủ, tôi là tớ. Tôi lại nghe lời kẻ gian xúi dục, giết chết ông chủ. Cho tới đời hiện tại này thì y là quỷ, tìm đến đòi mạng tôi. Cô Lan còn ghi cho tôi bài thơ, hai câu cuối cùng rất có ý gẫm như: lại gặp Bồ Đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cù này. Cô Lan hỏi tôi: có muốn hóa giải hay không? Tôi vội gật đầu, vâng lời cô. Trong tâm tôi không khởi tạp niệm, chỉ nghĩ một điều, nhất định sẽ thực hiện, làm tốt mọi yêu cầu. Lúc đó, cô kêu tôi quỳ trước tượng Bồ Tát. Tôi không ngăn được ra nước mắt, chẳng biết vì sao mình cứ muốn khóc. Cô ra hạn cho tôi 3 ngày, bắt tôi mỗi ngày phải niệm 3000 câu A-di-đà Phật và tụng 2 bộ kinh sám hối, còn đưa tôi một quyển kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm và kinh Kim Cang. Hơn nữa, còn vì tôi tụng chú, mặc dù tôi nghe không hiểu, nhưng lúc niệm danh A-di-đà Phật thì lệ tôi rơi đập đìa, khóc nghẹn ngào. Sau đó, cô Lan bảo: yên tâm đi, tối nay hắn sẽ không đến nữa đâu. Tôi lúc đó trong lòng bán tín bán nghi, tuy có thành tâm, nhưng lần đầu gặp việc như thế này, lòng đầy thắc mắc, hoài nghi. Tôi rời nhà cô Lan quay về thì đã xế chiều. Tôi và các thân hữu vừa ăn cơm vừa bàn về việc này. Cô bạn đồng đi phát biểu. Ngay lúc cô bạn nói như vậy, trong lòng tôi bỗng xuất hiện câu thơ: lại gặp Bồ Đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cù này. Tôi giải thích cho cô bạn nghe, nhưng mặt cô vẫn đầy nghi ngờ. Bất kể bạn tôi phê bình, ngăn chê thế nào, tôi vẫn giữ vững lập trường, đã hứa thì phải làm. Ăn chiều xong, tôi đến ngay chỗ của mẹ, kể hết mọi việc vừa rồi. Mẹ cũng nghi ngờ, thắc mắc đầy, cho rằng việc này ngoài sức tưởng tượng. Bà nói, mình sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên gặp việc lạ như thế này. Ai cũng không tin, ngay cả bản thân tôi cũng còn hoài nghi, nhưng tôi vẫn phải làm. Vì mẹ, tôi buộc phải làm. Từ giả mẹ, tôi về với mái ấm của mình. Ông xã rất lo cho tôi, nhưng hoàn toàn chẳng tin được những việc kỳ cục như thế này. Vì vậy, anh không bàn nhiều về chuyện này. Tối đó, mình tôi ở nhà, nhắm đọc lại bài thơ cô Lan đã biên, rồi nhớ đến những câu chuyện tiền kiếp xa xôi ghi trong đó. Không kềm được lệ rơi tràn mặt, tôi buồn bã vạn phần, và thầm nghĩ rằng, sao mình có thể tạo tội lớn như thế được chứ? Được mang thân người là rất khó, rất quý, vậy mà tôi lại nhẫn tâm giết họ tới 2 lần, ra tay sao mà ác quá vậy? Thế là tôi lại khóc, thầm tự hỏi vì sao y không sớm điểm hóa, cảnh tỉnh tôi. Tôi cảm thấy hết sức thống khổ, bèn mở cuốn kinh sám hối ra tụng, mà lệ rơi đầm đìa. Sau đó, tôi đến ở nhà mẹ 3 ngày, trên đường đi, miệng tôi không ngừng niệm Phật. Ở chỗ mẹ, tôi lo tụng kinh sám hối,
dù tâm tư căng thẳng cao độ, nhưng lúc ngồi trên giường, tôi liên tục niệm Phật. Chẳng biết vì sao, lòng cứ muốn khóc. Ngó lên nhìn đồng hồ thấy đã hơn 22:30. Hôm nay đúng là không còn nghe tiếng réo gọi tên tôi nữa. Quá nửa khuya, tôi ngủ thiếp đi. Trong mộng thấy cô gái kia nắm tay tôi tỏ vẻ vui mừng, hớn hở. Ánh mắt nhìn như muốn nói, làm rất tốt. Tôi trải qua một đêm bình an. Buổi sáng thức dậy, tâm tư tạm ổn, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Đến tối, thấy mẹ lăng xăng làm việc, lòng tôi cảm thấy rất hoảng loạn và buồn. Tôi chỉ muốn yên tĩnh, nên bảo mẹ hãy gần tai làm việc để cùng niệm Phật với tôi. Lúc này tôi phát hiện, gió thổi từng cơn, rất lạnh. Lạnh đến nỗi tôi nổi óc, đổ mồ hôi khắp người. Tôi hỏi, mẹ có mở cửa sổ ra không vậy? Không có. Tay tôi lạnh cống. Tôi cảm giác như khí âm đang lùa phủ ở khắp nơi. Y đã đến bên cạnh tôi. Hình như y không tín nhiệm tôi. Tôi bảo y hãy yên tâm và trân trọng hứa nhất định mình sẽ niệm Phật tốt để cầu cho y được thoát ly khổ hải. Tôi xin y hãy tin tôi. Tôi vừa niệm Phật, vừa khóc, niệm mãi cho đến khi tâm trở nên bình an vui vẻ, có thể mỉm cười. Lúc này tay tôi dần dần ấm áp trở lại. Buổi sáng thứ ba, đây là ngày cuối cùng, tôi quyết định phải ráng niệm Phật và sám hối thật nhiều. Buổi sáng tôi tụng 10 biến, chiều 2 biến, tối 2 biến. Suốt 3 ngày này tôi luôn giữ liên lạc cùng cô Lan. Khi tôi đến gặp cô Lan, cô tặng cho tôi cuốn Báo ứng hiện đời của cư sĩ Quả Khanh. Tôi đọc thấy trong đây có rất nhiều câu chuyện nhân quả tuyệt hay. Tôi nghĩ mình nên tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho những người đã từng bị mình sát hại, gây tổn thương. Thế là tối đó tôi tụng 5 biến kinh. Đêm đó tôi ngủ rất an. Có một việc tôi quên kể là vào buổi chiều ngày thứ hai đã phát sinh một việc lạ lùng. Khi đó tôi nảy ý rất thèm nghe niệm A-di-đà Phật. Liền lên mạng tìm, tôi ngồi trước máy vi tính, yên lặng lắng nghe mà lệ rơi đầy mặt vì cảm thấy mình là một kẻ tội lỗi. Thế là tôi liền quỳ xuống, thể hiện lòng ăn năn sám hối. Lúc này tôi mới chú ý và phát hiện ra trên màn hình máy vi tính đang rung động dữ. Còn tôi thì lệ rơi đầm đìa. Ngay lúc này, trong máy bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng. Tôi đang cầm 2 đội trái cây gồm chuối và nho đi đến nhà cô Lan. Tôi không hiểu điều này là sao nên không để ý lắm. Sự việc cuối cùng được giải quyết xong. Ngày thứ ba, quả nhiên hết còn nghe tiếng nữ quỷ kêu réo, lòng đầy tri ân nên ngày 14 âm lịch tôi về đi mua nho, chuối đem đến cảm tạ cô Lan, giống y như cảnh tôi thấy trên vi tính hôm qua. Cô Lan bảo tôi hãy đảnh lễ tượng Phật. Lúc lễ ngài, lòng tôi cực kỳ xúc động, xúc động muốn khóc, có cảm giác rất lạ. Chiều 14 âm lịch, tôi và ông xã đi thăm mẹ. Chồng tôi mua thịt vừa ăn. Bình thường tôi rất thích và có thể ăn 7-8 miếng, nhưng hôm đó mới ăn tới miếng thứ tư thì tôi ăn không nổi nữa. Sau đó thì bao tử bỗng phát đau, khiến tôi nôn mửa dữ dội. Khi ấy tôi nghĩ, chết rồi, chẳng lẽ mình đã phạm lỗi gì nữa rồi? Hôm sau là Tết Trung Thu, rằm tháng 8, tôi lại mơ thấy một ác mộng kinh khủng. Trong mộng là một vực thẳm to rộng, sâu hun hút, nhìn không thấy đáy. Trong đó vang lên tiếng nữ quỷ trách mắng. Người cứ sống như thế này, thì bao giờ ta mới có thể thoát khổ? Người hãy chuẩn bị cho cái chết của mình đi. Tôi kinh hãi ngồi bật dậy. Trời chưa sáng hẳn, liếc nhìn ông xã đang ngủ say bên cạnh, tôi nhẹ nhàng chỉnh thân, niệm thầm A-di-đà Phật, cầu xin ngài ban cho con đáp án. Giấc mộng vừa rồi đáng sợ làm sao, con đã làm gì không tốt ư? Niệm Phật được một hồi thì tôi thiếp đi. Trong mộng thấy hiện ra một câu thơ. Ngay khi thức dậy, tôi đã vội vàng ghi lại, nhưng không sao nhớ hết. Chỉ nhớ rõ 4 từ: ăn chay, niệm Phật. Sáng ra, đúng rằm Trung Thu, tôi kể cho mẹ nghe mọi việc
và tuyên bố kể từ đây mình sẽ ăn chay. Cả nhà đều thắc mắc không hiểu vì sao tôi chẳng chịu ăn thịt. Mẹ vốn rất thương và ưa chăm sóc tôi, đoán rằng chắc tôi muốn giảm cân. Nhìn cảnh mọi người ăn thịt uống rượu, tôi không thèm chút nào. Cứ thế, tôi ăn chay luôn đến bây giờ, mà không hề thèm mặn. Gia trạch dần bình an, tâm tư mẹ tôi cũng tốt lên. Trước đây mẹ tôi rất gan dạ, nhưng bây giờ, mỗi khi lên sân thượng, lòng đã có chút sợ. Khi bà ở cơ quan, lúc rảnh cũng tranh thủ niệm Phật. Bà nói bây giờ, tâm tư của bà đã tốt hơn nhiều. Chồng tôi dù không tin, nhưng đối với việc ăn chay niệm Phật của tôi cũng không phản đối. Anh chỉ cần tôi bình an không sao là được. Từ khi tiếp xúc với Phật Pháp đến đây, thời gian đã hơn một tháng. Trước đây, nhân vì tôi bị quan gia đòi nợ mà tinh tấn tu. Gần đây, nhờ nghe giảng Phật Pháp thường, lòng xúc động, lệ luôn không kìm được. Tôi là một người tuổi trẻ, sớm thành đạt, nắm đủ danh vọng, tiền của trong tay. Sau khi trải qua việc này rồi, tôi hiểu được những liên quan giữa con người với nhau, cùng thấy mạng sống thâm tình là rất quý. Quan trọng nhất là tôi đã thực sự ngộ ra và cảm nhận được Phật Pháp có uy lực rất lớn, không hề nghĩ lường. Việc này khiến tôi xúc động thấm thía. Tôi tin sâu nhân quả báo ứng. Sự tình xảy ra đã giáo dục tôi và giúp tôi hiểu được ý nghĩa của đời sống, cũng như đã biết khoan dung với lỗi người, nghiêm khắc với mình. Sống phải hiếu kính cha mẹ, phàm làm gì phải có ích cho mình và người. Đối với việc học Phật, tôi luôn để tâm khắc phục, điều chỉnh từng tật nhỏ của bản thân. Tất nhiên quá trình tu sửa này đòi hỏi sự thực hành liên tục, bền chí suốt thời gian dài, bởi bất kể bạn làm gì, trong tâm phải luôn có Phật. Thu Oanh. Lời người dịch. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 6 có ghi, Phật dạy: Này Phổ Quảng, nếu đời vị lai, nếu có những chúng sanh nào hay nằm mộng thấy các quỷ thần cùng những hiện tượng hải hùng hoặc hình bóng khác, họ buồn bã khóc lóc, rầu rĩ than thở, vân vân, đó đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời hay ngàn đời trong quá khứ, hiện đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi, không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt, nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục hoặc người liên quan đến họ trong đời trước, mong tạo cách cứu họ thoát khỏi ác đạo. Vì vậy, ông nên dùng thần lực khiến các người gặp quái cảnh kia đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát, chí tâm tụng kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc 7 biến. Như vậy, kẻ quyến thuộc của họ dù đang bị ở trong ác đạo, khi nghe tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải thoát, không còn hiện về trong mộng nữa. Mới đầu tôi có hoài nghi về hiện tượng gọi ban đêm này, vì mãi băn khoăn nên tôi chưa thể dịch xong chuyện, thì chợt nghe tin một người thân của tôi bị tai nạn đột tử. Chị lìa đời khi tuổi còn rất trẻ và bỏ lại đứa con còn thơ bé. Sau khi an táng chị xong, đêm nào cả nhà cũng nghe tiếng chị gọi tên con thảm thiết. Bạn tôi là tu sĩ, tất nhiên khi tường thuật không hề nói dối. Vì vậy mà tôi tự tin và an lòng ráng dịch cho xong câu chuyện này để chia sẻ cùng bạn đọc. Còn dưới đây là câu chuyện tự thuật của một thông linh. Ngài Tuyên Hóa thường nói: Một thông tất cả thông, đạt đạo tức thông linh. Từ thông linh trong đây không hề đề cập đến những người thần kinh yếu, bị phần âm theo gá dựa, hoặc kẻ có sức tự chủ yếu, thường xuyên thấy ma quỷ, mà người bình thường dương khí mạnh, không hề thấy. Người thông linh trong đây muốn nói là vì có công phu đặc biệt, luôn dùng khả năng mình giúp thế dân hướng về con đường tu sửa bản thân hoàn mỹ, chân chính. Tại gia phải giữ gìn năm giới, trong đó giới đầu tiên là không sát sinh. Đức Phật đặt giới này trước bốn giới còn lại, vì so với các tội khác, tội sát sinh là nặng nhất. Người nào phạm vào tội này sẽ bị quả báo vô cùng thê thảm, thậm chí phải đọa xuống địa ngục vô gián, chịu đau khổ cùng cực trong nhiều kiếp. Hôm nay, tôi sẽ kể một vài câu chuyện về quả báo sát sinh trong kinh điển nhà Phật, để quý Phật tử lấy đó làm bài học cho bản thân mình. Vì hiện đang là năm Ất Mùi 2015,
tức 5 con dê, nên đầu tiên tôi sẽ kể một câu chuyện liên quan đến con dê. Chuyện về con dê. Trong kinh Tiểu Bộ 4, chương 1, Phẩm Giới, phần 18, chuyện đồ ăn cúng cho người chết, chép rằng một hôm các đệ tử đến bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con thấy nhiều người giết hại sinh mạng của các loài hữu tình để cúng cho những vong linh như vậy, có được hạnh phúc hay lợi ích nào không? Đức Phật trả lời, không, sát sinh để cúng cho những người đã chết không được lợi ích gì cả. Tiếp đó, Đức Phật kể một câu chuyện tiền thân thời quá khứ. Có vị Bà La Môn nọ chuẩn bị giết một con dê để cúng cho người chết. Trước khi giết, ông sai các đệ tử đem con dê ra bờ sông, tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống đầy đủ và đeo vòng hoa lên cổ nó. Các đệ tử làm y như lời thầy dạy. Khi họ vừa đeo vòng hoa xong và chuẩn bị dắt con dê trở về nhà làm thịt, tự nhiên nó cười rất lớn. Sau khi cười một lát, nó lại khóc rất to. Họ hết sức ngạc nhiên hỏi nó, tại sao mày cười rồi lại khóc? Con dê trả lời, tôi sẽ trả lời câu hỏi này trước mặt thầy của các ông. Họ dắt con dê về và trình bày lại tất cả sự việc cho thầy của họ nghe. Sau khi nghe xong, vị Bà La Môn hỏi con dê, tại sao mày lại cười? Con dê trả lời, trong tiền kiếp, tôi cũng là một vị Bà La Môn thông thuộc kinh Vệ Đà giống như ông. Tôi đã giết một con dê để cúng cho người chết. Sau đó tôi bị đọa làm dê 500 kiếp và kiếp này là kiếp cuối cùng. Khi biết hôm nay mình được thoát khỏi quả báo làm dê, tôi cười vì quá vui mừng. Vị Bà La Môn hỏi tiếp, vậy tại sao mày lại khóc? Con dê trả lời, bản thân tôi trong quá khứ chỉ chặt đầu một con dê để cúng tế mà phải chịu 500 kiếp làm dê và kiếp nào cũng chết vì bị chặt đầu. Nay ông giết tôi, trong tương lai ông cũng sẽ làm dê và bị chặt đầu chết trong 500 kiếp. Vì thương xót ông sẽ bị quả báo đó nên tôi khóc. Khi nghe như vậy, vị Bà La Môn rất sợ hãi, rợn cả tóc gáy. Ông nói, thôi, tao tha cho mày, không giết mày nữa. Con dê nói, xin cảm ơn ông, nhưng nghiệp của tôi đã đến lúc phải trả. Dầu ông có giết tôi hay không, hôm nay tôi cũng phải chết. Vị Bà La Môn bảo, không sao đâu, tao bảo đảm cho mày, tao sẽ đi theo bảo vệ mày. Sau đó, vị Bà La Môn thả con dê ra và cùng với các đệ tử đi theo bảo vệ nó, không để ai bắt giết chặt đầu nó. Khi vào rừng, con dê đi đến bụi cỏ mọc sau lưng một tảng đá. Khi nó đang vươn cổ ra ăn cỏ, chợt sét nổi lên đánh trúng vào lưng tảng đá. Một mảng đá bị đánh vỡ, rơi ngay trên cổ con dê, chặt đứt đầu, khiến nó chết tại chỗ. Ông thầy Bà La Môn báo tin cho tất cả hàng xóm và những người ở gần đó biết. Họ kéo đến xem và tận mắt chứng kiến một sự thật vô cùng đáng sợ. Từ đó trở đi, nhiều người không dám giết hại sinh vật để cúng tế nữa. Đó là câu chuyện thứ nhất về quả báo của việc sát sinh. Chuyện người giết heo. Tiếp theo, tôi sẽ kể một câu chuyện trong tích truyện Pháp Cú tập 1, phẩm 1, song yếu. Phần 10. Cung gia, đồ tể mổ heo. Có một ông tên là Cung gia, làm nghề giết heo hơn 50 năm. Mỗi lần giết heo, ông lấy cái chài đập lên mình con heo, cho thịt nó sưng lên và mềm đi. Xong ông banh hàm con heo, đặt vào miệng nó một cái nêm nhỏ, rồi rót nước sôi vào bụng nó để súc ruột. Bao nhiêu phân dơ được tống ra bên ngoài hết. Tiếp tục, ông đổ nước sôi lên mình con heo, cho lột da, rồi thui lớp lông cứng bằng một cây đuốc. Sau đó, ông chặt đứt đầu con heo bằng một thanh kiếm, hứng máu phun ra vào đĩa, bôi máu hứng được lên mình heo, rồi quay chính nó. Cuối cùng, ông cùng vợ ngồi ăn thịt heo quay, phần thịt còn lại mang đi bán.
Trong hơn 50 năm, ông đều giết heo như thế. Quả báo là lúc sắp chết, ông rống lên èn ét và bò quanh nhà giống như con heo trong vòng 7 ngày. Thân quyến của ông vô cùng kinh hãi, họ chặn hết các cửa, nhốt ông trong nhà, không để bò ra bên ngoài. Vài tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà cô ba, nghe tiếng èn ét ồn ào, chỉ nghĩ là tiếng những con heo. Họ đi về tỉnh xá, ngồi một bên Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong 7 ngày qua, cửa nhà đồ tể Cung Đa đóng kín và ngày nào cũng giết heo, chắc chắn ông ta định làm việc chiêu đãi. Thế Tôn nghĩ xem, bao nhiêu là heo bị giết, hiển nhiên ông ta không có một chút từ bi và hoàn toàn thiếu lòng trắc ẩn. Từ trước tới giờ, chúng con chưa thấy ai độc ác như thế. Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, ông ta không giết heo trong 7 ngày qua. Sự trừng phạt phù hợp với nghề đồ tể giết heo đã xảy đến bất ngờ đối với ông ta. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục vô gián đã hiện hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong nhà suốt 7 ngày, kêu la en ét như một con heo. Hôm nay, ông ta sẽ chết và bị đọa vào địa ngục vô gián. Đó là câu chuyện thứ hai về quả báo của việc sát sinh. Chuyện người giết bò. Câu chuyện thứ ba chép trong Tích Truyện Pháp Cú, tập 3, quyển 18, Cấu Uế, phần 1. Người đồ tể và đứa con trai. Truyện kể về một người đồ tể giết bò. Ông này làm nghề đồ tể cũng đã hơn 50 năm. Mỗi lần giết bò đem bán như thế, ông đều để lại phần thịt ngon nhất cho mình và gia đình ăn. Một hôm, sau khi bán hết thịt, chỉ còn chừa lại một miếng ngon nhất, ông đưa cho vợ để nấu bữa cơm chiều, rồi đi ra tắm. Lúc ông đi tắm, một người bạn của ông vì nhà có khách nên chạy qua nhà ông mua thịt về làm thức ăn đại khách. Bà vợ ông nói rằng: Bây giờ thịt đã bán hết rồi, chỉ còn một miếng chồng tôi để lại ăn buổi chiều hôm nay, nên không thể bán cho anh được. Khi nghe như thế, người bạn nghĩ: Nếu đã hết thịt bán, chỉ còn lại thịt dành riêng cho buổi chiều, và ông ấy sẽ không ăn nếu không có thịt, chắc gì ông ấy chịu bán miếng thịt đó cho mình. Và người này để tiền lại, rồi tự động lấy miếng thịt đi. Bà vợ thấy vậy cũng không biết làm sao ngăn cản được. Ông chồng tắm xong lên, bà vợ sắp cơm cho ăn. Nhìn mâm cơm chỉ có rau cải, không có thịt bò. Ông hỏi: Tôi đưa cho bà miếng thịt để làm cơm chiều, vậy miếng thịt đâu rồi? Bà vợ kể đầu đuôi câu chuyện cho ông chồng nghe. Sau khi nghe xong, ông nói: Không có thịt, thịt thì dứt khoát tôi không ăn. Dù bà vợ năn nỉ thế nào, ông cũng kiên quyết bắt bà dẹp mâm cơm đi, vì phải có thịt ông mới ăn được. Ông cầm con dao đi ra ngoài, tới chỗ một con bò đang bị cột gần nhà, thò tay vào miệng lôi lưỡi của nó ra, dùng dao cắt đứt cái lưỡi, rồi xách trở vô nhà, bỏ mặc con bò rống lên trong đau đớn. Vào nhà, ông nướng cái lưỡi bò trên lò than, xong ăn nó với cơm. Khi vừa cắn một miếng lưỡi bò để ăn, không hiểu vì sao lưỡi của ông đứt làm đôi và rớt xuống đĩa cơm. Đúng lúc đó, ông nhận hình phạt cho nghiệp ác mà ông đã gây ra. Máu tuôn thành dòng từ miệng, ông bò quanh sân nhà, đau đớn rống lên như con bò bị cắt lưỡi. Một lát sau, ông chết và bị đọa xuống địa ngục vô gián. Đó là câu chuyện thứ ba về quả báo của việc sát sinh. Câu chuyện người thợ săn. Câu chuyện thứ tư nằm trong Kinh Tiểu Bộ 5, chương 2, Phẩm Cà Sà Va, phần 222. Chuyện con khỉ Cù La Na Di Gia. Kể về một thanh niên chuyên làm nghề săn bắn. Một hôm, anh vào rừng đi săn, nhưng không được một con thú nào. Trên đường trở về nhà, nhìn thấy một cây bàng rất to gần cuối cánh rừng. Anh đi đến chỗ cây bàng đó với hy vọng tìm được con vật gì ở đấy. Trên cây bàng lúc đó có hai anh em nhà khỉ đang sống cùng một con khỉ mẹ bị mù. Hai con khỉ con này rất thương mẹ. Hằng ngày, chúng đi tìm trái cây về đút cho mẹ ăn.
Khi người thợ săn đi đến, thì hai khỉ con đang đút thức ăn cho khỉ mẹ. Thấy người thợ săn lại gần, không kịp đưa mẹ mình đi, nên hai khỉ con đành để mẹ ngồi đó, rồi núp giữa các cành cây. Người thợ săn đến dưới gốc cây, nhìn lên và phát hiện ra khỉ mẹ, liền giương cung lên định bắn. Con khỉ anh vì thương mẹ nên đi ra van xin người thợ săn đừng giết mẹ nó, mà hãy giết nó để thay thế. Người thợ săn liền dùng tên bắn con khỉ anh rớt xuống. Sau đó, anh giương cung định bắn tiếp khỉ mẹ. Con khỉ em thấy vậy vì thương mẹ, cũng đi ra van xin anh đừng giết khỉ mẹ và chịu chết thay cho mẹ mình. Người thợ săn độc ác, giương cung bắn con khỉ em rớt xuống, rồi tiếp tục bắn chết luôn con khỉ mẹ. Anh gom ba xác khỉ lại, bỏ chúng vào một cái giỏ gánh về. Trong lúc ấy, sấm sét nổi lên, đánh xuống nhà người thợ săn độc ác, thiêu cháy vợ con và cả căn nhà. Khi anh về đến cổng làng, một người chạy đến báo tin ấy cho anh biết. Quá xấu hổ vì mất vợ mất con, anh quăng đòn gánh, thịt, cây cung, bỏ cả quần áo trần truồng, khuơ tay khóc than đi vào nhà. Khi ấy, một cây cột nhà bị gãy, rơi xuống và đánh vỡ đầu anh. Anh chết ngay tại chỗ và đọa vào địa ngục vô gián. Đó là câu chuyện thứ tư về quả báo của việc sát sinh. Chuyện Người Bẫy Chim. Cuối cùng là câu chuyện thứ năm, được chép trong tích truyện Pháp Cú tập 1, phẩm 2, tâm phần 7, vì bạo ác nổi mụn nhọt. Một vị tỳ kheo tên là Tissa bị mụn nhọt nổi lên khắp người. Lúc đầu chúng chỉ bằng hạt cải, sau to dần lên thành hạt đậu tây, đậu Hà Lan, rồi hạt táo. Cuối cùng chúng vỡ ra khiến toàn thân thầy bị lở loét, vết lở ăn vào tới xương, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Các thầy tỳ kheo ở trong tinh xá lúc đầu cũng thương và chăm sóc cho thầy rất cẩn thận, nhưng sau do hôi thối quá không ai chịu nổi nên đành bỏ mặc. Biết chuyện này, Đức Phật đến an ủi thầy Tissa và chính tay Ngài lấy nước ấm tắm rửa cho thầy rất sạch sẽ. Làm xong, Ngài đọc cho thầy nghe một bài kệ. Cuối bài kệ, thầy chứng quả A-la-hán và nhập Niết Bàn. Như vậy, tuy bệnh tật dày vò đau đớn, nhưng lúc nào thầy Tissa cũng chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn tu tập, và đến khi gần qua đời thì chứng được quả A-la-hán. Sau khi thầy nhập Niết Bàn, các thầy tỳ kheo thắc mắc hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao thầy Tissa lại bị căn bệnh hiểm nghèo như thế? Và nguyên nhân nào mà thầy ấy trước khi chết lại chứng được quả A-la-hán? Đức Phật liền kể chuyện tiền kiếp của thầy Tissa cho đại chúng nghe. Đời quá khứ, thầy Tissa là người bẫy chim. Mỗi lần đi bẫy, ông bắt được rất nhiều chim, đa số mang bán hoặc mang vào hoàng cung. Nếu giết chim và cất giữ quá lâu không đem bán thì thịt chim sẽ hư thối. Và để giữ chim khỏi bay mất, ông thường bẻ xương chân và xương cánh của chúng, dồn đóng lại một chỗ để ngày hôm sau giết đem đi bán. Một hôm, có vị A-la-hán dừng chân trước cửa nhà ông khất thực. Ông bỗng thấy lòng thanh thản và phát tâm dâng cúng thức ăn lên cho vị A-la-hán đó. Ông đỡ bình bát, bỏ đầy những món ăn thơm ngon, nằm vóc gieo xuống đất, đảnh lễ và thưa: Tôn giả, xin cho con được vào quả vị cao nhất mà Ngài đã chứng. Vị A-la-hán hồi hướng công đức cho ông sẽ được như vậy. Nhờ công đức cúng dường đó nên kiếp này ông được xuất gia và chứng quả A-la-hán. Nhưng vì tạo nghiệp sát sinh, nhất là bẻ cánh và chân chim, nên kiếp này ông bị quả báo lở loét khắp người, đau đớn đến tận xương tủy. Phân loại quả báo. Bây giờ qua năm câu chuyện này, chúng ta hãy thử phân loại các quả báo về sát sinh. Thứ nhất là quả báo hiện đời, nghĩa là chúng ta làm một việc gì thì quả báo sẽ diễn ra ngay sau đó, hoặc ngay trong đời này. Giống như chúng ta ném một quả banh vào tường, mình ném càng mạnh thì nó dội lại mình càng đau. Trong năm câu chuyện trên,
chuyện nào là quả báo hiện đời. Một là chuyện người đồ tể giết heo. Chúng ta thấy rõ quả báo của ông ta là bị chết một cách đau đớn, la hét, bò lê bốn chân giống như con heo ngay trong đời này. Hai là chuyện người cắt lưỡi bò. Sau hành động độc ác đó không lâu, lưỡi của ông cũng bị đứt làm đôi. Ba là chuyện người thợ săn giết hại cả gia đình khỉ. Lúc trở về, anh bị cây cột nhà rơi vào đầu mà chết. Sau khi chết, đọa thẳng xuống địa ngục vô gián. Đó là quả báo hiện đời, quả báo trước mắt. Thứ hai là quả báo đời sau, nghĩa là chúng ta làm việc gì trong đời này, phải đến đời sau quả báo mới xuất hiện. Câu chuyện vị tỳ kheo đời trước giết chim, bẻ cánh và chân chim, đời nay bị quả báo ung nhọt đầy mình, lở loét tới tận xương tủy, chịu bao đau đớn, thuộc về loại quả báo đời sau. Thứ ba là quả báo không những đời sau mà nhiều đời sau nữa. Câu chuyện ông Bà La Môn giết dê để cúng tế, sau đó bị đọa làm dê tới 500 kiếp là một ví dụ sinh động cho loại quả báo này. Trong năm câu chuyện về quả báo sát sinh vừa nghe, chúng ta thấy có khi nhân quả giống nhau, cũng có khi nhân quả khác nhau. Nhân nào quả nấy, đó là nhân quả giống nhau. Ví dụ như chúng ta trồng dưa thì ra dưa, chứ không thể trồng dưa mà ra cà. Hay chúng ta trồng ớt, ra ớt, chứ không thể trồng ớt mà ra dưa leo. Câu chuyện về con dê kể trên thuộc loại nhân quả giống nhau. Kiếp trước ông Bà La Môn chặt đầu dê, 500 kiếp sau ông phải làm dê và kiếp nào cũng chết vì bị chặt đầu. Còn nhân quả khác nhau, nghĩa là quả báo không hoàn toàn giống với nghiệp nhân đã gây ra. Ví dụ như kiếp này mình đập đầu bò, nhưng khi chết mình không làm bò mà được trở lại làm người. Tuy nhiên mình bị bệnh đau đầu hoặc ung thư não. Cả đời mình sống trong đau đớn, giống như nỗi đau mà con bò bị đập đầu phải chịu. Hoặc như khi vai người ta một dạ lúa hay một lượng vàng, nếu như không có lúa, có vàng để trả, thì mình trả bằng tiền, bằng đô la. Hoặc như mình mượn người ta chiếc xe cúp hay xe quay rồi chẳng may làm mất. Nếu không có xe, thì mình đền bằng tiền với giá trị tương đương. Cho nên không nhất thiết là nhân và quả phải giống nhau. Có những trường hợp nhân và quả khác nhau, song giá trị vay trả là tương đương như nhau. Câu chuyện vị thầy tỳ kheo giết chim, bẻ cánh và chân chim kể trên thuộc loại nhân quả khác nhau. Ông không bị đọa làm chim mà sinh lại làm người. Tuy nhiên, khi làm người, ông bị quả báo ung nhọt khắp thân, lở loét hôi thối, đau đớn vô cùng. Nguyên nhân sát sinh. Cũng qua năm câu chuyện về quả báo sát sinh mà tôi đã kể, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những lý do vì sao người ta lại giết hại động vật. Thứ nhất là giết để cúng người chết. Xin hỏi quý vị, người đã chết rồi, chúng ta cúng, họ có ăn được không? Chắc chắn là không. Không tin, quý vị cứ về để mâm cơm lên cúng người chết, xem là còn hay hết. Nếu như cúng mâm cơm, lát sau còn một nửa, thì đúng là người chết ăn được. Nhưng trên thực tế, mâm cơm chúng ta cúng vẫn còn nguyên, và sau đó chính chúng ta ăn, chứ người chết có ăn đâu. Mang tiếng cúng cho người chết, nhưng thực chất toàn là người sống ăn. Còn ai muốn cúng cho người chết, thì tôi đề nghị là đốt hết thức ăn thành tro. Quý vị có dám đốt không? Chắc là không, vì đốt rồi không ăn được nữa. Có một câu chuyện trong kinh Tiểu Bộ 6, chương 5, phẩm 5 bài kệ, phần 352. Chuyện chàng Su Chà Ta như sau. Một người con thấy cha khóc cúng cho ông nội đã chết của anh. Vì hiểu Phật Pháp nên anh muốn can ngăn cha, nhưng nói thế nào cha cũng không nghe. Tối ngày, người cha khóc thương rồi nấu thức ăn dâng lên cho ông nội. Người con tìm đủ mọi cách để chuyển hóa cha mình bớt nhớ, bớt thương và không cúng bái như thế nữa. Một hôm, người con đi ngoài đường thấy có một con bò chết. Anh suy nghĩ,
đây có thể là cơ hội để thức tỉnh cha mình. Thế là anh mang cỏ đến chỗ con bò đang nằm và gọi liên hồi. Bò ơi, dậy ăn cỏ đi! Bò ơi, dậy ăn cỏ đi! Khi đó, những người hàng xóm thấy vậy chạy về báo cho cha của anh biết. Họ nói rằng, ông ơi, con của ông bị thần kinh rồi kìa. Người cha nói, con tôi khỏe mạnh lắm mà, có bị thần kinh gì đâu. Nó bị thần kinh rồi, thấy nó cứ cầm cỏ gọi con bò dậy ăn, cho bò đã chết rồi. Nghe xong, người cha rất giận, ông nghĩ, sao cái thằng này khùng như thế, con bò chết rồi mà còn mang cỏ cho nó ăn. Thế là người cha đi ra chỗ đứa con, ông nói, con làm gì lạ vậy, con bò nằm chết như vậy rồi, mà đưa cỏ cho nó thì làm sao nó ăn được. Lúc đó, người con mừng thầm, anh nói, thưa cha, con bò chết, xác nó còn đây mà con cho cỏ nó không ăn được. Vậy người chết đã đem chôn rồi mà còn khóc, còn cúng cho họ thì làm sao họ ăn được. Người cha tỉnh ngộ, từ đó ông không khóc cúng cho ông nội nữa. Cổ nhân có câu nói rất hay, sống không cho ăn cho ăn, chết làm văn cúng ruồi. Đôi khi vì lòng thương hoặc vì tưởng nhớ đến người đã mất nên chúng ta cúng, đó là tấm lòng. Nhưng nếu là người học Phật, chúng ta không nên giết con này con kia để cúng cho người chết. Đức Phật dạy rằng, sau khi chết, người ta đi luân hồi trong sáu cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời. Nếu người chết đã tái sinh làm người, làm thú, đọa địa ngục hay lên cõi trời, thân nhân có cúng thì họ cũng không ăn được. Như vậy, chúng ta phải hiểu cho đúng. Cúng là để tưởng nhớ người chết, không phải cúng để người chết ăn. Là người học Phật, nếu cúng cho ông bà, cha mẹ, chúng ta làm mâm cơm chay là được rồi, không nhất thiết phải sát sinh, hại vật để cúng. Nếu cúng mặn, bản thân chúng ta mang tội sát sinh mà ông bà, cha mẹ đã quá vãng cũng không ăn, không hưởng được gì. Thứ hai là giết để bán. Có những người mưu sinh bằng cách giết heo, bò, gà, vịt, vân vân, đem bán lấy tiền. Đây được gọi là nghề sát sinh hay nghề đồ tể. Quả báo sát sinh rất nặng, những người làm nghề đồ tể sớm muộn gì cũng phải gánh chịu khổ đau cùng cực. Trên cuộc đời này có rất nhiều nghề, người Phật tử nên chọn cho mình một nghề nào đó không phải sát sinh. Mạng sống là quý, cắt đứt mạng sống là tội ác. Nếu chúng ta không giết hại mà còn phóng sinh thì sẽ có công đức rất lớn. Ngược lại, nếu sát sinh, chúng ta sẽ bị quả báo vô cùng khủng khiếp về sau. Như ông thầy Bà La Môn trong câu chuyện thứ nhất, chỉ chặt đầu một con dê để cúng tế mà phải làm dê tận 500 kiếp. Đức Phật dạy rằng, khi chúng ta sát sinh thì quả báo của mình trước nhất là địa ngục, sau đó là ngạ quỷ, tiếp đến là súc sinh. Quý vị thử nghĩ xem, nếu một đời làm nghề sát sinh thì mình sẽ bị đọa vào ba đường ác như thế trong bao nhiêu kiếp. Lợi thì ít mà hại thì nhiều. Làm nghề sát sinh giàu lắm, lợi lắm, được no bụng đấy, được sung sướng đấy. Nhưng sau khi từ giã cõi đời, quý vị sẽ phải chịu đau khổ trong nhiều kiếp. Như vậy, chúng ta phải cân nhắc nghề nghiệp nuôi sống bản thân mình, không vì lợi ích nhỏ bé trước mắt mà gây tai hại to lớn về sau. Đức Phật đã dạy chúng ta phải chánh mạng, tức là nuôi mạng chân chánh, tránh làm nghề sát sinh. Người đời không hiểu, người ta làm, còn chúng ta là con Phật thì phải tìm nghề nào lương thiện, tốt đẹp, không hại mình, hại người. Nói cách khác, nếu chúng ta là người có trí tuệ và lòng từ bi thì không thể làm nghề sát sinh. Đó là chưa kể những người làm nghề này cũng chỉ được đời cha, đến đời con, đời cháu sẽ tàn rụi, không phát lên nổi. Người xưa có những câu nói rất hay. Ông cha kiếp trước khéo tu, bây giờ con cháu võng dù nghênh ngang. Và ngược lại là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Theo nghĩa câu nói thứ hai, nếu người cha làm nghề sát sinh thì người con sẽ chịu quả báo. Như vậy là không phù hợp với nhân quả. Vì giáo lý nhân quả dạy rằng,
ai ăn nấy no, ai làm nấy chịu. Sao ở đây người cha làm mà người con phải chịu? Thực ra, điều này cũng là nhân quả. Bởi vì người cha làm ác, chuyên sát sinh, hại vật, nên con của ông ta cũng là người ác đầu thai. Cùng là người ác, nên nó bị chung quả báo với cha mình, chứ không phải cha làm mà con chịu. Có chăng cũng chỉ bị ảnh hưởng phần nào thôi. Ví dụ như, người cha đi ăn cướp, ăn trộm, lừa đảo, làm nghề bất chính, bị đời người khinh chê, bị bắt giam, xử phạt, thì vợ con ở nhà tuy không chịu quả báo như vậy, nhưng sẽ cảm thấy rất tủi nhục. Ngoài ra, khi chúng ta làm nghề sát sinh, chính hành động giết hại hằng ngày đó huân tập vào trong tâm thức của mình và biến mình thành người ác, người hung dữ, người dã man, không những đời này mà cả đời sau. Tục ngữ có câu, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Chúng ta làm cái gì rồi cũng thành quen. Cho nên chúng ta đừng huân tập hạt giống sát sinh, bởi vì những hành động giết hại đó sẽ trở thành thói quen và rất khó để sửa đổi. Cũng chính những thói quen này tạo thành nghiệp trong tương lai, dẫn dắt chúng ta trở thành người hung ác, có thể giết người không gớm tay. Do vậy, khi làm một nghề gì để sinh sống, chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đừng chỉ vì cái lợi trước mắt, đặc biệt là nghề sát sinh. Cho dù nghề này có lời nhiều, một ngày có thể lời 5 triệu, 10 triệu hay 20 triệu, chúng ta cũng không nên tham lam, vì nếu làm nghề này thì kiếp sau chúng ta sẽ bị đọa vào những cảnh giới đau khổ gấp trăm, gấp ngàn lần hiện tại. Thứ ba là giết để ăn. Con người chúng ta ăn để sống, không phải sống để ăn. Con người có đường ruột dài giống các loài thực vật như khỉ, bò, trâu, dê, cừu, v.v. Cho nên thức ăn phù hợp với cấu tạo cơ thể con người không phải là thịt động vật mà là rau, củ, quả. Chỉ vì từ nhỏ cha mẹ cho ăn thịt cá quen rồi, bây giờ không có những thứ đó, chúng ta ăn cơm không được. Còn nếu ăn chay từ nhỏ thì lớn lên chúng ta vẫn ăn chay bình thường, không có gì trở ngại cả. Chúng ta ăn chay quen rồi thì khi ngửi mùi thịt cá sẽ thấy không thể nào chịu nổi, chẳng qua cũng chỉ là do thói quen. Những người xuất gia, chẳng hạn như tôi, hơn 40 năm ăn chay vẫn thấy khỏe mạnh bình thường. Trong rau, củ, quả đều đã có đầy đủ chất bổ dưỡng. Đôi khi ngồi suy nghĩ cũng thấy lạ, con bò, con trâu, con ngựa, con voi chỉ ăn cỏ thôi, thế mà chúng rất khỏe mạnh. Còn con người chúng ta ăn đủ thứ mà hết bệnh này đến bệnh kia. Có nhiều người nói ăn chay bị mất máu hay đau ốm, da xanh xao. Tôi hỏi lại quý vị, ăn mặn có bị bệnh không? Quý vị thử vào bệnh viện xem những người bệnh ở đó ăn chay hay là ăn mặn. Quý vị cứ bảo ăn chay bị bệnh mà sao ở bệnh viện lại toàn là người ăn mặn không thôi. Bệnh tật là do nghiệp của mình. Chúng ta không nên nói ăn chay bị bệnh, còn ăn mặn thì không. Chính ăn mặn mới là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh tật. Bây giờ khi ăn thịt, quý vị phải nghĩ như thế này. Mình muốn sống mà lại lấy mạng sống của chúng sinh khác nuôi mạng sống của mình. Như vậy có từ bi, công bằng và hợp lý không? Quý vị thử tưởng tượng xem, lúc ăn một miếng thịt vào miệng, mình cảm thấy ngon. Nhưng sau khi nuốt vào bụng rồi, lỡ như có vấn đề gì đó, bị ói ra, thì quý vị có dám ăn lại miếng thịt đó nữa không? Chắc chắn là không, nhìn đã thấy sợ rồi, làm sao dám ăn lại? Nếu như nó tiêu hóa thành phân, thì ngửi còn không dám, nói chi đến nhìn. Quý vị vẫn ăn thịt là vì không thấy được sự đau đớn của chúng sinh khi bị thọc huyết, đập đầu, mổ bụng, nấu luộc chiên xào. Quý vị hãy xem lại việc ăn của mình. Chỉ ngon miệng mình một tí mà biết bao chúng sinh bị giết hại một cách đau đớn, dã man. Nỡ lòng nào quý vị ăn nuốt những miếng thịt như vậy? Quý vị phải có lòng từ, phải quán xét nhân quả, không nên ăn thịt chúng sinh nữa. Thứ tư là giết để mua vui. Tuy năm câu chuyện đã kể lúc đầu không nhắc đến nguyên nhân sát sinh này, nhưng ở đây tôi sẽ nói thêm cho đầy đủ.
Vừa rồi có một lễ hội mới được phục dựng tại Phú Thọ. Đó là lễ hội cầu trâu. Cầu trâu có nghĩa là đập đầu trâu. Họ chọn một con trâu khỏe mạnh, đưa nó đi tắm ở sông Hồng. Sau đó dắt về đình làng làm lễ, rồi cột vào một cây cọc chôn sẵn ở giữa sân đình. Khi lễ hội bắt đầu, 12 thanh niên thay phiên nhau cầm cái vồ đập lên đầu con trâu, cho đến khi nó chết thì thôi. Một hành động quá sức dã man, thế mà nó lại được tổ chức thành lễ hội để cho biết bao nhiêu người đến xem. Hằng ngày, trâu chỉ bị giết ở các lò mổ, không có người ngoài nhìn thấy. Còn ở đây, trâu bị đem ra giết ở giữa đình, mà lại giết một cách vô nhân tính. Thay vì giết con trâu chết thật nhanh, rồi sau đó mổ bụng, banh thay nó ra cũng được. Đằng này con trâu đang còn sống, mà mình lấy vồ đập vào đầu cho nó chết từ từ trong đau đớn. Đây là những lễ hội của thời cổ xưa. Thời đó dân trí còn thấp kém, lạc hậu, nên người ta mới làm như vậy. Bây giờ chúng ta là người văn minh, có hiểu biết, có trí tuệ, sao lại còn hành động giống như những con người cách đây cả vài ngàn năm? Chúng ta hãy đặt mình vào vị trí con trâu xem như thế nào. Mình bị người ta cột vào cọc, rồi lấy vồ đập liên tục vào đầu thì có chịu nổi không? Mình có đau không? Mình có sợ không? Mình có oán thù những người đó không? Trâu là con vật rất hiền lành, nó giúp nông dân kéo cày, kéo xe, nó là một trong những người bạn thân thiết nhất của con người. Vậy mà chúng ta lại đối xử với nó một cách dã man như thế. Chúng ta còn nói lễ hội cầu trâu là lễ hội văn hóa, không biết văn hóa ở đâu. Lễ hội dã man thì đúng hơn. Điều đáng buồn là ở Việt Nam chúng ta, nơi này nơi kia vẫn đang có những lễ hội như vậy. Trên Tây Nguyên thì có lễ hội đâm trâu, người ta cột con trâu lại rồi cúng tế, nhảy múa xung quanh, sau đó lấy hàng chục cây lao phóng vào mình trâu cho đến khi nó chết. Có nơi còn dã man hơn nữa, con trâu đang đứng, người ta lùa chạy rồi lấy dao chặt chân cho nó quỵ xuống, sau đó lấy giáo đâm nó tới chết. Tại Nepal vừa rồi cũng có lễ hội chặt đầu trâu. Họ gom lại một lúc hơn 6.000 con trâu và lấy đao chặt đầu của chúng. Nhìn mấy ngàn con trâu bị đứt đầu nằm đầy một bãi đất còn rộng hơn cả chùa Hưng Pháp này nữa. Tôi thấy đó là một lễ hội hết sức dã man. Nhưng suy nghĩ lại, lễ hội cầu trâu hay đâm trâu ở Việt Nam chúng ta còn dã man hơn. Chặt đầu thì con trâu chết ngay lập tức. Còn đập lên đầu trâu bằng vồ hay đâm vào mình trâu bằng giáo thì nó chết từ từ trong đau đớn, kêu la và oán hận. Thật quá tội nghiệp. Ngoài ra, ở Bắc Ninh hiện nay còn có lễ hội chém lợn. Vào ngày tổ chức lễ hội, người ta rước con lợn đi vòng quanh thôn, sau đó đưa về sân đình, đặt nó nằm ngửa, kéo căng bốn chân về bốn hướng. Rồi một thanh niên cầm đao chặt đứt làm đôi, khiến máu tú ra lênh láng. Người dự lễ lấy tiền bôi máu lợn lên đó, rồi đem về để được may mắn. Rõ ràng, những lễ hội kể trên quá dã man, tàn nhẫn và phi nhân tính. Chỉ những người không có lương tri mới thích tham dự những lễ hội như vậy. Lễ hội cầu trâu, đâm trâu hay chém lợn nhằm giáo dục con người cái gì? Giáo dục con người hành hạ và giết hại chúng sinh chăng? Người có trí tuệ bản thân không tham gia và cũng không cho con cháu mình tham gia những lễ hội như vậy. Bởi vì đến xem những cảnh giết chóc man rợ như thế rất nguy hiểm. Chúng chỉ kích thích thêm các điều ác ở trong mình, chứ không mang lại điều gì tốt đẹp cả. Chúng ta cần phải lên án những lễ hội như thế này, vì chúng không có tính giáo dục hướng thiện và hướng thượng. Chúng ta là người học Phật, khi làm một việc gì cần phải suy nghĩ xem hậu quả của nó như thế nào. Chư Tổ thường nói một câu rất hay: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát sợ nhân nghĩa là Bồ Tát khi làm bất cứ việc gì đều cân nhắc kỹ lưỡng, vì các ngài biết nếu đã gieo nhân thì phải gặt quả. Chúng sinh sợ quả nghĩa là chúng sinh không màng nhân quả, cứ cắm đầu làm, tới chừng bị tù, bị tử hình,
bị đọa địa ngục mới than trời trách đất. Chúng ta không nên làm những chúng sinh như vậy, mà phải làm Bồ Tát, phải biết sợ mình sẽ gieo nhân xấu. Khi nói hay làm một điều gì, chúng ta phải dè chừng hậu quả của nó, để mình không rơi vào tội lỗi, sa đọa và khổ đau. Nhất là phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mình định ra tay sát sinh, vì bất cứ lý do nào trong bốn lý do đã trình bày ở trên, giữ gìn được giới không sát sinh, thì hiện đời và đời sau chúng ta sẽ có an lạc và hạnh phúc. Nếu chúng ta sống chánh mạng, không làm những việc sát sinh, hại vật, thì chắc chắn sẽ không bị quả báo đau khổ trong tương lai. Tóm lại, hôm nay tôi đã kể cho quý vị nghe một vài câu chuyện về quả báo sát sinh trong Kinh Tiểu Bộ và Tích Truyện Pháp Cú. Quý vị hãy ghi nhớ những câu chuyện đó. Quả báo sát sinh rất nặng nề, rất đau khổ, không những kiếp này mà nhiều kiếp về sau. Do vậy, người Phật tử phải phát khởi lòng từ, phải thấy tất cả chúng sinh đều tham sống sợ chết và đều có Phật tánh giống như mình. Chúng ta hãy tôn trọng tánh linh của con vật. Thực ra, trước đây nó cũng là con người như chúng ta. Nếu chúng ta không biết tu, thì kiếp sau sẽ bị đọa làm súc sinh giống như nó. Không phải con người mãi mãi là con người, còn súc sinh mãi mãi là súc sinh. Con người có tội thì bị đọa xuống làm súc sinh. Súc sinh hết nghiệp thì được thăng lên lại làm người. Như vậy, con người và con vật bình đẳng với nhau về nhân quả. Rất mong quý Phật tử thấu hiểu điều này và sẽ không bao giờ sát sinh hại vật nữa. Để kết thúc bài giảng hôm nay, tôi xin tặng quý vị bài thơ Xin đừng sát sinh. Đau lắm người ơi, xin đừng giết tôi. Đau lắm người ơi, xin tha mạng tôi. Ôi tiếng kêu cứu muôn loài thú vật, vang mãi đâu đó mặt đất dưới sông. Con bị cắt cổ, con thì nhổ lông, máu hồng lai láng, tiếng oán ngất trời. Nỗi khổ đớn đau, hận sầu như núi, mỗi ngày qua đi hàng tỷ sinh mạng. Bị giết dã man, thịt nát xương tan, từ con vật nhỏ đến loài thú to, vì ngon miệng mình cướp mạng chúng sinh. Hỡi nhân loại ơi, con người con vật, cùng một tánh linh, cùng tham muốn sống, cùng có cảm tình. Trong mộng niệm Phật cứu mẹ thoát hiểm. Cơ sở Hoằng Pháp Vụ Phong của liên xã ở Đài Trung có một vị liên hữu niệm Phật rất cung kính, họ Hầu, tên Anh Mãn, lại có tên là Ngân Tiếu, năm nay 38 tuổi, nguyên quán ở làng quê Tân Dinh, miền Nam. 4 năm trước, theo chồng dời về ở thôn Thảo Hồ ở Vũ Phong. Cô gái này đời trước trồng nhiều căn lành. Sau khi nghe được pháp môn tịnh độ, tín tâm kiên cố, hai thời khóa sớm tối chưa từng gián đoạn. Có được công phu lớn mạnh hơn người. Tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, cho nên mới được cảm ứng ở trong mộng niệm Phật cứu được mẹ cô ta thoát được nguy hiểm hung dữ. Ngày mùng 1 tháng 8 là ngày giảng kinh ở cơ sở Hoằng Pháp. Liên hữu Anh Mãn hướng về mọi người thuật lại chuyện linh cảm của cô đã trải qua. Cô ta nói, Phật Pháp đích thực không thể nghĩ bàn. Chỉ cần thành kính niệm Phật thì ai cũng được lợi ích, được cảm ứng to lớn. Tôi một năm trước, có một đêm nằm mộng, thần thức không biết sao vô tình đi về nhà của mẹ ở Tân Dinh. Bỗng nhìn thấy một con quỷ hung ác, tay cầm một sợi dây trói mẹ tôi lại. Đang sắp lôi đi, tôi lập tức níu mẹ tôi lại không buông, lớn tiếng la to, A-di-đà Phật đến cứu mẹ con. Vừa cố sức kêu A-di-đà Phật vừa mở dây ra, con ác quỷ đó không biết bỏ đi lúc nào, không thấy nữa. Sáng sớm thức dậy, Anh Mãn đem cảnh giới không lành trong mộng nói cho chồng cô biết. Nếu như không phải thánh hiệu A-di-đà Phật có sức oai thần như thế, thì mẹ chắc không cứu trở lại được. Mặc dù đã nói như thế, nhưng trong lòng vẫn không yên. Nói chung cảm thấy không yên tâm lắm. Đến hơn 10 giờ, lúc Anh Mãn đang vo gạo trong bếp, người áo xanh, tức áo của bưu điện,
đưa đến một lá thư nhanh. Bóc ra xem thì mới biết là mẹ đêm qua bỗng nhiên bị chứng xuất huyết não, hiện còn đang hôn mê. Anh Mãn tức thời sửa soạn đồ đạc để về Tân Dinh, ngồi trên xe tạm nén nỗi âu sầu, nhất tâm khẩn thiết niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc xe đi ngang qua Chương Hóa, vô tình ngẩng đầu lên trên không thì thấy Tây Phương Tam Thánh hiện trên hư không rất là sáng rỡ. Lúc đó anh Mãn càng niệm mạnh hơn, không buông lời Lục Tự Hồng Danh một hơi nào hết. Niệm mãi đến Tân Dinh, xuống xe nhìn lại trên không thì không còn thấy nữa. Anh Mãn về đến nhà thì thấy mẹ mình miệng mắt đều méo lệch, bất tỉnh nhân sự, tay trái chân trái nửa bên thân đã bị liệt. Cô liền ngồi bên mẹ niệm Phật mãi không ngớt. Đến ngày thứ ba, bà mẹ tỉnh lại và nói chuyện lại được. Anh Mãn mỗi ngày đều cầu nước chú Đại Bi cho mẹ uống và bảo mẹ cùng niệm A Di Đà Phật. Đến ngày thứ bảy, tính từ ngày anh Mãn về, thì miệng mũi của mẹ đã dần dần hồi phục. Về sau, mỗi tháng đều về thăm mẹ. Mỗi lần về đều khích lệ mẹ niệm Phật, đồng thời dẫn mẹ đến chùa quy y Tam Bảo, gieo trồng căn lành. Đến ngày 26 tháng 8 năm nay, bà cụ đã niệm thánh hiệu được 2 năm, cuối cùng ra đi an tường trong tiếng niệm Phật trợ niệm của anh Mãn. Chuyện kể tới đây, các vị liên hữu ai nấy đều khen anh Mãn là người con hiếu, thần thức ở trong mộng còn biết niệm Phật để lùi được quỷ, khiến mẹ khỏi rơi vào tam đồ, lại còn biết hướng dẫn cho bà biết thành kính niệm Phật. Khi lâm chung trợ niệm cho vãng sanh Tây Phương, thật là hy hữu ít có được. Tôi nói chỉ đáng tiếc là lúc cô ta ở trên xe niệm Phật, đi ngang qua Chương Hóa, thấy được Tam Thánh thị hiện, không mang theo máy chụp hình. Nếu như chụp được tấm ảnh ấy, há không phải là thật chứng cho Phật Bồ Tát đích xác là có thật ư, dùng để cảm hóa những chúng sanh can cường khó hóa độ. Quan Âm cứu nạn. Một ngày khoảng 8 giờ tối năm 1997, tôi vừa tan sở xong thì vội lên chuyến xe tối về nội thành. Lúc này người trên xe rất ít, đi được nửa đường thì bỗng có bốn thanh niên say bí tỉ bước lên xe. Trong tay mỗi người cầm một chai rượu, y phục xốc xếch, rõ ràng là say quất cần câu. Một thanh niên trong đây thấy tôi ngồi một mình, liền bước siêu vẹo tới ngồi cạnh tôi, còn tùy tiện gác một tay lên lưng ghế tôi. Ba ông ma men kia thấy vậy đều nhào tới, ngồi xuống bao vây tôi. Cho anh ngồi chung nghe. Lúc đó tôi cảm thấy cực kỳ bất an, trong lòng hơi ớn, nhưng ráng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị bảo anh thanh niên ngồi sát tôi hãy bỏ tay xuống. Kết quả chẳng những anh ta không nghe mà còn phản ứng suồng sã táo tợn hơn, bằng cách choàng tay lên vai tôi, còn cười ha hả thật lớn. Chắc chắn đây là một tên lưu manh. Tôi muốn đổi chỗ nhưng gã chẳng cho tôi đi ra. Tôi liền hướng anh bán vé cầu cứu. Tôi kêu thật to: "Anh bán vé ơi!" Anh bán vé từ từ đi tới. Tên lưu manh này thấy vậy liền xa sầm mặt, vội xỉa tiền ra mua 5 vé, còn chỉ vào tôi trần tráo bảo: "Tôi mua vé cho em gái này luôn. Em gái này á, trong nhóm của tôi, trong nhóm của tôi hết trơn á." Nghe vậy tôi thật có miệng mà nói khó khăn, nhưng vẫn ráng giải thích: "Tôi không quen họ, anh đừng lấy tiền của họ. Vé của tôi hãy để tôi mua." Nói xong tôi đưa mắt nhìn anh bán vé, ngầm cầu giúp đỡ. Nhưng anh ta chừng như quá sợ đám du côn này, khẽ liếc tôi một cái rồi lủi về chỗ mình ngay. Anh ta cứ giả lơ, làm như không nghe thấy gì. Còn lại mình tôi với đám lưu manh, không ai bảo vệ. Trong lúc cực kỳ nguy cấp đó, tôi chỉ còn biết cầu Bồ Tát cứu mình thôi. Tôi rất tin Bồ Tát Quan Âm hữu cầu tất ứng, trong lúc nguy nan sẽ chở che gia hộ bất tư nghì. Giữa đêm tối bơ vơ không ai giúp đỡ, tôi đành chắp tay niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nhất tâm khẩn cầu Ngài che chở, cứu tôi thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Dần dần, nội tâm tôi trở nên bình tĩnh, không còn căng thẳng,
mà cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Vì ngay lúc đó, tâm và Phật hiệu đã hợp nhất. Khoảng chừng 15 phút sau, trong lúc tôi đang chuyên tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì đột nhiên mấy gã say đang hùng hổ bao vây áp đảo tôi bỗng thét lên thật to: "Bác tài, mau dừng xe lại cho tôi xuống xe." "Chuyện gì vậy? Phiền phức quá đi. Xe đang chạy trên đường cao tốc, không thể dừng lại." Trời ơi, quả thiệt tôi không tin được. Dừng xe lại. Mau dừng xe lại. Trời ơi, dừng xe lại đi. Dừng lại liền. Gã ngồi cạnh tôi vừa nói vừa tỏ vẻ rất thống khổ. Lúc này mấy gã say còn lại cũng quýnh quáng đứng dậy hết, đồng hoảng loạn la to: "Trời ơi, mắc tiểu quá, hết nhịn nổi rồi, mau dừng xe lại, trời ơi, tôi muốn xuống xe." Tài xế vừa dừng thì bốn gã say vội nhào lăn xuống đường rồi biến mất hút trong đêm. Ông tài xế chửi đổng một câu: "Đồ thần kinh!" rồi cho xe chạy tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe bầu không khí giờ đã yên tĩnh trở lại. Tôi hết sức cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngầm gia trì. Chính là nguyện lực từ bi của Ngài đã giúp tôi hóa hiểm thành an. Đúng như trong Kinh Phổ Môn nói: "Chúng sinh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực, năng cứu khổ thế gian." Lúc ách nạn tôi được thọ ơn như thế, xin mạo muội kể ra chia sẻ cùng người hữu duyên. Tôi muốn nói rằng, nếu bạn gặp nguy hiểm, lâm vào cảnh bơ vơ cô độc một mình, không có ai chở che, thì hãy chí thành niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Chỉ cần bạn thành tâm hết lòng, nhất định sẽ nhận được lực gia trì không thể nghĩ lường của Ngài. Năm nay tôi 28 tuổi. Sau mấy năm yêu thương đồng thấm, ngày 28 tháng 5 2011, tôi cùng người bạn trai cùng dắt tay nhau bước vào lễ đường xây dựng hôn nhân. Thời gian này phải nói là tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn. Một ngày cuối tháng 8, tôi về nhà thăm mẹ. Tình cờ nghe mẹ kể, không biết là người nào, hàng đêm cứ độ 22 giờ 5 phút là ở dưới lầu réo gọi tên tôi. Tôi nghe xong đâm sợ vì thấy chuyện quá kỳ lạ nên cứ vặn hỏi mẹ: "Có phải là mẹ nghe lầm hay bị ảo thính ảo giác gì không?" Mẹ tôi khẳng định: "Tuyệt đối không có chuyện nghe lầm. Hồi đầu mới nghe thì mẹ cho rằng vùng này có nhiều người tinh quanh và nghĩ chắc là người ta kêu trùng hợp nên mẹ không để tâm. Nhưng lâu dần á thì mẹ phải để ý vì thấy chuyện này cứ tái diễn. Tính ra đã 3 tháng nay rồi." Bây giờ tôi nhớ lại, thầm phục tính gan dạ của mẹ. Vì trong suốt thời gian đó, tối nào trước 22 giờ, bà cũng lên sân thượng đứng nhìn xuống, quan sát khắp chung quanh, mong phát hiện ra ai là kẻ giở trò chơi ác. Bà đứng đợi rất lâu mà chẳng thấy chi. Nhưng khi bà vào nhà, thì âm thanh nữ nhân kia cứ đúng 22 giờ 5 phút là vang lên réo gọi tên tôi. Bất đắc dĩ, mẹ tôi phải đem chuyện này kể lại cho tôi nghe. Lúc đó, tôi vừa lo vừa sợ, càng cho rằng có thể là do bọn thổ phỉ gian manh nào đó làm. Chứ dưới bầu trời này làm sao là có chuyện kỳ quái như thế được. Lòng đầy thắc mắc, lo âu, e là sẽ có việc không hay xảy đến cho mẹ. Tôi cũng muốn xác minh cho rõ thật hư, nên quyết định tối đó ngủ tại nhà mẹ. Tôi nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ treo trên tường. Âm thanh tích tắc, đều đặn vang lên. Lòng tôi thấp thỏm không yên và bị kích động tột cùng. Để giảm bớt lo âu, tôi và mẹ vừa chờ đợi vừa trò chuyện đúng 22 giờ 5. Thì tai tôi nghe rõ ràng âm thanh ôn nhu của một nữ nhân đang réo gọi tên tôi. Toàn thân tôi bỗng nổi ốc hết, mồ hôi tuôn đầm đìa. Lúc này không hẹn mà tôi và mẹ đồng buộc miệng nói một câu: "Có nghe gì không? Nghe không hả?" Đúng vậy. Rốt cuộc tôi phải tin điều kỳ quái kia là có thật. Té ra trên thế gian này còn có cái gọi là quỷ kêu cửa. Tôi vô cùng thắc mắc và cảm thấy khó hiểu, tâm tư sợ hãi, kinh hoàng cực kỳ. Nhưng cái giọng réo gọi kia
tôi lại có cảm giác rất quen thuộc, thân thiết. Đêm đó, tôi hoàn toàn mất ngủ. Nói đúng hơn là không dám ngủ vì quá sợ. Suốt đêm, tôi cứ ngồi trên giường, không dám chợp mắt, sợ đến cực điểm. Quá trình việc xảy ra này, tôi chưa từng nghe ai kể cả. Tôi bị cơn hoảng loạn vây khốn, khiến tâm tư mệt nhừ. Qua nửa đêm, tôi có thiếp đi chút đỉnh và mơ thấy một nữ nhân gầy ốm, tóc ngắn, ôm một đống tiền to trước ngực. Tôi định tiến lại gần, thì cô liền ném cho tôi tia nhìn đầy thù hận. Cứ thế, tôi chịu đựng đến trời sáng. Tôi thực sự rất sợ, chẳng hiểu đây rốt cuộc là việc gì. Trời sáng, tôi đi tìm thầy, nhờ xem thử. Họ không nhìn ra nguyên nhân, chỉ nói là dường như kẻ này đến đòi mạng, và dặn dò tôi buổi tối không nên để mẹ đi ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm, chẳng bảo đảm an toàn. Ngoài ra, thầy bảo tôi về nhà dùng 5 loại ngũ cốc ngăn nữ quỷ này. Tôi làm y như thầy bày, nhưng không thấy công hiệu chi, vẫn còn nghe tiếng gọi. Lúc này đã gần Tết Trung Thu. Thầy nói đến Trung Thu, nếu như không nghe kêu tên nữa, thì sau này sẽ không bị gọi nữa. Nhưng âm thanh lạ đó vẫn kêu réo tên tôi mỗi đêm không ngừng, chẳng hiểu là chuyện gì. Chớp mắt, đã mùng 9 tháng 8 âm lịch, còn vài ngày nữa thì đến Tết Trung Thu. Ruột của tôi nóng như lửa, cứ sợ mẹ xảy ra chuyện không hay. Cha tôi mất sớm, chỉ có hai mẹ con hổ khỉ nương nhau mà sống. Tôi xem mẫu thân như sinh mạng của mình. Không có bà, tôi làm sao mà đối mặt với tháng ngày còn lại. Sáng đó, tôi liên tục gọi điện hỏi thăm xem có thầy nào đoán chuyện giỏi chăng. Tôi rất muốn nữ quỷ này bỏ đi. Hình như cô ta đối với tôi có mối hận vô cùng. Được bạn bè nhiệt tình mách bảo cho địa chỉ các nhà thầy chuyên gỡ rối. Lúc này, tôi rất hoang mang. Thường tự vấn, không hiểu mình đã làm điều chi có lỗi. Nếu quả có, thì tôi chẳng biết phải làm sao đây. Trong lúc rối ren, tôi bỗng sực nhớ, mấy năm trước, mình từng ghé một nữ sĩ có tài giỏi đoán rất hay. Thế là tôi quyết định đến nhà cô này. Vì ghé cách đây đã lâu, nên tôi không nhớ rõ về cô ta lắm. Sau khi liên lạc qua điện thoại, cô hẹn tôi sau 11 giờ trưa hẳn đi. Thế là qua 11 giờ, tôi đúng hẹn tìm đến. Đến nơi, tôi mới rõ cô này theo đạo Phật. Trong nhà cô thông thoáng sạch sẽ, cô thờ một tôn tượng nhìn rất quen, nhưng tôi không nhận ra là vị nào. Sau khi tôi trình bày chuyện mình, vị nữ sĩ kia, xin gọi là cô Lan, đã kể ra một giai thoại thề nguyện ngàn năm giải mối nghi này cho tôi. Khi đó, câu đầu tiên tôi hỏi là: mẹ tôi có bị nguy hiểm cái gì không? Bởi tôi là người lo cho mẹ nhất. Cô Lan đáp: không hề chi. Lúc này tôi mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô Lan định tâm một lúc rồi kể ra câu chuyện tiền kiếp của tôi, xin tóm tắt sơ lược như sau. Đời thứ nhất thuộc triều Chu, chúng tôi vốn là vợ chồng. Người gọi tên tôi hàng đêm hiện thời lúc đó mang thân nam làm tể tướng, tôi mang thân nữ là thê thiếp. Nhưng tôi lại giết chết phu nhân, tạo thành nghiệt duyên quan trái đời thứ nhất. Đời thứ hai thuộc triều Đường, người kia là chủ, tôi là tớ. Tôi lại nghe lời kẻ gian xúi dục, giết chết ông chủ. Cho tới đời hiện tại này thì y là quỷ, tìm đến đòi mạng tôi. Cô Lan còn ghi cho tôi bài thơ, hai câu cuối cùng rất có ý gẫm như: lại gặp Bồ Đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cù này. Cô Lan hỏi tôi: có muốn hóa giải hay không? Tôi vội gật đầu, vâng lời cô. Trong tâm tôi không khởi tạp niệm, chỉ nghĩ một điều, nhất định sẽ thực hiện, làm tốt mọi yêu cầu. Lúc đó, cô kêu tôi quỳ trước tượng Bồ Tát. Tôi không ngăn được ra nước mắt, chẳng biết vì sao mình cứ muốn khóc. Cô ra hạn cho tôi 3 ngày, bắt tôi mỗi ngày phải niệm 3000 câu A-di-đà Phật và tụng 2 bộ kinh sám hối, còn đưa tôi một quyển kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm và kinh Kim Cang. Hơn nữa, còn vì tôi tụng chú, mặc dù tôi nghe không hiểu, nhưng lúc niệm danh A-di-đà Phật,
thì lệ tôi rơi đập đìa, khóc nghẹn ngào. Sau đó, cô Lan bảo, yên tâm đi, tối nay hắn sẽ không đến nữa đâu. Tôi lúc đó trong lòng bán tính bán nghi, tuy có thành tâm, nhưng lần đầu gặp việc như thế này, lòng đầy thắc mắc, hoài nghi. Tôi rời nhà cô Lan quay về thì đã xế chiều. Tôi và các thân hữu vừa ăn cơm vừa bàn về việc này. Cô bạn đồng đi phát biểu. Ngay lúc cô bạn nói như vậy, trong lòng tôi bỗng xuất hiện câu thơ: lại gặp Bồ Đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cù này. Tôi giải thích cho cô bạn nghe, nhưng mặt cô vẫn đầy nghi ngờ. Bất kể bạn tôi phê bình, ngăn chê thế nào, tôi vẫn giữ vững lập trường, đã hứa thì phải làm. Ăn chiều xong, tôi đến ngay chỗ của mẹ, kể hết mọi việc vừa rồi. Mẹ cũng nghi ngờ, thắc mắc đầy, cho rằng việc này ngoài sức tưởng tượng. Bà nói, mình sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên gặp việc lạ như thế này. Ai cũng không tin, ngay cả bản thân tôi cũng còn hoài nghi, nhưng tôi vẫn phải làm, vì mẹ, tôi buộc phải làm. Từ giả mẹ, tôi về với mái ấm của mình. Ông xã rất lo cho tôi, nhưng hoàn toàn chẳng tin được những việc kỳ cục như thế này. Vì vậy, anh không bàn nhiều về chuyện này. Tối đó, mình tôi ở nhà, nhắm đọc lại bài thơ cô Lan đã biên, rồi nhớ đến những câu chuyện tiền kiếp xa xôi ghi trong đó. Không kềm được lệ rơi tràn mặt, tôi buồn bã vạn phần, và thầm nghĩ rằng, sao mình có thể tạo tội lớn như thế được chứ? Được mang thân người là rất khó, rất quý, vậy mà tôi lại nhẫn tâm giết họ tới hai lần, ra tay sao mà ác quá vậy? Thế là tôi lại khóc, thầm tự hỏi vì sao y không sớm điểm hóa, cảnh tỉnh tôi. Tôi cảm thấy hết sức thống khổ, bèn mở cuốn kinh sám hối ra tụng, mà lệ rơi đầm đìa. Sau đó, tôi đến ở nhà mẹ 3 ngày, trên đường đi, miệng tôi không ngừng niệm Phật. Ở chỗ mẹ, tôi lo tụng kinh sám hối, dù tâm tư căng thẳng cao độ, nhưng lúc ngồi trên giường, tôi liên tục niệm Phật, chẳng biết vì sao, lòng cứ muốn khóc. Ngó lên nhìn đồng hồ thấy đã hơn 22:30, hôm nay đúng là không còn nghe tiếng réo gọi tên tôi nữa. Quá nửa khuya, tôi ngủ thiếp đi. Trong mộng thấy cô gái kia nắm tay tôi tỏ vẻ vui mừng, hớn hở, ánh mắt nhìn như muốn nói, làm rất tốt. Tôi trải qua một đêm bình an. Buổi sáng thức dậy, tâm tư tạm ổn, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Đến tối, thấy mẹ lăng xăng làm việc, lòng tôi cảm thấy rất hoảng loạn và buồn. Tôi chỉ muốn yên tĩnh, nên bảo mẹ hãy gần tai làm việc để cùng niệm Phật với tôi. Lúc này tôi phát hiện, gió thổi từng cơn, rất lạnh. Lạnh đến nỗi tôi nổi óc, đổ mồ hôi khắp người. Tôi hỏi, mẹ có mở cửa sổ ra không vậy? Không có. Tay tôi lạnh cống. Tôi cảm giác như khí âm đang lùa phủ ở khắp nơi. Y đã đến bên cạnh tôi. Hình như y không tín nhiệm tôi. Tôi bảo y hãy yên tâm và trân trọng hứa nhất định mình sẽ niệm Phật tốt để cầu cho y được thoát ly khổ hải. Tôi xin y hãy tin tôi. Tôi vừa niệm Phật, vừa khóc, niệm mãi cho đến khi tâm trở nên bình an vui vẻ, có thể mỉm cười. Lúc này tay tôi dần dần ấm áp trở lại. Buổi sáng thứ 3, đây là ngày cuối cùng, tôi quyết định phải ráng niệm Phật và sám hối thật nhiều. Buổi sáng tôi tụng 10 biến, chiều 2 biến, tối 2 biến. Suốt 3 ngày này tôi luôn giữ liên lạc cùng cô Lan. Khi tôi đến gặp cô Lan, cô tặng cho tôi cuốn Báo Ứng Hiện Đời của cư sĩ Quả Khanh. Tôi đọc thấy trong đây có rất nhiều câu chuyện nhân quả tuyệt hay. Tôi nghĩ mình nên tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho những người đã từng bị mình sát hại, gây tổn thương. Thế là tối đó tôi tụng 5 biến kinh. Đêm đó tôi ngủ rất an. Có một việc tôi quên kể là vào buổi chiều ngày thứ 2 đã phát sinh một việc lạ lùng. Khi đó tôi nảy ý rất thèm nghe niệm A-di-đà Phật. Liền lên mạng tìm, tôi ngồi trước máy vi tính, yên lặng lắng nghe mà lệ rơi đầy mặt vì cảm thấy mình là một kẻ tội lỗi. Thế là tôi liền quỳ xuống, thể hiện lòng ăn năn sám hối.
Lúc này tôi mới chú ý và phát hiện ra trên màn hình máy vi tính đang rung động dữ, còn tôi thì lệ rơi đầm đìa. Ngay lúc này, trong máy bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng. Tôi đang cầm hai đội trái cây gồm chuối và nho đi đến nhà cô Lan. Tôi không hiểu điều này là sao nên không để ý lắm. Sự việc cuối cùng được giải quyết xong. Ngày thứ ba, quả nhiên hết còn nghe tiếng nữ quỷ kêu réo, lòng đầy tri ân, nên ngày 14 âm lịch, tôi bèn đi mua nho, chuối, đem đến cảm tạ cô Lan, giống y như cảnh tôi thấy trên vi tính hôm qua. Cô Lan bảo tôi hãy đảnh lễ tượng Phật. Lúc lễ ngài, lòng tôi cực kỳ xúc động muốn khóc, có cảm giác rất lạ. Chiều 14 âm lịch, tôi và ông xã đi thăm mẹ. Chồng tôi mua thịt, vừa ăn. Bình thường tôi rất thích và có thể ăn 7-8 miếng. Nhưng hôm đó, mới ăn tới miếng thứ tư, thì tôi ăn không nổi nữa. Sau đó thì bao tử bỗng phát đau, khiến tôi nôn mửa dữ dội. Khi ấy tôi nghĩ, chết rồi, chẳng lẽ mình đã phạm lỗi gì nữa rồi? Hôm sau là Tết Trung Thu, rằm tháng 8. Tôi lại mơ thấy một ác mộng kinh khủng. Trong mộng là một vực thẳm to rộng, sâu hun hút, nhìn không thấy đáy. Trong đó vang lên tiếng nữ quỷ trách mắng. Người cứ sống như thế này thì bao giờ ta mới có thể thoát khổ? Người hãy chuẩn bị cho cái chết của mình đi. Tôi kinh hãi ngồi bật dậy. Trời chưa sáng hẳn, liếc nhìn ông xã đang ngủ say bên cạnh, tôi nhẹ nhàng chỉnh thân, niệm thầm A Di Đà Phật, cầu xin ngài ban cho con đáp án. Giấc mộng vừa rồi đáng sợ làm sao, con đã làm gì không tốt ư? Niệm Phật được một hồi thì tôi thiếp đi. Trong mộng thấy hiện ra một câu thơ. Ngay khi thức dậy, tôi đã vội vàng ghi lại, nhưng không sao nhớ hết. Chỉ nhớ rõ bốn từ: ăn chay, niệm Phật. Sáng ra đúng rằm Trung Thu, tôi kể cho mẹ nghe mọi việc và tuyên bố kể từ đây mình sẽ ăn chay. Cả nhà đều thắc mắc không hiểu vì sao tôi chẳng chịu ăn thịt. Mẹ vốn rất thương và ưa chăm sóc tôi, đoán rằng chắc tôi muốn giảm cân. Nhìn cảnh mọi người ăn thịt uống rượu, tôi không thèm chút nào. Cứ thế, tôi ăn chay luôn đến bây giờ mà không hề thèm mặn. Gia trạch dần bình an, tâm tư mẹ tôi cũng tốt lên. Trước đây mẹ tôi rất gan dạ, nhưng bây giờ mỗi khi lên sân thượng, lòng đã có chút sợ. Khi bà ở cơ quan, lúc rảnh cũng tranh thủ niệm Phật. Bà nói bây giờ tâm tư của bà đã tốt hơn nhiều. Chồng tôi dù không tin, nhưng đối với việc ăn chay niệm Phật của tôi cũng không phản đối. Anh chỉ cần tôi bình an không sao là được. Từ khi tiếp xúc với Phật Pháp đến đây, thời gian đã hơn một tháng. Trước đây, nhân vì tôi bị quan gia đòi nợ mà tinh tấn tu. Gần đây, nhờ nghe giảng Phật Pháp thường, lòng xúc động, lệ luôn không kìm được. Tôi là một người tuổi trẻ, sớm thành đạt, nắm đủ danh vọng, tiền của trong tay. Sau khi trải qua việc này rồi, tôi hiểu được những liên quan giữa con người với nhau, cùng thấy mạng sống thâm tình là rất quý. Quan trọng nhất là tôi đã thực sự ngộ ra và cảm nhận được Phật Pháp có uy lực rất lớn, không hề nghĩ lường. Việc này khiến tôi xúc động thấm thía. Tôi tin sâu nhân quả báo ứng. Sự tình xảy ra đã giáo dục tôi và giúp tôi hiểu được ý nghĩa của đời sống, cũng như đã biết khoan dung với lỗi người, nghiêm khắc với mình. Sống phải hiếu kính cha mẹ, phàm làm gì phải có ích cho mình và người. Đối với việc học Phật, tôi luôn để tâm khắc phục, điều chỉnh từng tật nhỏ của bản thân. Tất nhiên quá trình tu sửa này đòi hỏi sự thực hành liên tục, bền chí suốt thời gian dài, bởi bất kể bạn làm gì, trong tâm phải luôn có Phật. Thu Oanh. Lời người dịch. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 6 có ghi, Phật dạy: Này Phổ Quảng, nếu đời vị lai, nếu có những chúng sanh nào hay nằm mộng thấy các quỷ thần cùng những hiện tượng hải hùng hoặc hình bóng khác, họ buồn bã khóc lóc, rầu rĩ than thở, vân vân, đó đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời hay ngàn đời trong quá khứ, hiện đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi, không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt,
nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục hoặc người liên quan đến họ trong đời trước, mong tạo cách cứu họ thoát khỏi ác đạo. Vì vậy, ông nên dùng thần lực khiến các người gặp quái cảnh kia đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát, chí tâm tụng kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc 7 biến. Như vậy, cái quyến thuộc của họ dù đang bị ở trong ác đạo, khi nghe tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ được giải thoát, không còn hiện về trong mộng nữa. Mới đầu tôi có hoài nghi về hiện tượng gọi ban đêm này, vì mãi băn khoăn nên tôi chưa thể dịch xong chuyện, thì chợt nghe tin một người thân của tôi bị tai nạn đột tử. Chị lìa đời khi tuổi còn rất trẻ và bỏ lại đứa con còn thơ bé. Sau khi an táng chị xong, đêm nào cả nhà cũng nghe tiếng chị gọi tên con thảm thiết. Bạn tôi là tu sĩ, tất nhiên khi tường thuật không hề nói dối. Vì vậy mà tôi tự tin và an lòng ráng dịch cho xong câu chuyện này để chia sẻ cùng bạn đọc. Còn dưới đây là câu chuyện tự thuật của một thông linh. Ngài Tuyên Hóa thường nói: một thông tất cả thông, đạt đạo tức thông linh. Từ thông linh trong đây không hề đề cập đến những người thần kinh yếu bị phần âm theo gá dựa, hoặc kẻ có sức tự chủ yếu thường xuyên thấy ma quỷ, mà người bình thường dương khí mạnh không hề thấy. Người thông linh trong đây muốn nói là vì có công phu đặc biệt, luôn dùng khả năng mình giúp thế dân hướng về con đường tu sửa bản thân hoàn mỹ, chân chính. Tại gia phải giữ gìn năm giới, trong đó giới đầu tiên là không sát sinh. Đức Phật đặt giới này trước bốn giới còn lại, vì so với các tội khác, tội sát sinh là nặng nhất. Người nào phạm vào tội này sẽ bị quả báo vô cùng thê thảm, thậm chí phải đọa xuống địa ngục vô gián, chịu đau khổ cùng cực trong nhiều kiếp. Hôm nay, tôi sẽ kể một vài câu chuyện về quả báo sát sinh trong kinh điển nhà Phật, để quý Phật tử lấy đó làm bài học cho bản thân mình. Vì hiện đang là năm Ất Mùi 2015, tức năm con dê, nên đầu tiên tôi sẽ kể một câu chuyện liên quan đến con dê. Chuyện về con dê. Trong kinh Tiểu Bộ 4, chương 1, Phẩm Giới, phần 18, chuyện đồ ăn cúng cho người chết, chép rằng: một hôm, các đệ tử đến bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con thấy nhiều người giết hại sinh mạng của các loài hữu tình để cúng cho những vong linh như vậy, có được hạnh phúc hay lợi ích nào không? Đức Phật trả lời: không, sát sinh để cúng cho những người đã chết không được lợi ích gì cả. Tiếp đó, Đức Phật kể một câu chuyện tiền thân thời quá khứ. Có vị Bà La Môn nọ chuẩn bị giết một con dê để cúng cho người chết. Trước khi giết, ông sai các đệ tử đem con dê ra bờ sông tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống đầy đủ và đeo vòng hoa lên cổ nó. Các đệ tử làm y như lời thầy dạy. Khi họ vừa đeo vòng hoa xong và chuẩn bị dắt con dê trở về nhà làm thịt, tự nhiên nó cười rất lớn. Sau khi cười một lát, nó lại khóc rất to. Họ hết sức ngạc nhiên hỏi nó: tại sao mày cười rồi lại khóc? Con dê trả lời: tôi sẽ trả lời câu hỏi này trước mặt thầy của các ông. Họ dắt con dê về và trình bày lại tất cả sự việc cho thầy của họ nghe. Sau khi nghe xong, vị Bà La Môn hỏi con dê: tại sao mày lại cười? Con dê trả lời: trong tiền kiếp, tôi cũng là một vị Bà La Môn thông thuộc kinh Vệ Đà giống như ông. Tôi đã giết một con dê để cúng cho người chết. Sau đó tôi bị đọa làm dê 500 kiếp, và kiếp này là kiếp cuối cùng. Khi biết hôm nay mình được thoát khỏi quả báo làm dê, tôi cười vì quá vui mừng. Vị Bà La Môn hỏi tiếp: vậy tại sao mày lại khóc? Con dê trả lời: bản thân tôi trong quá khứ chỉ chặt đầu một con dê để cúng tế mà phải chịu 500 kiếp làm dê, và kiếp nào cũng chết vì bị chặt đầu. Nay ông giết tôi, trong tương lai ông cũng sẽ làm dê và bị chặt đầu chết trong 500 kiếp. Vì thương xót ông sẽ bị quả báo đó nên tôi khóc.
Khi nghe như vậy, vị Bà La Môn rất sợ hãi, rợn cả tóc gáy. Ông nói: "Thôi, tao tha cho mày, không giết mày nữa." Con dê nói: "Xin cảm ơn ông, nhưng nghiệp của tôi đã đến lúc phải trả. Dầu ông có giết tôi hay không, hôm nay tôi cũng phải chết." Vị Bà La Môn bảo: "Không sao đâu, tao bảo đảm cho mày, tao sẽ đi theo bảo vệ mày." Sau đó, vị Bà La Môn thả con dê ra và cùng với các đệ tử đi theo bảo vệ nó, không để ai bắt giết chặt đầu nó. Khi vào rừng, con dê đi đến bụi cỏ mọc sau lưng một tảng đá. Khi nó đang vươn cổ ra ăn cỏ, chợt sét nổi lên đánh trúng vào lưng tảng đá. Một mảng đá bị đánh vỡ, rơi ngay trên cổ con dê, chặt đứt đầu, khiến nó chết tại chỗ. Ông thầy Bà La Môn báo tin cho tất cả hàng xóm và những người ở gần đó biết. Họ kéo đến xem và tận mắt chứng kiến một sự thật vô cùng đáng sợ. Từ đó trở đi, nhiều người không dám giết hại sinh vật để cúng tế nữa. Đó là câu chuyện thứ nhất về quả báo của việc sát sinh. Chuyện người giết heo. Tiếp theo, tôi sẽ kể một câu chuyện trong tích truyện Pháp Cú tập 1, phẩm 1, song yếu, phần 10, Cung Gia, đồ tể mổ heo. Có một ông tên là Cung Gia, làm nghề giết heo hơn 50 năm. Mỗi lần giết heo, ông lấy cái chài đập lên mình con heo, cho thịt nó sưng lên và mềm đi. Xong, ông banh hàm con heo, đặt vào miệng nó một cái nêm nhỏ, rồi rót nước sôi vào bụng nó để súc ruột. Bao nhiêu phân dơ được tống ra bên ngoài hết. Tiếp tục, ông đổ nước sôi lên mình con heo cho lột da, rồi thui lớp lông cứng bằng một cây đuốc. Sau đó, ông chặt đứt đầu con heo bằng một thanh kiếm, hứng máu phun ra vào đĩa, bôi máu hứng được lên mình heo, rồi quay chín nó. Cuối cùng, ông cùng vợ ngồi ăn thịt heo quay, phần thịt còn lại mang đi bán. Trong hơn 50 năm, ông đều giết heo như thế. Quả báo là lúc sắp chết, ông rống lên en ét và bò quanh nhà giống như con heo trong vòng 7 ngày. Thân quyến của ông vô cùng kinh hãi, họ chặn hết các cửa, nhốt ông trong nhà, không để bò ra bên ngoài. Vài tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà cô ba, nghe tiếng en ét ồn ào, chỉ nghĩ là tiếng những con heo. Họ đi về tỉnh xá, ngồi một bên Đức Phật và bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, trong 7 ngày qua, cửa nhà đồ tể Cung Đa đóng kín và ngày nào cũng giết heo, chắc chắn ông ta định làm việc chiêu đãi. Thế Tôn nghĩ xem, bao nhiêu là heo bị giết, hiển nhiên ông ta không có một chút từ bi và hoàn toàn thiếu lòng trắc ẩn. Từ trước tới giờ, chúng con chưa thấy ai độc ác như thế." Đức Phật nói: "Này các tỳ kheo, ông ta không giết heo trong 7 ngày qua. Sự trừng phạt phù hợp với nghề đồ tể giết heo đã xảy đến bất ngờ đối với ông ta. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục vô gián đã hiện hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong nhà suốt 7 ngày, kêu la en ét như một con heo. Hôm nay, ông ta sẽ chết và bị đọa vào địa ngục vô gián." Đó là câu chuyện thứ hai về quả báo của việc sát sinh. Chuyện người giết bò. Câu chuyện thứ ba chép trong tích truyện Pháp Cú tập 3, quyển 18, Cấu Uế, phần 1, Người đồ tể và đứa con trai. Truyện kể về một người đồ tể giết bò. Ông này làm nghề đồ tể cũng đã hơn 50 năm. Mỗi lần giết bò đem bán như thế, ông đều để lại phần thịt ngon nhất cho mình và gia đình ăn. Một hôm, sau khi bán hết thịt, chỉ còn chừa lại một miếng ngon nhất, ông đưa cho vợ để nấu bữa cơm chiều, rồi đi ra tắm. Lúc ông đi tắm, một người bạn của ông vì nhà có khách nên chạy qua nhà ông mua thịt về làm thức ăn đại khách. Bà vợ ông nói rằng: "Bây giờ thịt đã bán hết rồi, chỉ còn một miếng chồng tôi để lại ăn buổi chiều hôm nay, nên không thể bán cho anh được." Khi nghe như thế, người bạn nghĩ: "Nếu đã hết thịt bán, chỉ còn lại thịt dành riêng cho buổi chiều,
và ông ấy sẽ không ăn nếu không có thịt. Chắc gì ông ấy chịu bán miếng thịt đó cho mình. Và người này để tiền lại rồi tự động lấy miếng thịt đi. Bà vợ thấy vậy cũng không biết làm sao ngăn cản được. Ông chồng tắm xong lên, bà vợ sắp cơm cho ăn. Nhìn mâm cơm chỉ có rau cải, không có thịt bò. Ông hỏi, tôi đưa cho bà miếng thịt để làm cơm chiều, vậy miếng thịt đâu rồi? Bà vợ kể đầu đuôi câu chuyện cho ông chồng nghe. Sau khi nghe xong, ông nói, không có thịt thì dứt khoát tôi không ăn. Dù bà vợ năn nỉ thế nào, ông cũng kiên quyết bắt bà dẹp mâm cơm đi. Vì phải có thịt ông mới ăn được. Ông cầm con dao đi ra ngoài, tới chỗ một con bò đang bị cột gần nhà, thò tay vào miệng lôi lưỡi của nó ra, dùng dao cắt đứt cái lưỡi, rồi xách trở vô nhà, bỏ mặc con bò rống lên trong đau đớn. Vào nhà, ông nướng cái lưỡi bò trên lò than, xong ăn nó với cơm. Khi vừa cắn một miếng lưỡi bò để ăn, không hiểu vì sao lưỡi của ông đứt làm đôi và rớt xuống đĩa cơm. Đúng lúc đó, ông nhận hình phạt cho nghiệp ác mà ông đã gây ra. Máu tuôn thành dòng từ miệng, ông bò quanh sân nhà, đau đớn rống lên như con bò bị cắt lưỡi. Một lát sau, ông chết và bị đọa xuống địa ngục vô gián. Đó là câu chuyện thứ ba về quả báo của việc sát sinh. Câu chuyện người thợ săn. Câu chuyện thứ tư nằm trong Kinh Tiểu Bộ 5, chương 2, Phẩm Cà Sà Va, phần 222. Chuyện con khỉ Cù La Na Di Gia. Kể về một thanh niên chuyên làm nghề săn bắn. Một hôm, anh vào rừng đi săn, nhưng không được một con thú nào. Trên đường trở về nhà, nhìn thấy một cây bàng rất to gần cuối cánh rừng. Anh đi đến chỗ cây bàng đó với hy vọng tìm được con vật gì ở đấy. Trên cây bàng lúc đó có hai anh em nhà khỉ đang sống cùng một con khỉ mẹ bị mù. Hai con khỉ con này rất thương mẹ. Hằng ngày, chúng đi tìm trái cây về đút cho mẹ ăn. Khi người thợ săn đi đến, thì hai khỉ con đang đút thức ăn cho khỉ mẹ. Thấy người thợ săn lại gần, không kịp đưa mẹ mình đi, nên hai khỉ con đành để mẹ ngồi đó, rồi núp giữa các cành cây. Người thợ săn đến dưới gốc cây, nhìn lên và phát hiện ra khỉ mẹ, liền giương cung lên định bắn. Con khỉ anh vì thương mẹ nên đi ra van xin người thợ săn đừng giết mẹ nó, mà hãy giết nó để thay thế. Người thợ săn liền dùng tên bắn con khỉ anh rớt xuống. Sau đó, anh giương cung định bắn tiếp khỉ mẹ. Con khỉ em thấy vậy vì thương mẹ, cũng đi ra van xin anh đừng giết khỉ mẹ và chịu chết thay cho mẹ mình. Người thợ săn độc ác, giương cung bắn con khỉ em rớt xuống, rồi tiếp tục bắn chết luôn con khỉ mẹ. Anh gom ba xác khỉ lại, bỏ chúng vào một cái giỏ gánh về. Trong lúc ấy, sấm sét nổi lên, đánh xuống nhà người thợ săn độc ác, thiêu cháy vợ con và cả căn nhà. Khi anh về đến cổng làng, một người chạy đến báo tin ấy cho anh biết. Quá xấu hổ vì mất vợ mất con, anh quăng đòn gánh, thịt, cây cung, bỏ cả quần áo trần truồng, khuơ tay khóc than đi vào nhà. Khi ấy, một cây cột nhà bị gãy, rơi xuống và đánh vỡ đầu anh. Anh chết ngay tại chỗ và đọa vào địa ngục vô gián. Đó là câu chuyện thứ tư về quả báo của việc sát sinh. Chuyện người bẫy chim. Cuối cùng là câu chuyện thứ năm, được chép trong tích truyện Pháp Cú tập 1, phẩm 2, tâm phần 7, vì bạo ác nổi mụn nhọt. Một vị tỳ kheo tên là Tissa bị mụn nhọt nổi lên khắp người. Lúc đầu chúng chỉ bằng hạt cải, sau to dần lên thành hạt đậu tây, đậu Hà Lan, rồi hạt táo. Cuối cùng chúng vỡ ra khiến toàn thân thầy bị lở loét, vết lở ăn vào tới xương, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Các thầy tỳ kheo ở trong tinh xá lúc đầu cũng thương và chăm sóc cho thầy rất cẩn thận. Nhưng sau do hôi thối quá, không ai chịu nổi, nên đành bỏ mặc. Biết chuyện này, Đức Phật đến an ủi thầy Tissa và chính tay Ngài lấy nước ấm tắm rửa cho thầy rất sạch sẽ,
Làm xong, ngài đọc cho thầy nghe một bài kệ. Cuối bài kệ, thầy chứng quả A-la-hán và nhập Niết Bàn. Như vậy, tuy bệnh tật dày vò đau đớn, nhưng lúc nào thầy Thích Sa cũng chánh niệm, tỉnh giác, tinh tấn tu tập, và đến khi gần qua đời thì chứng được quả A-la-hán. Sau khi thầy nhập Niết Bàn, các thầy tỳ kheo thắc mắc hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao thầy Thích Sa lại bị căn bệnh hiểm nghèo như thế? Và nguyên nhân nào mà thầy ấy trước khi chết lại chứng được quả A-la-hán? Đức Phật liền kể chuyện tiền kiếp của thầy Thích Sa cho đại chúng nghe. Đời quá khứ, thầy Thích Sa là người bẫy chim. Mỗi lần đi bẫy, ông bắt được rất nhiều chim, đa số mang bán hoặc mang vào hoàng cung. Nếu giết chim và cất giữ quá lâu không đem bán, thì thịt chim sẽ hư thối. Và để giữ chim khỏi bay mất, ông thường bẻ xương chân và xương cánh của chúng, dồn đóng lại một chỗ để ngày hôm sau giết đem đi bán. Một hôm, có vị A-la-hán dừng chân trước cửa nhà ông khất thực. Ông bỗng thấy lòng thanh thản và phát tâm dâng cúng thức ăn lên cho vị A-la-hán đó. Ông đỡ bình bát, bỏ đầy những món ăn thơm ngon, nằm vóc gieo xuống đất, đảnh lễ và thưa: Tôn giả, xin cho con được vào quả vị cao nhất mà ngài đã chứng. Vị A-la-hán hồi hướng công đức cho ông sẽ được như vậy. Nhờ công đức cúng dường đó nên kiếp này ông được xuất gia và chứng quả A-la-hán. Nhưng vì tạo nghiệp sát sinh, nhất là bẻ cánh và chân chim, nên kiếp này ông bị quả báo lở loét khắp người, đau đớn đến tận xương tủy. Phân loại quả báo. Bây giờ, qua năm câu chuyện này, chúng ta hãy thử phân loại các quả báo về sát sinh. Thứ nhất là quả báo hiện đời, nghĩa là chúng ta làm một việc gì thì quả báo sẽ diễn ra ngay sau đó, hoặc ngay trong đời này. Giống như chúng ta ném một quả banh vào tường, mình ném càng mạnh thì nó dội lại mình càng đau. Trong năm câu chuyện trên, chuyện nào là quả báo hiện đời? Một là chuyện người đồ tể giết heo. Chúng ta thấy rõ quả báo của ông ta là bị chết một cách đau đớn, la hét, bò lê bốn chân giống như con heo ngay trong đời này. Hai là chuyện người cắt lưỡi bò. Sau hành động độc ác đó không lâu, lưỡi của ông cũng bị đứt làm đôi. Ba là chuyện người thợ săn giết hại cả gia đình khỉ. Lúc trở về, anh bị cây cột nhà rơi vào đầu mà chết. Sau khi chết, đọa thẳng xuống địa ngục vô gián. Đó là quả báo hiện đời, quả báo trước mắt. Thứ hai là quả báo đời sau, nghĩa là chúng ta làm việc gì trong đời này, phải đến đời sau quả báo mới xuất hiện. Câu chuyện vị tỳ kheo đời trước giết chim, bẻ cánh và chân chim, đời nay bị quả báo ung nhọt đầy mình, lở loét tới tận xương tủy, chịu bao đau đớn, thuộc về loại quả báo đời sau. Thứ ba là quả báo không những đời sau mà nhiều đời sau nữa. Câu chuyện ông Bà La Môn giết dê để cúng tế, sau đó bị đọa làm dê tới 500 kiếp là một ví dụ sinh động cho loại quả báo này. Trong năm câu chuyện về quả báo sát sinh vừa nghe, chúng ta thấy có khi nhân quả giống nhau, cũng có khi nhân quả khác nhau. Nhân nào quả nấy, đó là nhân quả giống nhau. Ví dụ như chúng ta trồng dưa thì ra dưa, chứ không thể trồng dưa mà ra cà. Hay chúng ta trồng ớt, ra ớt, chứ không thể trồng ớt mà ra dưa leo. Câu chuyện về con dê kể trên thuộc loại nhân quả giống nhau. Kiếp trước ông Bà La Môn chặt đầu dê, 500 kiếp sau ông phải làm dê và kiếp nào cũng chết vì bị chặt đầu. Còn nhân quả khác nhau, nghĩa là quả báo không hoàn toàn giống với nghiệp nhân đã gây ra. Ví dụ như kiếp này mình đập đầu bò, nhưng khi chết mình không làm bò mà được trở lại làm người. Tuy nhiên mình bị bệnh đau đầu hoặc ung thư não. Cả đời mình sống trong đau đớn, giống như nỗi đau mà con bò bị đập đầu phải chịu. Hoặc như khi vai người ta một dạ lúa hay một lượng vàng, nếu như không có lúa, có vàng để trả, thì mình trả bằng tiền, bằng đô la.
hoặc như mình mượn người ta chiếc xe cúp hay xe quay rồi chẳng may làm mất. Nếu không có xe thì mình đền bằng tiền với giá trị tương đương. Cho nên không nhất thiết là nhân và quả phải giống nhau. Có những trường hợp nhân và quả khác nhau, song giá trị vay trả là tương đương như nhau. Câu chuyện vị thầy tỳ kheo giết chim, bẻ cánh và chân chim kể trên thuộc loại nhân quả khác nhau. Ông không bị đọa làm chim mà sinh lại làm người. Tuy nhiên, khi làm người, ông bị quả báo ung nhọt khắp thân, lở loét hôi thối, đau đớn vô cùng. Nguyên nhân sát sinh. Cũng qua 5 câu chuyện về quả báo sát sinh mà tôi đã kể, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những lý do vì sao người ta lại giết hại động vật. Thứ nhất là giết để cúng người chết. Xin hỏi quý vị, người đã chết rồi, chúng ta cúng, họ có ăn được không? Chắc chắn là không. Không tin, quý vị cứ về để mâm cơm lên cúng người chết, xem là còn hay hết. Nếu như cúng mâm cơm, lát sau còn một nửa, thì đúng là người chết ăn được. Nhưng trên thực tế, mâm cơm chúng ta cúng vẫn còn nguyên, và sau đó chính chúng ta ăn, chứ người chết có ăn đâu. Mang tiếng cúng cho người chết, nhưng thực chất toàn là người sống ăn. Còn ai muốn cúng cho người chết, thì tôi đề nghị là đốt hết thức ăn thành tro. Quý vị có dám đốt không? Chắc là không, vì đốt rồi không ăn được nữa. Có một câu chuyện trong Kinh Tiểu Bộ 6, chương 5, phẩm 5 bài kệ, phần 352, chuyện chàng Su Chà Ta như sau. Một người con thấy cha khóc cúng cho ông nội đã chết của anh. Vì hiểu Phật Pháp nên anh muốn can ngăn cha, nhưng nói thế nào cha cũng không nghe. Tối ngày, người cha khóc thương rồi nấu thức ăn dâng lên cho ông nội. Người con tìm đủ mọi cách để chuyển hóa cha mình bớt nhớ, bớt thương và không cúng bái như thế nữa. Một hôm, người con đi ngoài đường thấy có một con bò chết. Anh suy nghĩ đây có thể là cơ hội để thức tỉnh cha mình. Thế là anh mang cỏ đến chỗ con bò đang nằm và gọi liên hồi. Bò ơi, dậy ăn cỏ đi! Bò ơi, dậy ăn cỏ đi! Khi đó, những người hàng xóm thấy vậy chạy về báo cho cha của anh biết. Họ nói rằng, ông ơi, con của ông bị thần kinh rồi kìa. Người cha nói, con tôi khỏe mạnh lắm mà, có bị thần kinh gì đâu. Nó bị thần kinh rồi, thấy nó cứ cầm cỏ gọi con bò dậy ăn, cho bò đã chết rồi. Nghe xong, người cha rất giận, ông nghĩ, sao cái thằng này khùng như thế, con bò chết rồi mà còn mang cỏ cho nó ăn. Thế là người cha đi ra chỗ đứa con, ông nói, con làm gì lạ vậy, con bò nằm chết như vậy rồi, mà đưa cỏ cho nó thì làm sao nó ăn được. Lúc đó người con mừng thầm, anh nói, thưa cha, con bò chết, xác nó còn đây mà con cho cỏ nó không ăn được. Vậy người chết đã đem chôn rồi mà còn khóc, còn cúng cho họ thì làm sao họ ăn được. Người cha tỉnh ngộ, từ đó ông không khóc cúng cho ông nội nữa. Cổ nhân có câu nói rất hay, sống không cho ăn cho ăn, chết làm văn cúng ruồi. Đôi khi vì lòng thương hoặc vì tưởng nhớ đến người đã mất nên chúng ta cúng, đó là tấm lòng. Nhưng nếu là người học Phật, chúng ta không nên giết con này con kia để cúng cho người chết. Đức Phật dạy rằng sau khi chết, người ta đi luân hồi trong 6 cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời. Nếu người chết đã tái sinh làm người, làm thú, đọa địa ngục hay lên cõi trời, thân nhân có cúng thì họ cũng không ăn được. Như vậy chúng ta phải hiểu cho đúng. Cúng là để tưởng nhớ người chết, không phải cúng để người chết ăn. Là người học Phật, nếu cúng cho ông bà, cha mẹ, chúng ta làm mâm cơm chay là được rồi, không nhất thiết phải sát sinh, hại vật để cúng. Nếu cúng mặn, bản thân chúng ta mang tội sát sinh mà ông bà cha mẹ đã quá vãng cũng không ăn, không hưởng được gì. Thứ hai là giết để bán. Có những người mưu sinh bằng cách giết heo, bò, gà, vịt, v.v. đem bán lấy tiền.
Đây được gọi là nghề sát sinh hay nghề đồ tể. Quả báo sát sinh rất nặng, những người làm nghề đồ tể sớm muộn gì cũng phải gánh chịu khổ đau cùng cực. Trên cuộc đời này có rất nhiều nghề, người Phật tử nên chọn cho mình một nghề nào đó không phải sát sinh. Mạng sống là quý, cắt đứt mạng sống là tội ác. Nếu chúng ta không giết hại mà còn phóng sinh thì sẽ có công đức rất lớn. Ngược lại, nếu sát sinh, chúng ta sẽ bị quả báo vô cùng khủng khiếp về sau. Như ông thầy Bà La Môn trong câu chuyện thứ nhất, chỉ chặt đầu một con dê để cúng tế mà phải làm dê tận 500 kiếp. Đức Phật dạy rằng, khi chúng ta sát sinh thì quả báo của mình trước nhất là địa ngục, sau đó là ngạ quỷ, tiếp đến là súc sinh. Quý vị thử nghĩ xem, nếu một đời làm nghề sát sinh thì mình sẽ bị đọa vào ba đường ác như thế trong bao nhiêu kiếp. Lợi thì ít mà hại thì nhiều. Làm nghề sát sinh giàu lắm, lợi lắm, được no bụng đấy, được sung sướng đấy. Nhưng sau khi từ giả cõi đời, quý vị sẽ phải chịu đau khổ trong nhiều kiếp. Như vậy, chúng ta phải cân nhắc nghề nghiệp nuôi sống bản thân mình, không vì lợi ích nhỏ bé trước mắt mà gây tai hại to lớn về sau. Đức Phật đã dạy chúng ta phải chánh mạng, tức là nuôi mạng chân chánh, tránh làm nghề sát sinh. Người đời không hiểu, người ta làm, còn chúng ta là con Phật thì phải tìm nghề nào lương thiện, tốt đẹp, không hại mình, hại người. Nói cách khác, nếu chúng ta là người có trí tuệ và lòng từ bi thì không thể làm nghề sát sinh. Đó là chưa kể những người làm nghề này cũng chỉ được đời cha, đến đời con, đời cháu sẽ tàn rụi, không phát lên nổi. Người xưa có những câu nói rất hay: ông cha kiếp trước khéo tu, bây giờ con cháu võng dù nghênh ngang. Và ngược lại là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Theo nghĩa câu nói thứ hai, nếu người cha làm nghề sát sinh thì người con sẽ chịu quả báo. Như vậy là không phù hợp với nhân quả. Vì giáo lý nhân quả dạy rằng ai ăn nấy no, ai làm nấy chịu, sao ở đây người cha làm mà người con phải chịu? Thực ra điều này cũng là nhân quả. Bởi vì người cha làm ác, chuyên sát sinh, hại vật, nên con của ông ta cũng là người ác đầu thai. Cùng là người ác nên nó bị chung quả báo với cha mình, chứ không phải cha làm mà con chịu. Có chăng cũng chỉ bị ảnh hưởng phần nào thôi. Ví dụ như người cha đi ăn cướp, ăn trộm, lừa đảo, làm nghề bất chính, bị đời người khinh chê, bị bắt giam, xử phạt, thì vợ con ở nhà tuy không chịu quả báo như vậy nhưng sẽ cảm thấy rất tủi nhục. Ngoài ra, khi chúng ta làm nghề sát sinh, chính hành động giết hại hằng ngày đó huân tập vào trong tâm thức của mình và biến mình thành người ác, người hung dữ, người dã man, không những đời này mà cả đời sau. Tục ngữ có câu: ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Chúng ta làm cái gì rồi cũng thành quen. Cho nên chúng ta đừng huân tập hạt giống sát sinh, bởi vì những hành động giết hại đó sẽ trở thành thói quen và rất khó để sửa đổi. Cũng chính những thói quen này tạo thành nghiệp, trong tương lai dẫn dắt chúng ta trở thành người hung ác, có thể giết người không gớm tay. Do vậy, khi làm một nghề gì để sinh sống, chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đừng chỉ vì cái lợi trước mắt, đặc biệt là nghề sát sinh. Cho dù nghề này có lời nhiều, một ngày có thể lời 5 triệu, 10 triệu hay 20 triệu, chúng ta cũng không nên tham lam, vì nếu làm nghề này thì kiếp sau chúng ta sẽ bị đọa vào những cảnh giới đau khổ gấp trăm, gấp ngàn lần hiện tại. Thứ ba là giết để ăn. Con người chúng ta ăn để sống, không phải sống để ăn. Con người có đường ruột dài giống các loài thực vật như khỉ, bò, trâu, dê, cừu, v.v. Cho nên thức ăn phù hợp với cấu tạo cơ thể con người không phải là thịt động vật mà là rau, củ, quả. Chỉ vì từ nhỏ cha mẹ cho ăn thịt cá quen rồi, bây giờ không có những thứ đó, chúng ta ăn cơm không được. Còn nếu ăn chay từ nhỏ thì lớn lên chúng ta vẫn ăn chay bình thường, không có gì trở ngại cả. Chúng ta ăn chay quen rồi
thì khi ngửi mùi thịt cá sẽ thấy không thể nào chịu nổi, chẳng qua cũng chỉ là do thói quen. Những người xuất gia, chẳng hạn như tôi, hơn 40 năm ăn chay, vẫn thấy khỏe mạnh bình thường. Trong rau, củ, quả đều đã có đầy đủ chất bổ dưỡng. Đôi khi ngồi suy nghĩ cũng thấy lạ, con bò, con trâu, con ngựa, con voi chỉ ăn cỏ thôi, thế mà chúng rất khỏe mạnh. Còn con người chúng ta ăn đủ thứ mà hết bệnh này đến bệnh kia. Có nhiều người nói ăn chay bị mất máu hay đau ốm, da xanh xao. Tôi hỏi lại quý vị, ăn mặn có bị bệnh không? Quý vị thử vào bệnh viện xem những người bệnh ở đó ăn chay hay là ăn mặn. Quý vị cứ bảo ăn chay bị bệnh mà sao ở bệnh viện lại toàn là người ăn mặn không thôi. Bệnh tật là do nghiệp của mình. Chúng ta không nên nói ăn chay bị bệnh, còn ăn mặn thì không. Chính ăn mặn mới là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh tật. Bây giờ khi ăn thịt, quý vị phải nghĩ như thế này. Mình muốn sống mà lại lấy mạng sống của chúng sinh khác nuôi mạng sống của mình. Như vậy có từ bi, công bằng và hợp lý không? Quý vị thử tưởng tượng xem, lúc ăn một miếng thịt vào miệng, mình cảm thấy ngon. Nhưng sau khi nuốt vào bụng rồi, lỡ như có vấn đề gì đó bị ói ra, thì quý vị có dám ăn lại miếng thịt đó nữa không? Chắc chắn là không, nhìn đã thấy sợ rồi, làm sao dám ăn lại? Nếu như nó tiêu hóa thành phân, thì ngửi còn không dám, nói chi đến nhìn. Quý vị vẫn ăn thịt là vì không thấy được sự đau đớn của chúng sinh khi bị thọc huyết, đập đầu, mổ bụng, nấu luộc chiên xào. Quý vị hãy xem lại việc ăn của mình. Chỉ ngon miệng mình một tí mà biết bao chúng sinh bị giết hại một cách đau đớn, dã man. Nỡ lòng nào quý vị ăn nuốt những miếng thịt như vậy? Quý vị phải có lòng từ, phải quán xét nhân quả, không nên ăn thịt chúng sinh nữa. Thứ tư là giết để mua vui. Tuy năm câu chuyện đã kể lúc đầu không nhắc đến nguyên nhân sát sinh này, nhưng ở đây tôi sẽ nói thêm cho đầy đủ. Vừa rồi có một lễ hội mới được phục dựng tại Phú Thọ. Đó là lễ hội cầu trâu. Cầu trâu có nghĩa là đập đầu trâu. Họ chọn một con trâu khỏe mạnh, đưa nó đi tắm ở sông Hồng. Sau đó dắt về đình làng làm lễ, rồi cột vào một cây cọc chôn sẵn ở giữa sân đình. Khi lễ hội bắt đầu, 12 thanh niên thay phiên nhau cầm cái vồ đập lên đầu con trâu, cho đến khi nó chết thì thôi. Một hành động quá sức dã man. Thế mà nó lại được tổ chức thành lễ hội để cho biết bao nhiêu người đến xem. Hằng ngày, trâu chỉ bị giết ở các lò mổ, không có người ngoài nhìn thấy. Còn ở đây, trâu bị đem ra giết ở giữa đình, mà lại giết một cách vô nhân tính. Thay vì giết con trâu chết thật nhanh, rồi sau đó mổ bụng, banh thay nó ra cũng được. Đằng này con trâu đang còn sống, mà mình lấy vồ đập vào đầu cho nó chết từ từ trong đau đớn. Đây là những lễ hội của thời cổ xưa. Thời đó dân trí còn thấp kém, lạc hậu, nên người ta mới làm như vậy. Bây giờ chúng ta là người văn minh, có hiểu biết, có trí tuệ, sao lại còn hành động giống như những con người cách đây cả vài ngàn năm? Chúng ta hãy đặt mình vào vị trí con trâu xem như thế nào. Mình bị người ta cột vào cọc, rồi lấy vồ đập liên tục vào đầu thì có chịu nổi không? Mình có đau không? Mình có sợ không? Mình có oán thù những người đó không? Trâu là con vật rất hiền lành, nó giúp nông dân kéo cày, kéo xe, nó là một trong những người bạn thân thiết nhất của con người. Vậy mà chúng ta lại đối xử với nó một cách dã man như thế. Chúng ta còn nói lễ hội cầu trâu là lễ hội văn hóa, không biết văn hóa ở đâu. Lễ hội dã man thì đúng hơn. Điều đáng buồn là ở Việt Nam chúng ta, nơi này nơi kia vẫn đang có những lễ hội như vậy. Trên Tây Nguyên thì có lễ hội đâm trâu, người ta cột con trâu lại rồi cúng tế, nhảy múa xung quanh, sau đó lấy hàng chục cây lao phóng vào mình trâu cho đến khi nó chết. Có nơi còn dã man hơn nữa, con trâu đang đứng, người ta lùa chạy rồi lấy dao chặt chân cho nó quỵ xuống, sau đó lấy giáo đâm nó tới chết. Tại Nepal
vừa rồi cũng có lễ hội chặt đầu trâu. Họ gom lại một lúc hơn 6.000 con trâu và lấy đao chặt đầu của chúng. Nhìn mấy ngàn con trâu bị đứt đầu nằm đầy một bãi đất còn rộng hơn cả chùa Hưng Pháp này nữa. Tôi thấy đó là một lễ hội hết sức dã man. Nhưng suy nghĩ lại, lễ hội cầu trâu hay đâm trâu ở Việt Nam chúng ta còn dã man hơn. Chặt đầu thì con trâu chết ngay lập tức, còn đập lên đầu trâu bằng vồ hay đâm vào mình trâu bằng giáo thì nó chết từ từ trong đau đớn, kêu la và oán hận. Thật quá tội nghiệp. Ngoài ra, ở Bắc Ninh hiện nay còn có lễ hội chém lợn. Vào ngày tổ chức lễ hội, người ta rước con lợn đi vòng quanh thôn, sau đó đưa về sân đình, đặt nó nằm ngửa, kéo căng bốn chân về bốn hướng, rồi một thanh niên cầm đao chặt đứt làm đôi, khiến máu tú ra lên láng. Người dự lễ lấy tiền bôi máu lợn lên đó rồi đem về để được may mắn. Rõ ràng, những lễ hội kể trên quá dã man, tàn nhẫn và phi nhân tính. Chỉ những người không có lương tri mới thích tham dự những lễ hội như vậy. Lễ hội cầu trâu, đâm trâu hay chém lợn nhằm giáo dục con người cái gì? Giáo dục con người hành hạ và giết hại chúng sinh chăng? Người có trí tuệ bản thân không tham gia và cũng không cho con cháu mình tham gia những lễ hội như vậy. Bởi vì đến xem những cảnh giết chóc man rợ như thế rất nguy hiểm. Chúng chỉ kích thích thêm các điều ác ở trong mình, chứ không mang lại điều gì tốt đẹp cả. Chúng ta cần phải lên án những lễ hội như thế này, vì chúng không có tính giáo dục hướng thiện và hướng thượng. Chúng ta là người học Phật, khi làm một việc gì cần phải suy nghĩ xem hậu quả của nó như thế nào. Chư Tổ thường nói một câu rất hay: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát sợ nhân nghĩa là Bồ Tát khi làm bất cứ việc gì đều cân nhắc kỹ lưỡng, vì các ngài biết nếu đã gieo nhân thì phải gặt quả. Chúng sinh sợ quả nghĩa là chúng sinh không màng nhân quả, cứ cắm đầu làm, tới chừng bị tù, bị tử hình, bị đọa địa ngục mới than trời trách đất. Chúng ta không nên làm những chúng sinh như vậy, mà phải làm Bồ Tát, phải biết sợ mình sẽ gieo nhân xấu. Khi nói hay làm một điều gì, chúng ta phải dè chừng hậu quả của nó, để mình không rơi vào tội lỗi, sa đọa và khổ đau. Nhất là phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mình định ra tay sát sinh, vì bất cứ lý do nào trong bốn lý do đã trình bày ở trên. Giữ gìn được giới không sát sinh thì hiện đời và đời sau chúng ta sẽ có an lạc và hạnh phúc. Nếu chúng ta sống chánh mạng, không làm những việc sát sinh, hại vật thì chắc chắn sẽ không bị quả báo đau khổ trong tương lai. Tóm lại, hôm nay tôi đã kể cho quý vị nghe một vài câu chuyện về quả báo sát sinh trong Kinh Tiểu Bộ và Tích Truyện Pháp Cú. Quý vị hãy ghi nhớ những câu chuyện đó. Quả báo sát sinh rất nặng nề, rất đau khổ, không những kiếp này mà nhiều kiếp về sau. Do vậy, người Phật tử phải phát khởi lòng từ, phải thấy tất cả chúng sinh đều tham sống sợ chết và đều có Phật tánh giống như mình. Chúng ta hãy tôn trọng tánh linh của con vật. Thực ra, trước đây nó cũng là con người như chúng ta. Nếu chúng ta không biết tu, thì kiếp sau sẽ bị đọa làm súc sinh giống như nó. Không phải con người mãi mãi là con người, còn súc sinh mãi mãi là súc sinh. Con người có tội thì bị đọa xuống làm súc sinh. Súc sinh hết nghiệp thì được thăng lên lại làm người. Như vậy, con người và con vật bình đẳng với nhau về nhân quả. Rất mong quý Phật tử thấu hiểu điều này và sẽ không bao giờ sát sinh hại vật nữa. Để kết thúc bài giảng hôm nay, tôi xin tặng quý vị bài thơ Xin đừng sát sinh. Đau lắm người ơi, xin đừng giết tôi. Đau lắm người ơi, xin tha mạng tôi. Ôi tiếng kêu cứu muôn loài thú vật, vang mãi đâu đó mặt đất dưới sông. Con bị cắt cổ, con thì nhổ lông, máu hồng lai láng tiếng oán ngất trời. Nỗi khổ đớn đau hận sầu như núi, mỗi ngày qua đi hàng tỷ sinh mạng. Bị giết dã man thịt nát xương tan,
từ con vật nhỏ đến loài thú to, vì ngon miệng mình cướp mạng chúng sinh. Hỡi nhân loại ơi, con người con vật, cùng một tánh linh, cùng tham muốn sống, cùng có cảm tình. Trong mộng niệm Phật, cứu mẹ thoát hiểm. Cơ sở Hoằng Pháp Vũ Phong của Liên xã ở Đài Trung có một vị liên hữu niệm Phật rất cung kính, họ Hầu, tên Anh Mãn, lại có tên là Ngân Tiếu, năm nay 38 tuổi, nguyên quán ở làng quê Tân Dinh, miền Nam. 4 năm trước, theo chồng dời về ở thôn Thảo Hồ ở Vũ Phong. Cô gái này đời trước trồng nhiều căn lành, sau khi nghe được pháp môn tịnh độ, tín tâm kiên cố, hai thời khóa sớm tối chưa từng gián đoạn. Có được công phu lớn mạnh hơn người, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, cho nên mới được cảm ứng ở trong mộng niệm Phật cứu được mẹ cô ta thoát được nguy hiểm hung dữ. Ngày mùng 1 tháng 8 là ngày giảng kinh ở cơ sở Hoằng Pháp. Liên hữu Anh Mãn hướng về mọi người thuật lại chuyện linh cảm của cô đã trải qua. Cô ta nói, Phật Pháp đích thực không thể nghĩ bàn. Chỉ cần thành kính niệm Phật thì ai cũng được lợi ích, được cảm ứng to lớn. Tôi 1 năm trước, có một đêm nằm mộng, thần thức không biết sao vô tình đi về nhà của mẹ ở Tân Dinh. Bỗng nhìn thấy một con quỷ hung ác, tay cầm một sợi dây trói mẹ tôi lại. Đang sắp lôi đi, tôi lập tức níu mẹ tôi lại không buông, lớn tiếng la to, A-di-đà Phật đến cứu mẹ con. Vừa cố sức kêu A-di-đà Phật vừa mở dây ra, con ác quỷ đó không biết bỏ đi lúc nào, không thấy nữa. Sáng sớm thức dậy, Anh Mãn đem cảnh giới không lành trong mộng nói cho chồng cô biết. Nếu như không phải thánh hiệu A-di-đà Phật có sức oai thần như thế, thì mẹ chắc không cứu trở lại được. Mặc dù đã nói như thế, nhưng trong lòng vẫn không yên. Nói chung cảm thấy không yên tâm lắm. Đến hơn 10 giờ, lúc Anh Mãn đang vo gạo trong bếp, người áo xanh, tức áo của bưu điện, đưa đến một lá thư nhanh. Bóc ra xem thì mới biết là mẹ đêm qua bỗng nhiên bị chứng xuất huyết não, hiện còn đang hôn mê. Anh Mãn tức thời sửa soạn đồ đạc để về Tân Dinh. Ngồi trên xe tạm nén nỗi âu sầu, nhất tâm khẩn thiết niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc xe đi ngang qua Chương Hóa, vô tình ngẩng đầu lên trên không thì thấy Tây Phương Tam Thánh hiện trên hư không rất là sáng rỡ. Lúc đó, Anh Mãn càng niệm mạnh hơn, không buông lời Lục Tự Hồng Danh một hơi nào hết. Niệm mãi đến Tân Dinh, xuống xe, nhìn lại trên không thì không còn thấy nữa. Anh Mãn về đến nhà thì thấy mẹ mình, miệng mắt đều méo lệch, bất tỉnh nhân sự. Tay trái, chân trái, nửa bên thân đã bị liệt. Cô liền ngồi bên mẹ niệm Phật mãi không ngớt. Đến ngày thứ 3, bà mẹ tỉnh lại và nói chuyện lại được. Anh Mãn mỗi ngày đều cầu nước chú Đại Bi cho mẹ uống và bảo mẹ cùng niệm A-di-đà Phật. Đến ngày thứ 7, tính từ ngày Anh Mãn về, thì miệng mũi của mẹ đã dần dần hồi phục. Về sau, mỗi tháng đều về thăm mẹ. Mỗi lần về đều khích lệ mẹ niệm Phật, đồng thời dẫn mẹ đến chùa quy y Tam Bảo, gieo trồng căn lành. Đến ngày 26 tháng 8 năm nay, bà cụ đã niệm thánh hiệu được 2 năm. Cuối cùng ra đi an tường trong tiếng niệm Phật trợ niệm của Anh Mãn. Chuyện kể tới đây, các vị liên hữu ai nấy đều khen Anh Mãn là người con hiếu. Thần thức ở trong mộng còn biết niệm Phật để lùi được quỷ, khiến mẹ khỏi rơi vào tam đồ, lại còn biết hướng dẫn cho bà biết thành kính niệm Phật. Khi lâm chung trợ niệm cho vãng sanh Tây Phương, thật là hy hữu ít có được. Tôi nói chỉ đáng tiếc là lúc cô ta ở trên xe niệm Phật, đi ngang qua Chương Hóa, thấy được Tam Thánh thị hiện, không mang theo máy chụp hình. Nếu như chụp được tấm ảnh ấy, há không phải là thật chứng cho Phật Bồ Tát đích xác là có thật ư, dùng để cảm hóa những chúng sanh can cường khó hóa độ. Quan Âm cứu nạn. Một ngày khoảng 8 giờ tối năm 1997, tôi vừa tan sở xong thì vội lên chuyến xe tối về nội thành. Lúc này người trên xe rất ít,
Đi được nửa đường thì bỗng có bốn thanh niên say bí tỉ bước lên xe. Trong tay mỗi người cầm một chai rượu, y phục xốc xếp, rõ ràng là say quất cần câu. Một thanh niên trong đây thấy tôi ngồi một mình, liền bước siêu vẹo tới ngồi cạnh tôi, còn tùy tiện gác một tay lên lưng ghế tôi. Ba ông ma men kia thấy vậy, đều nhào tới, ngồi xuống bao vây tôi. Cho anh ngồi chung nghe. Lúc đó tôi cảm thấy cực kỳ bất an, trong lòng hơi ớn, nhưng ráng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị bảo anh thanh niên ngồi sát tôi hãy bỏ tay xuống. Kết quả, chẳng những anh ta không nghe, mà còn phản ứng suồng sã táo tợn hơn bằng cách choàng tay lên vai tôi, còn cười ha hả thật lớn. Chắc chắn đây là một tên lưu manh. Tôi muốn đổi chỗ, nhưng gã chẳng cho tôi đi ra. Tôi liền hướng anh bán vé cầu cứu. Tôi kêu thật to. Anh bán vé ơi! Anh bán vé từ từ đi tới. Tên lưu manh này thấy vậy liền xa sầm mặt, vội xỉa tiền ra mua 5 vé. Còn chỉ vào tôi, trần tráo bảo. Tôi mua vé cho em gái này luôn. Em gái này trong nhóm của tôi. Trong nhóm của tôi hết trơn á. Nghe vậy, tôi thật có miệng mà nói khó khăn, nhưng vẫn ráng giải thích. Tôi không quen họ, anh đừng lấy tiền của họ. Vé của tôi hãy để tôi mua. Nói xong, tôi đưa mắt nhìn anh bán vé, ngầm cầu giúp đỡ. Nhưng anh ta chừng như quá sợ đám du côn này, khẽ liếc tôi một cái, rồi lủi về chỗ mình ngay. Anh ta cứ giả lơ, làm như không nghe thấy gì. Còn lại mình tôi với đám lưu manh, không ai bảo vệ. Trong lúc cực kỳ nguy cấp đó, tôi chỉ còn biết cầu Bồ Tát cứu mình thôi. Tôi rất tin Bồ Tát Quan Âm, hữu cầu tất ứng, trong lúc nguy nan sẽ chở che gia hộ bất tư nghì. Giữa đêm tối bơ vơ không ai giúp đỡ, tôi đành chắp tay niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nhất tâm khẩn cầu Ngài che chở, cứu tôi thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Dần dần, nội tâm tôi trở nên bình tĩnh, không còn căng thẳng, mà cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Vì ngay lúc đó, tâm và Phật hiệu đã hợp nhất. Khoảng chừng 15 phút sau, trong lúc tôi đang chuyên tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì đột nhiên mấy gã say đang hùng hổ bao vây áp đảo tôi bỗng thét lên thật to. Bác tài, mau dừng xe lại, cho tôi xuống xe. Chuyện gì vậy? Phiền phức quá đi. Xe đang chạy trên đường cao tốc, không thể dừng lại. Trời ơi! Quả thiệt tôi không nhìn được. Dừng xe lại! Gã ngồi cạnh tôi vừa nói vừa tỏ vẻ rất thống khổ. Lúc này mấy gã say còn lại cũng quýnh quán đứng dậy hết, đồng hoảng loạn la to. Trời ơi, mắc tiểu quá, hết nhịn nổi rồi, mau dừng xe lại. Trời ơi, tôi muốn xuống xe. Tài xế vừa dừng thì bốn gã say vội nhào lăn xuống đường rồi biến mất hút trong đêm. Ông tài xế chửi đổng một câu: đồ thần kinh, rồi cho xe chạy tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe bầu không khí giờ đã yên tĩnh trở lại. Tôi hết sức cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngầm gia trì, chính là nguyện lực từ bi của Ngài đã giúp tôi hóa hiểm thành an. Đúng như trong kinh Phổ Môn nói, chúng sinh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực, năng cứu khổ thế gian. Lúc ách nạn tôi được thọ ơn như thế, xin mạo muội kể ra chia sẻ cùng người hữu duyên. Tôi muốn nói rằng, nếu bạn gặp nguy hiểm, lâm vào cảnh bơ vơ cô độc một mình, không có ai chở che, thì hãy chí thành niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Chỉ cần bạn thành tâm hết lòng, nhất định sẽ nhận được lực gia trì không thể nghĩ lường của Ngài. Năm nay tôi 28 tuổi. Sau mấy năm yêu thương đồng thắm, ngày 28 tháng 5 2011, tôi cùng người bạn trai cùng dắt tay nhau bước vào lễ đường xây dựng hôn nhân. Thời gian này phải nói là tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn. Một ngày cuối tháng 8, tôi về nhà thăm mẹ. Tình cờ nghe mẹ kể, không biết là người nào, hàng đêm cứ độ 22 giờ 5 phút là ở dưới lầu réo gọi tên tôi.
Tôi nghe xong đâm sợ, vì thấy chuyện quá kỳ lạ nên cứ vặn hỏi mẹ. Có phải là mẹ nghe lầm hay bị ảo thính ảo giác gì không? Mẹ tôi khẳng định tuyệt đối không có chuyện nghe lầm. Hồi đầu mới nghe thì mẹ cho rằng vùng này có nhiều người tinh quanh và nghĩ chắc là người ta kêu trùng hợp nên mẹ không để tâm. Nhưng lâu dần á thì mẹ phải để ý vì thấy chuyện này cứ tái diễn. Tính ra đã 3 tháng nay rồi. Bây giờ tôi nhớ lại, thầm phục tính gan dạ của mẹ. Vì trong suốt thời gian đó, tối nào trước 22 giờ, bà cũng lên sân thượng đứng nhìn xuống, quan sát khắp chung quanh, mong phát hiện ra ai là kẻ giở trò chơi ác. Bà đứng đợi rất lâu mà chẳng thấy chi. Nhưng khi bà vào nhà, thì âm thanh nữ nhân kia cứ đúng 22 giờ 5 phút là vang lên réo gọi tên tôi. Bất đắc dĩ, mẹ tôi phải đem chuyện này kể lại cho tôi nghe. Lúc đó, tôi vừa lo vừa sợ, càng cho rằng có thể là do bọn thổ phỉ gian manh nào đó làm. Chứ dưới bầu trời này làm sao lại có chuyện kỳ quái như thế được. Lòng đầy thắc mắc, lo âu, e là sẽ có việc không hay xảy đến cho mẹ. Tôi cũng muốn xác minh cho rõ thật hư, nên quyết định tối đó ngủ tại nhà mẹ. Tôi nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ treo trên tường. Âm thanh tích tắc, đều đặn vang lên. Lòng tôi thấp thỏm không yên và bị kích động tột cùng. Để giảm bớt lo âu, tôi và mẹ vừa chờ đợi vừa trò chuyện đúng 22 giờ 5. Thì tai tôi nghe rõ ràng âm thanh ôn nhu của một nữ nhân đang réo gọi tên tôi. Toàn thân tôi bỗng nổi ốc hết, mồ hôi tuôn đầm đìa. Lúc này không hẹn mà tôi và mẹ đồng buộc miệng nói một câu. Có nghe gì không? Nghe không hả? Đúng vậy. Rốt cuộc tôi phải tin điều kỳ quái kia là có thật. Té ra trên thế gian này còn có cái gọi là quỷ kêu cửa. Tôi vô cùng thắc mắc và cảm thấy khó hiểu, tâm tư sợ hãi, kinh hoàng cực kỳ. Nhưng cái giọng réo gọi kia tôi lại có cảm giác rất quen thuộc, thân thiết. Đêm đó tôi hoàn toàn mất ngủ. Nói đúng hơn là không dám ngủ vì quá sợ. Suốt đêm tôi cứ ngồi trên giường không dám chợp mắt, sợ đến cực điểm. Quả tình việc xảy ra này tôi chưa từng nghe ai kể cả. Tôi bị cơn hoảng loạn vây khốn khiến tâm tư mệt nhừ. Qua nửa đêm tôi có thiếp đi chút đỉnh và mơ thấy một nữ nhân gầy ốm, tóc ngắn, ôm một đống tiền to trước ngực. Tôi định tiến lại gần thì cô liền ném cho tôi tia nhìn đầy thù hận. Cứ thế tôi chịu đựng đến trời sáng. Tôi thực sự rất sợ, chẳng hiểu đây rốt cuộc là việc gì. Trời sáng tôi đi tìm thầy nhờ xem thử, họ không nhìn ra nguyên nhân, chỉ nói là dường như kẻ này đến đòi mạng và dặn dò tôi buổi tối không nên để mẹ đi ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm, chẳng bảo đảm an toàn. Ngoài ra thầy bảo tôi về nhà dùng 5 loại ngũ cốc ngăn nữ quỷ này. Tôi làm y như thầy bày, nhưng không thấy công hiệu chi, vẫn còn nghe tiếng gọi. Lúc này đã gần Tết Trung Thu. Thầy nói đến Trung Thu, nếu như không nghe kêu tên nữa, thì sau này sẽ không bị gọi nữa. Nhưng âm thanh lạ đó vẫn kêu réo tên tôi mỗi đêm không ngừng, chẳng hiểu là chuyện gì. Chớp mắt, đã mùng 9 tháng 8 âm lịch, còn vài ngày nữa thì đến Tết Trung Thu. Ruột của tôi nóng như lửa, cứ sợ mẹ xảy ra chuyện không hay. Cha tôi mất sớm, chỉ có hai mẹ con khổ khỉ nương nhau mà sống. Tôi xem mẫu thân như sinh mạng của mình. Không có bà, tôi làm sao mà đối mặt với tháng ngày còn lại. Sáng đó tôi liên tục gọi điện hỏi thăm xem có thầy nào đoán chuyện giỏi chăng. Tôi rất muốn nữ quỷ này bỏ đi, hình như cô ta đối với tôi có mối hận vô cùng. Được bạn bè nhiệt tình mách bảo cho địa chỉ các nhà thầy chuyên gỡ rối, lúc này tôi rất hoang mang, thường tự vấn, không hiểu mình đã làm điều chi có lỗi. Nếu quả có thì tôi chẳng biết phải làm sao đây. Trong lúc rối ren, tôi bỗng sực nhớ mấy năm trước mình từng ghé một nữ sĩ có tài giỏi đoán rất hay. Thế là tôi quyết định đến nhà cô này. Vì ghé cách đây đã lâu
nên tôi không nhớ rõ về cô ta lắm. Sau khi liên lạc qua điện thoại, cô hẹn tôi sau 11 giờ trưa hẳn đi. Thế là qua 11 giờ, tôi đúng hẹn tìm đến. Đến nơi, tôi mới rõ cô này theo đạo Phật. Trong nhà cô thông thoáng sạch sẽ, cô thờ một tôn tượng nhìn rất quen, nhưng tôi không nhận ra là vị nào. Sau khi tôi trình bày chuyện mình, vị nữ sĩ kia, xin gọi là cô Lan, đã kể ra một giai thoại thề nguyện ngàn năm giải mối nghi này cho tôi. Khi đó, câu đầu tiên tôi hỏi là: mẹ tôi có bị nguy hiểm cái gì không? Bởi tôi là người lo cho mẹ nhất. Cô Lan đáp: không hề chi. Lúc này tôi mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô Lan định tâm một lúc rồi kể ra câu chuyện tiền kiếp của tôi, xin tóm tắt sơ lược như sau. Đời thứ nhất thuộc triều Chu, chúng tôi vốn là vợ chồng. Người gọi tên tôi hàng đêm hiện thời lúc đó mang thân nam làm tể tướng, tôi mang thân nữ là thê thiếp. Nhưng tôi lại giết chết phu nhân, tạo thành nghiệt duyên quan trái đời thứ nhất. Đời thứ hai thuộc triều Đường, người kia là chủ, tôi là tớ. Tôi lại nghe lời kẻ gian xúi dục, giết chết ông chủ. Cho tới đời hiện tại này thì y là quỷ, tìm đến đòi mạng tôi. Cô Lan còn ghi cho tôi bài thơ, hai câu cuối cùng rất có ý gẫm như: lại gặp Bồ Đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cù này. Cô Lan hỏi tôi: có muốn hóa giải hay không? Tôi vội gật đầu, vâng lời cô. Trong tâm tôi không khởi tạp niệm, chỉ nghĩ một điều, nhất định sẽ thực hiện, làm tốt mọi yêu cầu. Lúc đó, cô kêu tôi quỳ trước tượng Bồ Tát. Tôi không ngăn được ra nước mắt, chẳng biết vì sao mình cứ muốn khóc. Cô ra hạn cho tôi 3 ngày, bắt tôi mỗi ngày phải niệm 3000 câu A-di-đà Phật và tụng 2 bộ kinh sám hối, còn đưa tôi một quyển kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm và kinh Kim Cang. Hơn nữa, còn vì tôi tụng chú, mặc dù tôi nghe không hiểu, nhưng lúc niệm danh A-di-đà Phật thì lệ tôi rơi đập đìa, khóc nghẹn ngào. Sau đó, cô Lan bảo: yên tâm đi, tối nay hắn sẽ không đến nữa đâu. Tôi lúc đó trong lòng bán tín bán nghi, tuy có thành tâm, nhưng lần đầu gặp việc như thế này, lòng đầy thắc mắc, hoài nghi. Tôi rời nhà cô Lan quay về thì đã xế chiều. Tôi và các thân hữu vừa ăn cơm vừa bàn về việc này. Cô bạn đồng đi phát biểu. Ngay lúc cô bạn nói như vậy, trong lòng tôi bỗng xuất hiện câu thơ: lại gặp Bồ Đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cù này. Tôi giải thích cho cô bạn nghe, nhưng mặt cô vẫn đầy nghi ngờ. Bất kể bạn tôi phê bình, ngăn chê thế nào, tôi vẫn giữ vững lập trường, đã hứa thì phải làm. Ăn chiều xong, tôi đến ngay chỗ của mẹ, kể hết mọi việc vừa rồi. Mẹ cũng nghi ngờ, thắc mắc đầy, cho rằng việc này ngoài sức tưởng tượng. Bà nói, mình sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên gặp việc lạ như thế này. Ai cũng không tin, ngay cả bản thân tôi cũng còn hoài nghi, nhưng tôi vẫn phải làm, vì mẹ, tôi buộc phải làm. Từ giả mẹ, tôi về với mái ấm của mình. Ông xã rất lo cho tôi, nhưng hoàn toàn chẳng tin được những việc kỳ cục như thế này. Vì vậy, anh không bàn nhiều về chuyện này. Tối đó, mình tôi ở nhà, nhắm đọc lại bài thơ cô Lan đã biên, rồi nhớ đến những câu chuyện tiền kiếp xa xôi ghi trong đó. Không kềm được lệ rơi tràn mặt, tôi buồn bã vạn phần, và thầm nghĩ rằng, sao mình có thể tạo tội lớn như thế được chứ? Được mang thân người là rất khó, rất quý, vậy mà tôi lại nhẫn tâm giết họ tới 2 lần, ra tay sao mà ác quá vậy? Thế là tôi lại khóc, thầm tự hỏi vì sao y không sớm điểm hóa, cảnh tỉnh tôi. Tôi cảm thấy hết sức thống khổ, bèn mở cuốn kinh sám hối ra tụng, mà lệ rơi đầm đìa. Sau đó, tôi đến ở nhà mẹ 3 ngày, trên đường đi, miệng tôi không ngừng niệm Phật. Ở chỗ mẹ, tôi lo tụng kinh sám hối, dù tâm tư căng thẳng cao độ, nhưng lúc ngồi trên giường, tôi liên tục niệm Phật. Chẳng biết vì sao, lòng cứ muốn khóc. Ngó lên nhìn đồng hồ thấy đã hơn 22:30. Hôm nay đúng là không còn nghe tiếng réo gọi tên tôi nữa.
Quá nửa khuya, tôi ngủ thiếp đi. Trong mộng thấy cô gái kia nắm tay tôi tỏ vẻ vui mừng, hớn hở, ánh mắt nhìn như muốn nói, làm rất tốt. Tôi trải qua một đêm bình an. Buổi sáng thức dậy, tâm tư tạm ổn, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Đến tối, thấy mẹ lăn xăng làm việc, lòng tôi cảm thấy rất hoảng loạn và buồn. Tôi chỉ muốn yên tĩnh, nên bảo mẹ hãy gần tai làm việc để cùng niệm Phật với tôi. Lúc này tôi phát hiện, gió thổi từng cơn, rất lạnh. Lạnh đến nỗi tôi nổi óc, đổ mồ hôi khắp người. Tôi hỏi, mẹ có mở cửa sổ ra không vậy? Không có. Tay tôi lạnh cống. Tôi cảm giác như khí âm đang lùa phủ ở khắp nơi. Y đã đến bên cạnh tôi. Hình như y không tín nhiệm tôi. Tôi bảo y hãy yên tâm và trân trọng hứa nhất định mình sẽ niệm Phật tốt để cầu cho y được thoát ly khổ hải. Tôi xin y hãy tin tôi. Tôi vừa niệm Phật, vừa khóc, niệm mãi cho đến khi tâm trở nên bình an vui vẻ, có thể mỉm cười. Lúc này tay tôi dần dần ấm áp trở lại. Buổi sáng thứ ba, đây là ngày cuối cùng, tôi quyết định phải ráng niệm Phật và sám hối thật nhiều. Buổi sáng tôi tụng 10 biến, chiều 2 biến, tối 2 biến. Suốt 3 ngày này tôi luôn giữ liên lạc cùng cô Lan. Khi tôi đến gặp cô Lan, cô tặng cho tôi cuốn Báo ứng hiện đời của cư sĩ Quả Khanh. Tôi đọc thấy trong đây có rất nhiều câu chuyện nhân quả tuyệt hay. Tôi nghĩ mình nên tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho những người đã từng bị mình sát hại, gây tổn thương. Thế là tối đó tôi tụng 5 biến kinh. Đêm đó tôi ngủ rất an. Có một việc tôi quên kể là vào buổi chiều ngày thứ hai đã phát sinh một việc lạ lùng. Khi đó tôi nảy ý rất thèm nghe niệm A-di-đà Phật. Liền lên mạng tìm, tôi ngồi trước máy vi tính, yên lặng lắng nghe mà lệ rơi đầy mặt vì cảm thấy mình là một kẻ tội lỗi. Thế là tôi liền quỳ xuống, thể hiện lòng ăn năn sám hối. Lúc này tôi mới chú ý và phát hiện ra trên màn hình máy vi tính đang rung động dữ, còn tôi thì lệ rơi đầm đìa. Ngay lúc này, trong máy bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng. Tôi đang cầm 2 đội trái cây gồm chuối và nho đi đến nhà cô Lan. Tôi không hiểu điều này là sao, nên không để ý lắm. Sự việc cuối cùng được giải quyết xong. Ngày thứ ba, quả nhiên hết còn nghe tiếng nữ quỷ chiêu réo, lòng đầy tri ân, nên ngày 14 âm lịch, tôi bèn đi mua nho, chuối, đem đến cảm tạ cô Lan, giống y như cảnh tôi thấy trên vi tính hôm qua. Cô Lan bảo tôi hãy đảnh lễ tượng Phật. Lúc lễ ngài, lòng tôi cực kỳ xúc động muốn khóc, có cảm giác rất lạ. Chiều 14 âm lịch, tôi và ông xã đi thăm mẹ. Chồng tôi mua thịt, vừa ăn. Bình thường tôi rất thích và có thể ăn 7-8 biến. Nhưng hôm đó, mới ăn tới miếng thứ tư, thì tôi ăn không nổi nữa. Sau đó thì bao tử bỗng phát đau, khiến tôi nôn mửa dữ dội. Khi ấy tôi nghĩ, chết rồi, chẳng lẽ mình đã phạm lỗi gì nữa rồi? Hôm sau là Tết Trung Thu, rằm tháng 8, tôi lại mơ thấy một ác mộng kinh khủng. Trong mộng là một vực thẳm to rộng, sâu hun hút, nhìn không thấy đáy. Trong đó vang lên tiếng nữ quỷ trách mắng. Người cứ sống như thế này, thì bao giờ ta mới có thể thoát khổ? Người hãy chuẩn bị cho cái chết của mình đi. Tôi kinh hãi ngồi bật dậy. Trời chưa sáng hẳn, liếc nhìn ông xã đang ngủ say bên cạnh, tôi nhẹ nhàng chỉnh thân, niệm thầm A-di-đà Phật, cầu xin ngài ban cho con đáp án. Giấc mộng vừa rồi đáng sợ làm sao, con đã làm gì không tốt ư? Niệm Phật được một hồi thì tôi thiếp đi. Trong mộng thấy hiện ra một câu thơ. Ngay khi thức dậy, tôi đã vội vàng ghi lại, nhưng không sao nhớ hết. Chỉ nhớ rõ 4 từ: ăn chay, niệm Phật. Sáng ra, đúng rằm Trung Thu, tôi kể cho mẹ nghe mọi việc và tuyên bố kể từ đây mình sẽ ăn chay. Cả nhà đều thắc mắc không hiểu vì sao tôi chẳng chịu ăn thịt. Mẹ vốn rất thương và ưa chăm sóc tôi, đoán rằng chắc tôi muốn giảm cân. Nhìn cảnh mọi người ăn thịt uống rượu,
tôi không thèm chút nào. Cứ thế, tôi ăn chay luôn đến bây giờ, mà không hề thèm mặn. Gia trạch dần bình an, tâm tư mẹ tôi cũng tốt lên. Trước đây mẹ tôi rất gan dạ, nhưng bây giờ, mỗi khi lên sân thượng, lòng đã có chút sợ. Khi bà ở cơ quan, lúc rảnh cũng tranh thủ niệm Phật. Bà nói bây giờ, tâm tư của bà đã tốt hơn nhiều. Chồng tôi dù không tin, nhưng đối với việc ăn chay niệm Phật của tôi, cũng không phản đối. Anh chỉ cần tôi bình an không sao là được. Từ khi tiếp xúc với Phật Pháp đến đây, thời gian đã hơn một tháng. Trước đây, nhân vì tôi bị quan gia đòi nợ mà tinh tấn tu. Gần đây, nhờ nghe giảng Phật Pháp thường, lòng xúc động, lệ luôn không kìm được. Tôi là một người tuổi trẻ, sớm thành đạt, nắm đủ danh vọng, tiền của trong tay. Sau khi trải qua việc này rồi, tôi hiểu được những liên quan giữa con người với nhau, cùng thấy mạng sống thâm tình là rất quý. Quan trọng nhất là tôi đã thực sự ngộ ra và cảm nhận được Phật Pháp có uy lực rất lớn, không hề nghĩ lường. Việc này khiến tôi xúc động thấm thía. Tôi tin sâu nhân quả báo ứng. Sự tình xảy ra đã giáo dục tôi và giúp tôi hiểu được ý nghĩa của đời sống, cũng như đã biết khoan dung với lỗi người, nghiêm khắc với mình. Sống phải hiếu kính cha mẹ, phàm làm gì phải có ích cho mình và người. Đối với việc học Phật, tôi luôn để tâm khắc phục, điều chỉnh từng tật nhỏ của bản thân. Tất nhiên quá trình tu sửa này đòi hỏi sự thực hành liên tục, bền chí suốt thời gian dài, bởi bất kể bạn làm gì, trong tâm phải luôn có Phật. Thu Oanh. Lời người dịch. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 6 có ghi, Phật dạy: Này Phổ Quảng, nếu đời vị lai, nếu có những chúng sanh nào hay nằm mộng thấy các quỷ thần cùng những hiện tượng hải hùng hoặc hình bóng khác, họ buồn bã khóc lóc, rầu rĩ than thở vân vân, đó đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời hay ngàn đời trong quá khứ, hiện đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi, không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt, nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục hoặc người liên quan đến họ trong đời trước, mong tạo cách cứu họ thoát khỏi ác đạo. Vì vậy, ông nên dùng thần lực khiến các người gặp quái cảnh kia đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát, chí tâm tụng kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc 7 biến. Như vậy, kẻ quyến thuộc của họ dù đang bị ở trong ác đạo, khi nghe tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải thoát, không còn hiện về trong mộng nữa. Mới đầu tôi có hoài nghi về hiện tượng gọi ban đêm này, vì mãi băn khoăn nên tôi chưa thể dịch xong chuyện, thì chợt nghe tin một người thân của tôi bị tai nạn đột tử. Chị lìa đời khi tuổi còn rất trẻ và bỏ lại đứa con còn thơ bé. Sau khi an táng chị xong, đêm nào cả nhà cũng nghe tiếng chị gọi tên con thảm thiết. Bạn tôi là tu sĩ, tất nhiên khi tường thuật không hề nói dối. Vì vậy mà tôi tự tin và an lòng, ráng dịch cho xong câu chuyện này để chia sẻ cùng bạn đọc. Còn dưới đây là câu chuyện tự thuật của một thông linh. Ngài Tuyên Hóa thường nói, một thông, tất cả thông, đạt đạo tức thông linh. Từ thông linh trong đây không hề đề cập đến những người thần kinh yếu, bị phần âm theo gá dựa, hoặc kẻ có sức tự chủ yếu, thường xuyên thấy ma quỷ, mà người bình thường dương khí mạnh, không hề thấy. Người thông linh trong đây muốn nói là vì có công phu đặc biệt, luôn dùng khả năng mình giúp thế dân hướng về con đường tu sửa bản thân hoàn mỹ, chân chính. Tại gia phải giữ gìn năm giới, trong đó giới đầu tiên là không sát sinh. Đức Phật đặt giới này trước bốn giới còn lại, vì so với các tội khác, tội sát sinh là nặng nhất. Người nào phạm vào tội này sẽ bị quả báo vô cùng thê thảm, thậm chí phải đọa xuống địa ngục vô gián, chịu đau khổ cùng cực trong nhiều kiếp. Hôm nay, tôi sẽ kể một vài câu chuyện về quả báo sát sinh trong kinh điển nhà Phật, để quý Phật tử lấy đó làm bài học cho bản thân mình. Vì hiện đang là năm Ất Mùi 2015, tức năm con dê, nên đầu tiên tôi sẽ kể một câu chuyện liên quan đến con dê. Chuyện về con dê. Trong kinh Tiểu Bộ 4, chương 1, Phẩm Giới, phần 18, chuyện đồ ăn cúng cho người chết,
chép rằng một hôm các đệ tử đến bạch với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con thấy nhiều người giết hại sinh mạng của các loài hữu tình để cúng cho những vong linh như vậy, có được hạnh phúc hay lợi ích nào không? Đức Phật trả lời: Không, sát sinh để cúng cho những người đã chết không được lợi ích gì cả. Tiếp đó, Đức Phật kể một câu chuyện tiền thân thời quá khứ. Có vị Bà La Môn nọ chuẩn bị giết một con dê để cúng cho người chết. Trước khi giết, ông sai các đệ tử đem con dê ra bờ sông tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống đầy đủ và đeo vòng hoa lên cổ nó. Các đệ tử làm y như lời thầy dạy. Khi họ vừa đeo vòng hoa xong và chuẩn bị dắt con dê trở về nhà làm thịt, tự nhiên nó cười rất lớn. Sau khi cười một lát, nó lại khóc rất to. Họ hết sức ngạc nhiên hỏi nó: Tại sao mày cười rồi lại khóc? Con dê trả lời: Tôi sẽ trả lời câu hỏi này trước mặt thầy của các ông. Họ dắt con dê về và trình bày lại tất cả sự việc cho thầy của họ nghe. Sau khi nghe xong, vị Bà La Môn hỏi con dê: Tại sao mày lại cười? Con dê trả lời: Trong tiền kiếp, tôi cũng là một vị Bà La Môn thông thuộc kinh Vệ Đà giống như ông. Tôi đã giết một con dê để cúng cho người chết. Sau đó tôi bị đọa làm dê 500 kiếp, và kiếp này là kiếp cuối cùng. Khi biết hôm nay mình được thoát khỏi quả báo làm dê, tôi cười vì quá vui mừng. Vị Bà La Môn hỏi tiếp: Vậy tại sao mày lại khóc? Con dê trả lời: Bản thân tôi trong quá khứ chỉ chặt đầu một con dê để cúng tế mà phải chịu 500 kiếp làm dê, và kiếp nào cũng chết vì bị chặt đầu. Nay ông giết tôi, trong tương lai ông cũng sẽ làm dê và bị chặt đầu chết trong 500 kiếp. Vì thương xót ông sẽ bị quả báo đó nên tôi khóc. Khi nghe như vậy, vị Bà La Môn rất sợ hãi, rợn cả tóc gáy. Ông nói: Thôi, tao tha cho mày, không giết mày nữa. Con dê nói: Xin cảm ơn ông, nhưng nghiệp của tôi đã đến lúc phải trả. Dầu ông có giết tôi hay không, hôm nay tôi cũng phải chết. Vị Bà La Môn bảo: Không sao đâu, tao bảo đảm cho mày, tao sẽ đi theo bảo vệ mày. Sau đó, vị Bà La Môn thả con dê ra và cùng với các đệ tử đi theo bảo vệ nó, không để ai bắt giết chặt đầu nó. Khi vào rừng, con dê đi đến bụi cỏ mọc sau lưng một tảng đá. Khi nó đang vươn cổ ra ăn cỏ, chợt sét nổi lên đánh trúng vào lưng tảng đá. Một mảng đá bị đánh vỡ, rơi ngay trên cổ con dê, chặt đứt đầu, khiến nó chết tại chỗ. Ông thầy Bà La Môn báo tin cho tất cả hàng xóm và những người ở gần đó biết. Họ kéo đến xem và tận mắt chứng kiến một sự thật vô cùng đáng sợ. Từ đó trở đi, nhiều người không dám giết hại sinh vật để cúng tế nữa. Đó là câu chuyện thứ nhất về quả báo của việc sát sinh. Chuyện người giết heo. Tiếp theo, tôi sẽ kể một câu chuyện trong tích truyện Pháp Cú tập 1, phẩm 1, song yếu. Phần 10. Cung gia, đồ tể mổ heo. Có một ông tên là Cung gia, làm nghề giết heo hơn 50 năm. Mỗi lần giết heo, ông lấy cái chài đập lên mình con heo, cho thịt nó sưng lên và mềm đi. Xong ông banh hàm con heo, đặt vào miệng nó một cái nêm nhỏ, rồi rót nước sôi vào bụng nó để súc ruột. Bao nhiêu phân dơ được tống ra bên ngoài hết. Tiếp tục, ông đổ nước sôi lên mình con heo cho lột da, rồi thui lớp lông cứng bằng một cây đuốc. Sau đó ông chặt đứt đầu con heo bằng một thanh kiếm, hứng máu phun ra vào đĩa, bôi máu hứng được lên mình heo, rồi quay chính nó. Cuối cùng, ông cùng vợ ngồi ăn thịt heo quay, phần thịt còn lại mang đi bán. Trong hơn 50 năm, ông đều giết heo như thế. Quả báo là lúc sắp chết, ông rống lên en ét và bò quanh nhà giống như con heo trong vòng 7 ngày. Thân quyến của ông vô cùng kinh hãi, họ chặn hết các cửa, nhốt ông trong nhà,
không để bò ra bên ngoài. Vài tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà cô ba, nghe tiếng en ét ồn ào, chỉ nghĩ là tiếng những con heo. Họ đi về tịnh xá, ngồi một bên Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong 7 ngày qua, cửa nhà đồ tể Cung Đa đóng kín và ngày nào cũng giết heo, chắc chắn ông ta định làm việc chiêu đãi. Thế Tôn nghĩ xem, bao nhiêu là heo bị giết, hiển nhiên ông ta không có một chút từ bi và hoàn toàn thiếu lòng trắc ẩn. Từ trước tới giờ, chúng con chưa thấy ai độc ác như thế. Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, ông ta không giết heo trong 7 ngày qua. Sự trừng phạt phù hợp với nghề đồ tể giết heo đã xảy đến bất ngờ đối với ông ta. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục vô gián đã hiện hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong nhà suốt 7 ngày, kêu la en ét như một con heo. Hôm nay, ông ta sẽ chết và bị đọa vào địa ngục vô gián. Đó là câu chuyện thứ hai về quả báo của việc sát sinh. Chuyện người giết bò. Câu chuyện thứ ba chép trong Tích Truyện Pháp Cú, tập 3, quyển 18, Cấu Uế, phần 1. Người đồ tể và đứa con trai. Truyện kể về một người đồ tể giết bò. Ông này làm nghề đồ tể cũng đã hơn 50 năm. Mỗi lần giết bò đem bán như thế, ông đều để lại phần thịt ngon nhất cho mình và gia đình ăn. Một hôm, sau khi bán hết thịt, chỉ còn chừa lại một miếng ngon nhất, ông đưa cho vợ để nấu bữa cơm chiều, rồi đi ra tắm. Lúc ông đi tắm, một người bạn của ông vì nhà có khách nên chạy qua nhà ông mua thịt về làm thức ăn đại khách. Bà vợ ông nói rằng: Bây giờ thịt đã bán hết rồi, chỉ còn một miếng chồng tôi để lại ăn buổi chiều hôm nay, nên không thể bán cho anh được. Khi nghe như thế, người bạn nghĩ: Nếu đã hết thịt bán, chỉ còn lại thịt dành riêng cho buổi chiều, và ông ấy sẽ không ăn nếu không có thịt, chắc gì ông ấy chịu bán miếng thịt đó cho mình. Và người này để tiền lại, rồi tự động lấy miếng thịt đi. Bà vợ thấy vậy cũng không biết làm sao ngăn cản được. Ông chồng tắm xong lên, bà vợ sắp cơm cho ăn. Nhìn mâm cơm chỉ có rau cải, không có thịt bò. Ông hỏi: Tôi đưa cho bà miếng thịt để làm cơm chiều, vậy miếng thịt đâu rồi? Bà vợ kể đầu đuôi câu chuyện cho ông chồng nghe. Sau khi nghe xong, ông nói: Không có thịt thì dứt khoát tôi không ăn. Dù bà vợ năn nỉ thế nào, ông cũng kiên quyết bắt bà dẹp mâm cơm đi, vì phải có thịt ông mới ăn được. Ông cầm con dao đi ra ngoài, tới chỗ một con bò đang bị cột gần nhà, thò tay vào miệng lôi lưỡi của nó ra, dùng dao cắt đứt cái lưỡi, rồi xách trở vô nhà, bỏ mặc con bò rống lên trong đau đớn. Vào nhà, ông nướng cái lưỡi bò trên lò than, xong ăn nó với cơm. Khi vừa cắn một miếng lưỡi bò để ăn, không hiểu vì sao lưỡi của ông đứt làm đôi và rớt xuống đĩa cơm. Đúng lúc đó, ông nhận hình phạt cho nghiệp ác mà ông đã gây ra. Máu tuôn thành dòng từ miệng, ông bò quanh sân nhà, đau đớn rống lên như con bò bị cắt lưỡi. Một lát sau, ông chết và bị đọa xuống địa ngục vô gián. Đó là câu chuyện thứ ba về quả báo của việc sát sinh. Câu chuyện người thợ săn. Câu chuyện thứ tư nằm trong Kinh Tiểu Bộ 5, chương 2, Phẩm Cà Sà Va, phần 222. Chuyện con khỉ Cù La Na Di Gia. Kể về một thanh niên chuyên làm nghề săn bắn. Một hôm, anh vào rừng đi săn, nhưng không được một con thú nào. Trên đường trở về nhà, nhìn thấy một cây bàng rất to gần cuối cánh rừng. Anh đi đến chỗ cây bàng đó với hy vọng tìm được con vật gì ở đấy. Trên cây bàng lúc đó có hai anh em nhà khỉ đang sống cùng một con khỉ mẹ bị mù. Hai con khỉ con này rất thương mẹ. Hằng ngày, chúng đi tìm trái cây về đút cho mẹ ăn. Khi người thợ săn đi đến, thì hai khỉ con đang đút thức ăn cho khỉ mẹ. Thấy người thợ săn lại gần, không kịp đưa mẹ mình đi, nên hai khỉ con đành để mẹ ngồi đó, rồi núp giữa các cành cây. Người thợ săn đến dưới gốc cây,
nhìn lên và phát hiện ra khỉ mẹ, liền dương cung lên định bắn. Con khỉ anh vì thương mẹ nên đi ra van xin người thợ săn đừng giết mẹ nó, mà hãy giết nó để thay thế. Người thợ săn liền dùng tên bắn con khỉ anh rớt xuống. Sau đó, anh dương cung định bắn tiếp khỉ mẹ. Con khỉ em thấy vậy vì thương mẹ, cũng đi ra van xin anh đừng giết khỉ mẹ và chịu chết thay cho mẹ mình. Người thợ săn độc ác, dương cung bắn con khỉ em rớt xuống, rồi tiếp tục bắn chết luôn con khỉ mẹ. Anh gom ba xác khỉ lại, bỏ chúng vào một cái giỏ gánh về. Trong lúc ấy, sấm sét nổi lên, đánh xuống nhà người thợ săn độc ác, thiêu cháy vợ con và cả căn nhà. Khi anh về đến cổng làng, một người chạy đến báo tin ấy cho anh biết. Quá xấu hổ vì mất vợ mất con, anh quăng đòn gánh, thịt, cây cung, bỏ cả quần áo trần truồng, khuơ tay khóc than đi vào nhà. Khi ấy, một cây cột nhà bị gãy, rơi xuống và đánh vỡ đầu anh. Anh chết ngay tại chỗ và đọa vào địa ngục vô gián. Đó là câu chuyện thứ tư về quả báo của việc sát sinh. Chuyện Người Bẫy Chim. Cuối cùng là câu chuyện thứ năm, được chép trong tích truyện Pháp Cú tập 1, phẩm 2, tâm phần 7, vì bạo ác nổi mụn nhọt. Một vị tỳ kheo tên là Tissa bị mụn nhọt nổi lên khắp người. Lúc đầu chúng chỉ bằng hạt cải, sau to dần lên thành hạt đậu tây, đậu Hà Lan, rồi hạt táo. Cuối cùng, chúng vỡ ra khiến toàn thân thầy bị lở loét, vết lở ăn vào tới xương, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Các thầy tỳ kheo ở trong tinh xá lúc đầu cũng thương và chăm sóc cho thầy rất cẩn thận, nhưng sau do hôi thối quá, không ai chịu nổi nên đành bỏ mặc. Biết chuyện này, Đức Phật đến an ủi thầy Tissa, và chính tay Ngài lấy nước ấm tắm rửa cho thầy rất sạch sẽ. Làm xong, Ngài đọc cho thầy nghe một bài kệ. Cuối bài kệ, thầy chứng quả A-la-hán và nhập Niết Bàn. Như vậy, tuy bệnh tật dày vò đau đớn, nhưng lúc nào thầy Tissa cũng chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn tu tập, và đến khi gần qua đời thì chứng được quả A-la-hán. Sau khi thầy nhập Niết Bàn, các thầy tỳ kheo thắc mắc hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao thầy Tissa lại bị căn bệnh hiểm nghèo như thế? Và nguyên nhân nào mà thầy ấy trước khi chết lại chứng được quả A-la-hán? Đức Phật liền kể chuyện tiền kiếp của thầy Tissa cho đại chúng nghe. Đời quá khứ, thầy Tissa là người bẫy chim. Mỗi lần đi bẫy, ông bắt được rất nhiều chim, đa số mang bán hoặc mang vào hoàng cung. Nếu giết chim và cất giữ quá lâu không đem bán, thì thịt chim sẽ hư thối. Và để giữ chim khỏi bay mất, ông thường bẻ xương chân và xương cánh của chúng, dồn đóng lại một chỗ để ngày hôm sau giết đem đi bán. Một hôm, có vị A-la-hán dừng chân trước cửa nhà ông khất thực. Ông bỗng thấy lòng thanh thản và phát tâm dâng cúng thức ăn lên cho vị A-la-hán đó. Ông đỡ bình bát, bỏ đầy những món ăn thơm ngon, nằm vóc gieo xuống đất, đảnh lễ và thưa: Tôn giả, xin cho con được vào quả vị cao nhất mà Ngài đã chứng. Vị A-la-hán hồi hướng công đức cho ông sẽ được như vậy. Nhờ công đức cúng dường đó nên kiếp này ông được xuất gia và chứng quả A-la-hán. Nhưng vì tạo nghiệp sát sinh, nhất là bẻ cánh và chân chim, nên kiếp này ông bị quả báo lở loét khắp người, đau đớn đến tận xương tủy. Phân loại quả báo. Bây giờ qua năm câu chuyện này, chúng ta hãy thử phân loại các quả báo về sát sinh. Thứ nhất là quả báo hiện đời, nghĩa là chúng ta làm một việc gì thì quả báo sẽ diễn ra ngay sau đó, hoặc ngay trong đời này. Giống như chúng ta ném một quả banh vào tường, mình ném càng mạnh thì nó dội lại mình càng đau. Trong năm câu chuyện trên, chuyện nào là quả báo hiện đời? Một là chuyện người đồ tể giết heo. Chúng ta thấy rõ quả báo của ông ta là bị chết một cách đau đớn, la hét, bò lê bốn chân giống như con heo ngay trong đời này.
hai là chuyện người cắt lưỡi bò. Sau hành động độc ác đó không lâu, lưỡi của ông cũng bị đứt làm đôi. Ba là chuyện người thợ săn giết hại cả gia đình khỉ. Lúc trở về, anh bị cây cột nhà rơi vào đầu mà chết. Sau khi chết, đọa thẳng xuống địa ngục vô gián. Đó là quả báo hiện đời, quả báo trước mắt. Thứ hai là quả báo đời sau, nghĩa là chúng ta làm việc gì trong đời này, phải đến đời sau quả báo mới xuất hiện. Câu chuyện vị tỳ kheo đời trước giết chim, bẻ cánh và chân chim. Đời nay bị quả báo ung nhọt đầy mình, lở loét tới tận xương tủy, chịu bao đau đớn, thuộc về loại quả báo đời sau. Thứ ba là quả báo không những đời sau mà nhiều đời sau nữa. Câu chuyện ông Bà La Môn giết dê để cúng tế, sau đó bị đọa làm dê tới 500 kiếp là một ví dụ sinh động cho loại quả báo này. Trong năm câu chuyện về quả báo sát sinh vừa nghe, chúng ta thấy có khi nhân quả giống nhau, cũng có khi nhân quả khác nhau. Nhân nào quả nấy, đó là nhân quả giống nhau. Ví dụ như chúng ta trồng dưa thì ra dưa, chứ không thể trồng dưa mà ra cà. Hay chúng ta trồng ớt, ra ớt, chứ không thể trồng ớt mà ra dưa leo. Câu chuyện về con dê kể trên thuộc loại nhân quả giống nhau. Kiếp trước ông Bà La Môn chặt đầu dê, 500 kiếp sau ông phải làm dê và kiếp nào cũng chết vì bị chặt đầu. Còn nhân quả khác nhau, nghĩa là quả báo không hoàn toàn giống với nghiệp nhân đã gây ra. Ví dụ như kiếp này mình đập đầu bò, nhưng khi chết mình không làm bò mà được trở lại làm người. Tuy nhiên mình bị bệnh đau đầu hoặc ung thư não. Cả đời mình sống trong đau đớn, giống như nỗi đau mà con bò bị đập đầu phải chịu. Hoặc như khi vai người ta một dạ lúa hay một lượng vàng, nếu như không có lúa, có vàng để trả, thì mình trả bằng tiền, bằng đô la. Hoặc như mình mượn người ta chiếc xe cúp hay xe quay rồi chẳng may làm mất. Nếu không có xe, thì mình đền bằng tiền với giá trị tương đương. Cho nên, không nhất thiết là nhân và quả phải giống nhau. Có những trường hợp nhân và quả khác nhau, song giá trị vay trả là tương đương như nhau. Câu chuyện vị thầy tỳ kheo giết chim, bẻ cánh và chân chim kể trên thuộc loại nhân quả khác nhau. Ông không bị đọa làm chim mà sinh lại làm người. Tuy nhiên, khi làm người, ông bị quả báo ung nhọt khắp thân, lở loét hôi thối, đau đớn vô cùng. Nguyên nhân sát sinh. Cũng qua năm câu chuyện về quả báo sát sinh mà tôi đã kể, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những lý do vì sao người ta lại giết hại động vật. Thứ nhất là giết để cúng người chết. Xin hỏi quý vị, người đã chết rồi, chúng ta cúng, họ có ăn được không? Chắc chắn là không. Không tin, quý vị cứ về để mâm cơm lên cúng người chết, xem là còn hay hết. Nếu như cúng mâm cơm, lát sau còn một nửa, thì đúng là người chết ăn được. Nhưng trên thực tế, mâm cơm chúng ta cúng vẫn còn nguyên, và sau đó chính chúng ta ăn, chứ người chết có ăn đâu. Mang tiếng cúng cho người chết, nhưng thực chất toàn là người sống ăn. Còn ai muốn cúng cho người chết, thì tôi đề nghị là đốt hết thức ăn thành tro. Quý vị có dám đốt không? Chắc là không. Vì đốt rồi không ăn được nữa. Có một câu chuyện trong kinh Tiểu Bộ 6, chương 5, phẩm 5 bài kệ, phần 352. Chuyện chàng Su Chà Ta như sau. Một người con thấy cha khóc cúng cho ông nội đã chết của anh. Vì hiểu Phật pháp nên anh muốn can ngăn cha, nhưng nói thế nào cha cũng không nghe. Tối ngày, người cha khóc thương rồi nấu thức ăn dâng lên cho ông nội. Người con tìm đủ mọi cách để chuyển hóa cha mình bớt nhớ, bớt thương và không cúng bái như thế nữa. Một hôm, người con đi ngoài đường thấy có một con bò chết. Anh suy nghĩ đây có thể là cơ hội để thức tỉnh cha mình. Thế là anh mang cỏ đến chỗ con bò đang nằm và gọi liên hồi. Bò ơi, dậy ăn cỏ đi! Bò ơi, dậy ăn cỏ đi!
Khi đó, những người hàng xóm thấy vậy chạy về báo cho cha của anh biết. Họ nói rằng, ông ơi, con của ông bị thần kinh rồi kìa. Người cha nói, con tôi khỏe mạnh lắm mà, có bị thần kinh gì đâu. Nó bị thần kinh rồi, thấy nó cứ cầm cỏ gọi con bò dậy ăn, cho bò đã chết rồi. Nghe xong, người cha rất giận, ông nghĩ, sao cái thằng này khùng như thế, con bò chết rồi mà còn mang cỏ cho nó ăn. Thế là người cha đi ra chỗ đứa con, ông nói, con làm gì lạ vậy, con bò nằm chết như vậy rồi, mà đưa cỏ cho nó thì làm sao nó ăn được. Lúc đó, người con mừng thầm, anh nói, thưa cha, con bò chết, xác nó còn đây mà con cho cỏ nó không ăn được. Vậy người chết đã đem chôn rồi mà còn khóc, còn cúng cho họ thì làm sao họ ăn được. Người cha tỉnh ngộ, từ đó ông không khóc cúng cho ông nội nữa. Cổ nhân có câu nói rất hay, sống không cho ăn cho ăn, chết làm văn cúng ruồi. Đôi khi vì lòng thương hoặc vì tưởng nhớ đến người đã mất nên chúng ta cúng, đó là tấm lòng. Nhưng nếu là người học Phật, chúng ta không nên giết con này con kia để cúng cho người chết. Đức Phật dạy rằng, sau khi chết, người ta đi luân hồi trong 6 cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời. Nếu người chết đã tái sinh làm người, làm thú, đọa địa ngục hay lên cõi trời, thân nhân có cúng thì họ cũng không ăn được. Như vậy, chúng ta phải hiểu cho đúng. Cúng là để tưởng nhớ người chết, không phải cúng để người chết ăn. Là người học Phật, nếu cúng cho ông bà, cha mẹ, chúng ta làm mâm cơm chay là được rồi, không nhất thiết phải sát sinh, hại vật để cúng. Nếu cúng mặn, bản thân chúng ta mang tội sát sinh mà ông bà, cha mẹ đã quá vãng cũng không ăn, không hưởng được gì. Thứ hai là giết để bán. Có những người mưu sinh bằng cách giết heo, bò, gà, vịt, vân vân, đem bán lấy tiền. Đây được gọi là nghề sát sinh hay nghề đồ tể. Quả báo sát sinh rất nặng, những người làm nghề đồ tể sớm muộn gì cũng phải gánh chịu khổ đau cùng cực. Trên cuộc đời này có rất nhiều nghề, người Phật tử nên chọn cho mình một nghề nào đó không phải sát sinh. Mạng sống là quý, cắt đứt mạng sống là tội ác. Nếu chúng ta không giết hại mà còn phóng sinh thì sẽ có công đức rất lớn. Ngược lại, nếu sát sinh, chúng ta sẽ bị quả báo vô cùng khủng khiếp về sau. Như ông thầy Bà La Môn trong câu chuyện thứ nhất, chỉ chặt đầu một con dê để cúng tế mà phải làm dê tận 500 kiếp. Đức Phật dạy rằng, khi chúng ta sát sinh thì quả báo của mình trước nhất là địa ngục, sau đó là ngạ quỷ, tiếp đến là súc sinh. Quý vị thử nghĩ xem, nếu một đời làm nghề sát sinh thì mình sẽ bị đọa vào 3 đường ác như thế trong bao nhiêu kiếp. Lợi thì ít mà hại thì nhiều. Làm nghề sát sinh giàu lắm, lợi lắm, được no bụng đấy, được sung sướng đấy, nhưng sau khi từ giã cõi đời, quý vị sẽ phải chịu đau khổ trong nhiều kiếp. Như vậy, chúng ta phải cân nhắc nghề nghiệp nuôi sống bản thân mình, không vì lợi ích nhỏ bé trước mắt mà gây tai hại to lớn về sau. Đức Phật đã dạy chúng ta phải chánh mạng, tức là nuôi mạng chân chánh, tránh làm nghề sát sinh. Người đời không hiểu, người ta làm, còn chúng ta là con Phật thì phải tìm nghề nào lương thiện, tốt đẹp, không hại mình, hại người. Nói cách khác, nếu chúng ta là người có trí tuệ và lòng từ bi thì không thể làm nghề sát sinh. Đó là chưa kể những người làm nghề này cũng chỉ được đời cha, đến đời con, đời cháu sẽ tàn rụi, không phát lên nổi. Người xưa có những câu nói rất hay. Ông cha kiếp trước héo tu, bây giờ con cháu võng dù nghênh ngang. Và ngược lại là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Theo nghĩa câu nói thứ hai, nếu người cha làm nghề sát sinh thì người con sẽ chịu quả báo. Như vậy là không phù hợp với nhân quả. Vì giáo lý nhân quả dạy rằng, ai ăn nấy no, ai làm nấy chịu, sao ở đây người cha làm mà người con phải chịu? Thực ra, điều này cũng là nhân quả. Bởi vì người cha làm ác, chuyên sát sinh, hại vật,
nên con của ông ta cũng là người ác đầu thai. Cùng là người ác nên nó bị chung quả báo với cha mình, chứ không phải cha làm mà con chịu. Có chăng cũng chỉ bị ảnh hưởng phần nào thôi. Ví dụ như người cha đi ăn cướp, ăn trộm, lừa đảo, làm nghề bất chính, bị đời người khinh chê, bị bắt giam, xử phạt, thì vợ con ở nhà tuy không chịu quả báo như vậy nhưng sẽ cảm thấy rất tủi nhục. Ngoài ra, khi chúng ta làm nghề sát sinh, chính hành động giết hại hằng ngày đó huân tập vào trong tâm thức của mình và biến mình thành người ác, người hung dữ, người dã man, không những đời này mà cả đời sau. Tục ngữ có câu, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Chúng ta làm cái gì rồi cũng thành quen, cho nên chúng ta đừng huân tập hạt giống sát sinh, bởi vì những hành động giết hại đó sẽ trở thành thói quen và rất khó để sửa đổi. Cũng chính những thói quen này tạo thành nghiệp, trong tương lai dẫn dắt chúng ta trở thành người hung ác, có thể giết người không gớm tay. Do vậy, khi làm một nghề gì để sinh sống, chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đừng chỉ vì cái lợi trước mắt, đặc biệt là nghề sát sinh. Cho dù nghề này có lời nhiều, một ngày có thể lời 5 triệu, 10 triệu hay 20 triệu, chúng ta cũng không nên tham lam, vì nếu làm nghề này thì kiếp sau chúng ta sẽ bị đọa vào những cảnh giới đau khổ gấp trăm, gấp ngàn lần hiện tại. Thứ ba là giết để ăn. Con người chúng ta ăn để sống, không phải sống để ăn. Con người có đường ruột dài giống các loài thực vật như khỉ, bò, trâu, dê, cừu, v.v. Cho nên thức ăn phù hợp với cấu tạo cơ thể con người không phải là thịt động vật mà là rau, củ, quả. Chỉ vì từ nhỏ cha mẹ cho ăn thịt cá quen rồi, bây giờ không có những thứ đó, chúng ta ăn cơm không được. Còn nếu ăn chay từ nhỏ thì lớn lên chúng ta vẫn ăn chay bình thường, không có gì trở ngại cả. Chúng ta ăn chay quen rồi thì khi ngửi mùi thịt cá sẽ thấy không thể nào chịu nổi, chẳng qua cũng chỉ là do thói quen. Những người xuất gia, chẳng hạn như tôi, hơn 40 năm ăn chay vẫn thấy khỏe mạnh bình thường. Trong rau, củ, quả đều đã có đầy đủ chất bổ dưỡng. Đôi khi ngồi suy nghĩ cũng thấy lạ, con bò, con trâu, con ngựa, con voi chỉ ăn cỏ thôi, thế mà chúng rất khỏe mạnh. Còn con người chúng ta ăn đủ thứ mà hết bệnh này đến bệnh kia. Có nhiều người nói ăn chay bị mất máu hay đau ốm, da xanh xao. Tôi hỏi lại quý vị, ăn mặn có bị bệnh không? Quý vị thử vào bệnh viện xem những người bệnh ở đó ăn chay hay là ăn mặn. Quý vị cứ bảo ăn chay bị bệnh mà sao ở bệnh viện lại toàn là người ăn mặn không thôi. Bệnh tật là do nghiệp của mình. Chúng ta không nên nói ăn chay bị bệnh, còn ăn mặn thì không. Chính ăn mặn mới là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh tật. Bây giờ khi ăn thịt, quý vị phải nghĩ như thế này. Mình muốn sống mà lại lấy mạng sống của chúng sinh khác nuôi mạng sống của mình. Như vậy có từ bi, công bằng và hợp lý không? Quý vị thử tưởng tượng xem, lúc ăn một miếng thịt vào miệng, mình cảm thấy ngon. Nhưng sau khi nuốt vào bụng rồi, lỡ như có vấn đề gì đó bị ói ra thì quý vị có dám ăn lại miếng thịt đó nữa không? Chắc chắn là không, nhìn đã thấy sợ rồi, làm sao dám ăn lại? Nếu như nó tiêu hóa thành phân thì ngửi còn không dám, nói chi đến nhìn. Quý vị vẫn ăn thịt là vì không thấy được sự đau đớn của chúng sinh khi bị thọc huyết, đập đầu, mổ bụng, nấu luộc, chiên xào. Quý vị hãy xem lại việc ăn của mình. Chỉ ngon miệng mình một tí mà biết bao chúng sinh bị giết hại một cách đau đớn, dã man. Nỡ lòng nào quý vị ăn nuốt những miếng thịt như vậy? Quý vị phải có lòng từ, phải quán xét nhân quả, không nên ăn thịt chúng sinh nữa. Thứ tư là giết để mua vui. Tuy năm câu chuyện đã kể lúc đầu không nhắc đến nguyên nhân sát sinh này, nhưng ở đây tôi sẽ nói thêm cho đầy đủ. Vừa rồi có một lễ hội mới được phục dựng tại Phú Thọ. Đó là lễ hội cầu trâu. Cầu trâu có nghĩa là đập đầu trâu. Họ chọn một con trâu khỏe mạnh, đưa nó đi tắm ở sông Hồng.
sau đó dắt về đình làng làm lễ, rồi cột vào một cây cọc chôn sẵn ở giữa sân đình. Khi lễ hội bắt đầu, 12 thanh niên thay phiên nhau cầm cái vồ đập lên đầu con trâu, cho đến khi nó chết thì thôi. Một hành động quá sức dã man, thế mà nó lại được tổ chức thành lễ hội để cho biết bao nhiêu người đến xem. Hằng ngày, trâu chỉ bị giết ở các lò mổ, không có người ngoài nhìn thấy. Còn ở đây, trâu bị đem ra giết ở giữa đình, mà lại giết một cách vô nhân tính. Thay vì giết con trâu chết thật nhanh, rồi sau đó mổ bụng, banh thay nó ra cũng được. Đằng này con trâu đang còn sống, mà mình lấy vồ đập vào đầu cho nó chết từ từ trong đau đớn. Đây là những lễ hội của thời cổ xưa. Thời đó dân trí còn thấp kém, lạc hậu, nên người ta mới làm như vậy. Bây giờ chúng ta là người văn minh, có hiểu biết, có trí tuệ, sao lại còn hành động giống như những con người cách đây cả vài ngàn năm? Chúng ta hãy đặt mình vào vị trí con trâu xem như thế nào. Mình bị người ta cột vào cọc, rồi lấy vồ đập liên tục vào đầu thì có chịu nổi không? Mình có đau không? Mình có sợ không? Mình có oán thù những người đó không? Trâu là con vật rất hiền lành, nó giúp nông dân kéo cày, kéo xe, nó là một trong những người bạn thân thiết nhất của con người. Vậy mà chúng ta lại đối xử với nó một cách dã man như thế. Chúng ta còn nói lễ hội cầu trâu là lễ hội văn hóa, không biết văn hóa ở đâu. Lễ hội dã man thì đúng hơn. Điều đáng buồn là ở Việt Nam chúng ta, nơi này nơi kia vẫn đang có những lễ hội như vậy. Trên Tây Nguyên thì có lễ hội đâm trâu, người ta cột con trâu lại rồi cúng tế, nhảy múa xung quanh, sau đó lấy hàng chục cây lao phóng vào mình trâu cho đến khi nó chết. Có nơi còn dã man hơn nữa, con trâu đang đứng, người ta lùa chạy rồi lấy dao chặt chân cho nó quỵ xuống, sau đó lấy giáo đâm nó tới chết. Tại Nepal vừa rồi cũng có lễ hội chặt đầu trâu, họ gom lại một lúc hơn 6.000 con trâu và lấy đao chặt đầu của chúng. Nhìn mấy ngàn con trâu bị đứt đầu nằm đầy một bãi đất còn rộng hơn cả chùa Hưng Pháp này nữa, tôi thấy đó là một lễ hội hết sức dã man. Nhưng suy nghĩ lại, lễ hội cầu trâu hay đâm trâu ở Việt Nam chúng ta còn dã man hơn. Chặt đầu thì con trâu chết ngay lập tức, còn đập lên đầu trâu bằng vồ hay đâm vào mình trâu bằng giáo thì nó chết từ từ trong đau đớn, kêu la và oán hận. Thật quá tội nghiệp. Ngoài ra, ở Bắc Ninh hiện nay còn có lễ hội chém lợn. Vào ngày tổ chức lễ hội, người ta rước con lợn đi vòng quanh thôn, sau đó đưa về sân đình, đặt nó nằm ngửa, kéo căng bốn chân về bốn hướng, rồi một thanh niên cầm đao chặt đứt làm đôi, khiến máu tú ra lên láng. Người dự lễ lấy tiền bôi máu lợn lên đó rồi đem về để được may mắn. Rõ ràng những lễ hội kể trên quá dã man, tàn nhẫn và phi nhân tính. Chỉ những người không có lương tri mới thích tham dự những lễ hội như vậy. Lễ hội cầu trâu, đâm trâu hay chém lợn nhằm giáo dục con người cái gì? Giáo dục con người hành hạ và giết hại chúng sinh chăng? Người có trí tuệ bản thân không tham gia và cũng không cho con cháu mình tham gia những lễ hội như vậy. Bởi vì đến xem những cảnh giết chóc man rợ như thế rất nguy hiểm. Chúng chỉ kích thích thêm các điều ác ở trong mình, chứ không mang lại điều gì tốt đẹp cả. Chúng ta cần phải lên án những lễ hội như thế này, vì chúng không có tính giáo dục hướng thiện và hướng thượng. Chúng ta là người học Phật, khi làm một việc gì cần phải suy nghĩ xem hậu quả của nó như thế nào. Chư Tổ thường nói một câu rất hay: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát sợ nhân nghĩa là Bồ Tát khi làm bất cứ việc gì đều cân nhắc kỹ lưỡng, vì các ngài biết nếu đã gieo nhân thì phải gặt quả. Chúng sinh sợ quả nghĩa là chúng sinh không màng nhân quả, cứ cắm đầu làm, tới chừng bị tù, bị tử hình, bị đọa địa ngục mới than trời trách đất. Chúng ta không nên làm những chúng sinh như vậy, mà phải làm Bồ Tát, phải biết sợ mình sẽ gieo nhân xấu. Khi nói hay làm một điều gì,
chúng ta phải dè chừng hậu quả của nó, để mình không rơi vào tội lỗi, sa đọa và khổ đau. Nhất là phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mình định ra tay sát sinh, vì bất cứ lý do nào trong bốn lý do đã trình bày ở trên. Giữ gìn được giới không sát sinh thì hiện đời và đời sau chúng ta sẽ có an lạc và hạnh phúc. Nếu chúng ta sống chánh mạng, không làm những việc sát sinh, hại vật, thì chắc chắn sẽ không bị quả báo đau khổ trong tương lai. Tóm lại, hôm nay tôi đã kể cho quý vị nghe một vài câu chuyện về quả báo sát sinh trong Kinh Tiểu Bộ và Tích Truyện Pháp Cú. Quý vị hãy ghi nhớ những câu chuyện đó. Quả báo sát sinh rất nặng nề, rất đau khổ, không những kiếp này mà nhiều kiếp về sau. Do vậy, người Phật tử phải phát khởi lòng từ, phải thấy tất cả chúng sinh đều tham sống sợ chết và đều có Phật tánh giống như mình. Chúng ta hãy tôn trọng tánh linh của con vật. Thực ra, trước đây nó cũng là con người như chúng ta. Nếu chúng ta không biết tu, thì kiếp sau sẽ bị đọa làm súc sinh giống như nó. Không phải con người mãi mãi là con người, còn súc sinh mãi mãi là súc sinh. Con người có tội thì bị đọa xuống làm súc sinh. Súc sinh hết nghiệp thì được thăng lên lại làm người. Như vậy, con người và con vật bình đẳng với nhau về nhân quả. Rất mong quý Phật tử thấu hiểu điều này và sẽ không bao giờ sát sinh hại vật nữa. Để kết thúc bài giảng hôm nay, tôi xin tặng quý vị bài thơ Xin đừng sát sinh. Đau lắm người ơi, xin đừng giết tôi. Đau lắm người ơi, xin tha mạng tôi. Ôi tiếng kêu cứu muôn loài thú vật, vang mãi đâu đó mặt đất dưới sông. Con bị cắt cổ, con thì nhổ lông, máu hồng lai láng, tiếng oán ngất trời. Nỗi khổ đớn đau, hận sầu như núi, mỗi ngày qua đi hàng tỷ sinh mạng. Bị giết dã man, thịt nát xương tan, từ con vật nhỏ đến loài thú to, vì ngon miệng mình cướp mạng chúng sinh. Hỡi nhân loại ơi, con người con vật, cùng một tánh linh, cùng tham muốn sống, cùng có cảm tình. Trong mộng niệm Phật, cứu mẹ thoát hiểm. Cơ sở Hoằng Pháp Vụ Phong của Liên xã ở Đài Trung có một vị liên hữu niệm Phật rất cung kính, họ Hầu, tên Anh Mãn, lại có tên là Ngân Tiếu, năm nay 38 tuổi, nguyên quán ở làng quê Tân Dinh, miền Nam. 4 năm trước, theo chồng dời về ở thôn Thảo Hồ ở Vũ Phong. Cô gái này đời trước trồng nhiều căn lành, sau khi nghe được pháp môn tịnh độ, tính tâm kiên cố, hai thời khóa sớm tối chưa từng gián đoạn. Có được công phu lớn mạnh hơn người, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, cho nên mới được cảm ứng ở trong mộng niệm Phật cứu được mẹ cô ta thoát được nguy hiểm hung dữ. Ngày mùng 1 tháng 8 là ngày giảng kinh ở cơ sở Hoằng Pháp. Liên hữu Anh Mãn hướng về mọi người thuật lại chuyện linh cảm của cô đã trải qua. Cô ta nói, Phật Pháp đích thực không thể nghĩ bàn. Chỉ cần thành kính niệm Phật thì ai cũng được lợi ích, được cảm ứng to lớn. Tôi 1 năm trước, có một đêm nằm mộng, thần thức không biết sao vô tình đi về nhà của mẹ ở Tân Dinh. Bỗng nhìn thấy một con quỷ hung ác, tay cầm một sợi dây trói mẹ tôi lại. Đang sắp lôi đi, tôi lập tức níu mẹ tôi lại không buông, lớn tiếng la to, A-di-đà Phật đến cứu mẹ con. Vừa cố sức kêu A-di-đà Phật vừa mở dây ra, con ác quỷ đó không biết bỏ đi lúc nào, không thấy nữa. Sáng sớm thức dậy, Anh Mãn đem cảnh giới không lành trong mộng nói cho chồng cô biết. Nếu như không phải thánh hiệu A-di-đà Phật có sức oai thần như thế, thì mẹ chắc không cứu trở lại được. Mặc dù đã nói như thế, nhưng trong lòng vẫn không yên. Nói chung cảm thấy không yên tâm lắm. Đến hơn 10 giờ, lúc Anh Mãn đang vo gạo trong bếp, người áo xanh, tức áo của bưu điện, đưa đến một lá thư nhanh. Bóc ra xem thì mới biết là mẹ đêm qua bỗng nhiên bị chứng xuất huyết não, hiện còn đang hôn mê. Anh Mãn tức thời sửa soạn đồ đạc để về Tân Dinh.
ngồi trên xe tạm nén nỗi âu sầu, nhất tâm khẩn thiết niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc xe đi ngang qua Chương Hóa, vô tình ngẩng đầu lên trên không thì thấy Tây Phương Tam Thánh hiện trên hư không rất là sáng rỡ. Lúc đó anh Mãn càng niệm mạnh hơn, không buông lời Lục Tự Hồng Danh một hơi nào hết. Niệm mãi đến Tân Dinh xuống xe, nhìn lại trên không thì không còn thấy nữa. Anh Mãn về đến nhà thì thấy mẹ mình miệng mắt đều méo lệch, bất tỉnh nhân sự. Tay trái, chân trái, nửa bên thân đã bị liệt. Cô liền ngồi bên mẹ niệm Phật mãi không ngớt. Đến ngày thứ ba, bà mẹ tỉnh lại và nói chuyện lại được. Anh Mãn mỗi ngày đều cầu nước chú Đại Bi cho mẹ uống và bảo mẹ cùng niệm A-di-đà Phật. Đến ngày thứ bảy, tính từ ngày anh Mãn về, thì miệng mũi của mẹ đã dần dần hồi phục. Về sau, mỗi tháng đều về thăm mẹ. Mỗi lần về đều khích lệ mẹ niệm Phật, đồng thời dẫn mẹ đến chùa quy y Tam Bảo, gieo trồng căn lành. Đến ngày 26 tháng 8 năm nay, bà cụ đã niệm thánh hiệu được 2 năm, cuối cùng ra đi an tường trong tiếng niệm Phật trợ niệm của anh Mãn. Chuyện kể tới đây, các vị liên hữu ai nấy đều khen anh Mãn là người con hiếu, thần thức ở trong mộng còn biết niệm Phật để lùi được quỷ, khiến mẹ khỏi rơi vào tam đồ, lại còn biết hướng dẫn cho bà biết thành kính niệm Phật. Khi lâm chung trợ niệm cho vãng sanh Tây Phương, thật là hy hữu ít có được. Tôi nói chỉ đáng tiếc là lúc cô ta ở trên xe niệm Phật, đi ngang qua Chương Hóa, thấy được Tam Thánh thị hiện. Không mang theo máy chụp hình, nếu như chụp được tấm ảnh ấy, há không phải là thật chứng cho Phật Bồ Tát đích xác là có thật ư, dùng để cảm hóa những chúng sanh can cường khó hóa độ. Quan Âm cứu nạn. Một ngày khoảng 8 giờ tối năm 1997, tôi vừa tan sở xong thì vội lên chuyến xe tối về nội thành. Lúc này người trên xe rất ít, đi được nửa đường thì bỗng có bốn thanh niên say bí tỉ bước lên xe. Trong tay mỗi người cầm một chai rượu, y phục xốc xếch, rõ ràng là say quất cần câu. Một thanh niên trong đây thấy tôi ngồi một mình, liền bước siêu vẹo tới ngồi cạnh tôi, còn tùy tiện gác một tay lên lưng ghế tôi. Ba ông ma men kia thấy vậy đều nhào tới, ngồi xuống bao vây tôi. Cho anh ngồi chung nghe. Lúc đó tôi cảm thấy cực kỳ bất an, trong lòng hơi ớn, nhưng ráng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị bảo anh thanh niên ngồi sát tôi hãy bỏ tay xuống. Kết quả chẳng những anh ta không nghe mà còn phản ứng suồng sã táo tợn hơn, bằng cách choàng tay lên vai tôi, còn cười ha hả thật lớn. Chắc chắn đây là một tên lưu manh. Tôi muốn đổi chỗ, nhưng gã chẳng cho tôi đi ra. Tôi liền hướng anh bán vé cầu cứu. Tôi kêu thật to: "Anh bán vé ơi!" Anh bán vé từ từ đi tới. Tên lưu manh này thấy vậy liền xa sầm mặt, vội xỉa tiền ra mua 5 vé, còn chỉ vào tôi trần tráo bảo: "Tôi mua vé cho em gái này luôn. Em gái này trong nhóm của tôi, trong nhóm của tôi hết trơn á." Nghe vậy tôi thật có miệng mà nói khó khăn, nhưng vẫn ráng giải thích: "Tôi không quen họ, anh đừng lấy tiền của họ. Vé của tôi hãy để tôi mua." Nói xong tôi đưa mắt nhìn anh bán vé, ngầm cầu giúp đỡ. Nhưng anh ta chừng như quá sợ đám du côn này, khẽ liếc tôi một cái rồi lủi về chỗ mình ngay. Anh ta cứ giả lơ, làm như không nghe thấy gì. Còn lại mình tôi với đám lưu manh, không ai bảo vệ. Trong lúc cực kỳ nguy cấp đó, tôi chỉ còn biết cầu Bồ Tát cứu mình thôi. Tôi rất tin Bồ Tát Quan Âm hữu cầu tất ứng, trong lúc nguy nan sẽ chở che gia hộ bất tư nghì. Giữa đêm tối bơ vơ không ai giúp đỡ, tôi đành chắp tay niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nhất tâm khẩn cầu Ngài che chở, cứu tôi thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Dần dần, nội tâm tôi trở nên bình tĩnh, không còn căng thẳng, mà cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Vì ngay lúc đó, tâm và Phật hiệu đã hợp nhất. Khoảng chừng 15 phút sau, trong lúc tôi đang chuyên tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm,
thì đột nhiên mấy gã say đang hùng hổ bao vây áp đảo tôi bỗng thét lên thật to: "Bác tài, mau dừng xe lại cho tôi xuống xe." "Chuyện gì vậy? Phiền phức quá đi. Xe đang chạy trên đường cao tốc, không thể dừng lại." Trời ơi, quả thiệt tôi không tin được. Dừng xe lại. Mau dừng xe lại. Dừng xe lại đi. Gã ngồi cạnh tôi vừa nói vừa tỏ vẻ rất thống khổ. Lúc này mấy gã say còn lại cũng quýnh quáng đứng dậy hết, đồng hoảng loạn la to: "Trời ơi, mắc tiểu quá, hết nhịn nổi rồi, mau dừng xe lại, trời ơi, tụi tôi muốn xuống xe." Tài xế vừa dừng thì bốn gã say vội nhào lăn xuống đường rồi biến mất hút trong đêm. Ông tài xế chửi đổng một câu: "Đồ thần kinh!" rồi cho xe chạy tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe bầu không khí giờ đã yên tĩnh trở lại. Tôi hết sức cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngầm gia trì, chính là nguyện lực từ bi của Ngài đã giúp tôi hóa hiểm thành an. Đúng như trong kinh Phổ Môn nói: "Chúng sinh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực, năng cứu khổ thế gian." Lúc ách nạn tôi được thọ ân như thế, xin mạo muội kể ra chia sẻ cùng người hữu duyên. Tôi muốn nói rằng, nếu bạn gặp nguy hiểm, lâm vào cảnh bơ vơ cô độc một mình, không có ai chở che, thì hãy chí thành niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Chỉ cần bạn thành tâm hết lòng, nhất định sẽ nhận được lực gia trì không thể nghĩ lường của Ngài. Năm nay tôi 28 tuổi. Sau mấy năm yêu thương đồng thắm, ngày 28 tháng 5 2011, tôi cùng người bạn trai cùng dắt tay nhau bước vào lễ đường xây dựng hôn nhân. Thời gian này phải nói là tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn. Một ngày cuối tháng 8, tôi về nhà thăm mẹ. Tình cờ nghe mẹ kể, không biết là người nào, hàng đêm cứ độ 22 giờ 5 phút là ở dưới lầu réo gọi tên tôi. Tôi nghe xong đâm sợ vì thấy chuyện quá kỳ lạ nên cứ vặn hỏi mẹ: "Có phải là mẹ nghe lầm hay bị ảo thính ảo giác gì không?" Mẹ tôi khẳng định: "Tuyệt đối không có chuyện nghe lầm. Hồi đầu mới nghe thì mẹ cho rằng vùng này có nhiều người tinh quanh và nghĩ chắc là người ta kêu trùng hợp nên mẹ không để tâm. Nhưng lâu dần á thì mẹ phải để ý vì thấy chuyện này cứ tái diễn. Tính ra đã 3 tháng nay rồi." Bây giờ tôi nhớ lại, thầm phục tính gan dạ của mẹ. Vì trong suốt thời gian đó, tối nào trước 22 giờ bà cũng lên sân thượng đứng nhìn xuống, quan sát khắp chung quanh, mong phát hiện ra ai là kẻ giở trò chơi ác. Bà đứng đợi rất lâu mà chẳng thấy chi. Nhưng khi bà vào nhà thì âm thanh nữ nhân kia cứ đúng 22 giờ 5 phút là vang lên réo gọi tên tôi. Bất đắc dĩ, mẹ tôi phải đem chuyện này kể lại cho tôi nghe. Lúc đó tôi vừa lo vừa sợ, càng cho rằng có thể là do bọn thổ phỉ gian manh nào đó làm. Chứ dưới bầu trời này làm sao lại có chuyện kỳ quái như thế được. Lòng đầy thắc mắc lo âu, e là sẽ có việc không hay xảy đến cho mẹ. Tôi cũng muốn xác minh cho rõ thật hư nên quyết định tối đó ngủ tại nhà mẹ. Tôi nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ treo trên tường, âm thanh tích tắc đều đặn vang lên. Lòng tôi thấp thỏm không yên và bị kích động tột cùng. Để giảm bớt lo âu, tôi và mẹ vừa chờ đợi vừa trò chuyện đúng 22 giờ 5 thì tai tôi nghe rõ ràng âm thanh ôn nhu của một nữ nhân đang réo gọi tên tôi. Toàn thân tôi bỗng nổi ốc hết, mồ hôi tuôn đầm đìa. Lúc này không hẹn mà tôi và mẹ đồng buộc miệng nói một câu: "Có nghe gì không? Nghe không hả? Đúng vậy. Rốt cuộc tôi phải tin điều kỳ quái kia là có thật. Té ra trên thế gian này còn có cái gọi là quỷ kêu cửa. Tôi vô cùng thắc mắc và cảm thấy khó hiểu, tâm tư sợ hãi, kinh hoàng cực kỳ. Nhưng cái giọng réo gọi kia tôi lại có cảm giác rất quen thuộc, thân thiết. Đêm đó tôi hoàn toàn mất ngủ. Nói đúng hơn là không dám ngủ vì quá sợ. Suốt đêm tôi cứ ngồi trên giường
không dám chợp mắt, sợ đến cực điểm. Quả tình việc xảy ra này tôi chưa từng nghe ai kể cả. Tôi bị cơn hoảng loạn vây khốn khiến tâm tư mệt nhừ. Qua nửa đêm tôi có thiếp đi chút đỉnh và mơ thấy một nữ nhân gầy ốm, tóc ngắn, ôm một đống tiền to trước ngực. Tôi định tiến lại gần thì cô liền ném cho tôi tia nhìn đầy thù hận. Cứ thế tôi chịu đựng đến trời sáng. Tôi thực sự rất sợ, chẳng hiểu đây rốt cuộc là việc gì. Trời sáng tôi đi tìm thầy nhờ xem thử, họ không nhìn ra nguyên nhân, chỉ nói là dường như kẻ này đến đòi mạng và dặn dò tôi buổi tối không nên để mẹ đi ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm, chẳng bảo đảm an toàn. Ngoài ra thầy bảo tôi về nhà dùng 5 loại ngũ cốc ngăn nữ quỷ này. Tôi làm y như thầy bày, nhưng không thấy công hiệu chi, vẫn còn nghe tiếng gọi. Lúc này đã gần Tết Trung Thu. Thầy nói đến Trung Thu, nếu như không nghe kêu tên nữa, thì sau này sẽ không bị gọi nữa. Nhưng âm thanh lạ đó vẫn kêu réo tên tôi mỗi đêm không ngừng, chẳng hiểu là chuyện gì. Chớp mắt, đã mùng 9 tháng 8 âm lịch, còn vài ngày nữa thì đến Tết Trung Thu. Ruột của tôi nóng như lửa, cứ sợ mẹ xảy ra chuyện không hay. Cha tôi mất sớm, chỉ có hai mẹ con khổ khỉ nương nhau mà sống. Tôi xem mẫu thân như sinh mạng của mình, không có bà tôi làm sao mà đối mặt với tháng ngày còn lại. Sáng đó tôi liên tục gọi điện hỏi thăm xem có thầy nào đoán chuyện giỏi chăng. Tôi rất muốn nữ quỷ này bỏ đi, hình như cô ta đối với tôi có mối hận vô cùng. Được bạn bè nhiệt tình mách bảo cho địa chỉ các nhà thầy chuyên gỡ rối, lúc này tôi rất hoang mang, thường tự vấn, không hiểu mình đã làm điều chi có lỗi. Nếu quả có thì tôi chẳng biết phải làm sao đây. Trong lúc rối ren, tôi bỗng sực nhớ mấy năm trước mình từng ghé một nữ sĩ có tài giỏi đoán rất hay. Thế là tôi quyết định đến nhà cô này. Vì ghé cách đây đã lâu nên tôi không nhớ rõ về cô ta lắm. Sau khi liên lạc qua điện thoại, cô hẹn tôi sau 11 giờ trưa hẳn đi. Thế là qua 11 giờ, tôi đúng hẹn tìm đến. Đến nơi, tôi mới rõ cô này theo đạo Phật. Trong nhà cô thông thoáng sạch sẽ, cô thờ một tôn tượng nhìn rất quen, nhưng tôi không nhận ra là vị nào. Sau khi tôi trình bày chuyện mình, vị nữ sĩ kia, xin gọi là cô Lan, đã kể ra một giai thoại thề nguyện ngàn năm giải mối nghi này cho tôi. Khi đó, câu đầu tiên tôi hỏi là: mẹ tôi có bị nguy hiểm cái gì không? Bởi tôi là người lo cho mẹ nhất. Cô Lan đáp: không hề chi. Lúc này tôi mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô Lan định tâm một lúc rồi kể ra câu chuyện tiền kiếp của tôi. Xin tóm tắt sơ lược như sau: đời thứ nhất thuộc triều Chu, chúng tôi vốn là vợ chồng. Người gọi tên tôi hàng đêm hiện thời lúc đó mang thân nam làm tể tướng, tôi mang thân nữ là thê thiếp. Nhưng tôi lại giết chết phu nhân, tạo thành nghiệt duyên quan trái đời thứ nhất. Đời thứ hai thuộc triều Đường, người kia là chủ, tôi là tớ. Tôi lại nghe lời kẻ gian xúi dục, giết chết ông chủ. Cho tới đời hiện tại này thì y là quỷ, tìm đến đòi mạng tôi. Cô Lan còn ghi cho tôi bài thơ, hai câu cuối cùng rất có ý gẫm như: lại gặp Bồ Đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cù này. Cô Lan hỏi tôi: có muốn hóa giải hay không? Tôi vội gật đầu, vâng lời cô. Trong tâm tôi không khởi tạp niệm, chỉ nghĩ một điều, nhất định sẽ thực hiện, làm tốt mọi yêu cầu. Lúc đó, cô kêu tôi quỳ trước tượng Bồ Tát. Tôi không ngăn được ra nước mắt, chẳng biết vì sao mình cứ muốn khóc. Cô ra hạn cho tôi 3 ngày, bắt tôi mỗi ngày phải niệm 3000 câu A-di-đà Phật và tụng 2 bộ kinh sám hối, còn đưa tôi một quyển kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm và kinh Kim Cang. Hơn nữa, còn vì tôi tụng chú, mặc dù tôi nghe không hiểu, nhưng lúc niệm danh A-di-đà Phật thì lệ tôi rơi đập đìa, khóc nghẹn ngào. Sau đó, cô Lan bảo: yên tâm đi, tối nay hắn sẽ không đến nữa đâu. Tôi lúc đó trong lòng bán tính bán nghi, tuy có thành tâm,
nhưng lần đầu gặp việc như thế này, lòng đầy thắc mắc, hoài nghi. Tôi rời nhà cô Lan quay về thì đã xế chiều. Tôi và các thân hữu vừa ăn cơm vừa bàn về việc này. Cô bạn đồng đi phát biểu. Ngay lúc cô bạn nói như vậy, trong lòng tôi bỗng xuất hiện câu thơ: lại gặp Bồ Đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cù này. Tôi giải thích cho cô bạn nghe, nhưng mặt cô vẫn đầy nghi ngờ. Bất kể bạn tôi phê bình, ngăn chê thế nào, tôi vẫn giữ vững lập trường, đã hứa thì phải làm. Ăn chiều xong, tôi đến ngay chỗ của mẹ, kể hết mọi việc vừa rồi. Mẹ cũng nghi ngờ, thắc mắc đầy, cho rằng việc này ngoài sức tưởng tượng. Bà nói, mình sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên gặp việc lạ như thế này. Ai cũng không tin, ngay cả bản thân tôi cũng còn hoài nghi, nhưng tôi vẫn phải làm, vì mẹ, tôi buộc phải làm. Từ giả mẹ, tôi về với mái ấm của Bình. Ông xã rất lo cho tôi, nhưng hoàn toàn chẳng tin được những việc kỳ cục như thế này. Vì vậy, anh không bàn nhiều về chuyện này. Tối đó, mình tôi ở nhà, nhắm đọc lại bài thơ cô Lan đã biên, rồi nhớ đến những câu chuyện tiền kiếp xa xôi ghi trong đó. Không kềm được lệ rơi tràn mặt, tôi buồn bã vạn phần, và thầm nghĩ rằng, sao mình có thể tạo tội lớn như thế được chứ? Được mang thân người là rất khó, rất quý, vậy mà tôi lại nhẫn tâm giết họ tới hai lần, ra tay sao mà ác quá vậy? Thế là tôi lại khóc, thầm tự hỏi vì sao y không sớm điểm hóa, cảnh tỉnh tôi. Tôi cảm thấy hết sức thống khổ, bèn mở cuốn kinh sám hối ra tụng, mà lệ rơi đầm đìa. Sau đó, tôi đến ở nhà mẹ 3 ngày, trên đường đi, miệng tôi không ngừng niệm Phật. Ở chỗ mẹ, tôi lo tụng kinh sám hối, dù tâm tư căng thẳng cao độ, nhưng lúc ngồi trên giường, tôi liên tục niệm Phật, chẳng biết vì sao, lòng cứ muốn khóc. Ngó lên nhìn đồng hồ thấy đã hơn 22:30, hôm nay đúng là không còn nghe tiếng réo gọi tên tôi nữa. Quá nửa khuya, tôi ngủ thiếp đi. Trong mộng thấy cô gái kia nắm tay tôi tỏ vẻ vui mừng, hớn hở, ánh mắt nhìn như muốn nói, làm rất tốt. Tôi trải qua một đêm bình an. Buổi sáng thức dậy, tâm tư tạm ổn, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Đến tối, thấy mẹ lăng xăng làm việc, lòng tôi cảm thấy rất hoảng loạn và buồn. Tôi chỉ muốn yên tĩnh, nên bảo mẹ hãy gần tai làm việc để cùng niệm Phật với tôi. Lúc này tôi phát hiện, gió thổi từng cơn, rất lạnh. Lạnh đến nỗi tôi nổi óc, đổ mồ hôi khắp người. Tôi hỏi, mẹ có mở cửa sổ ra không vậy? Không có. Tay tôi lạnh cống. Tôi cảm giác như khí âm đang lùa phủ ở khắp nơi. Y đã đến bên cạnh tôi. Hình như y không tín nhiệm tôi. Tôi bảo y hãy yên tâm và trân trọng hứa nhất định mình sẽ niệm Phật tốt để cầu cho y được thoát ly khổ hải. Tôi xin y hãy tin tôi. Tôi vừa niệm Phật, vừa khóc, niệm mãi cho đến khi tâm trở nên bình an vui vẻ, có thể mỉm cười. Lúc này tay tôi dần dần ấm áp trở lại. Buổi sáng thứ 3, đây là ngày cuối cùng, tôi quyết định phải ráng niệm Phật và sám hối thật nhiều. Buổi sáng tôi tụng 10 biến, chiều 2 biến, tối 2 biến. Suốt 3 ngày này tôi luôn giữ liên lạc cùng cô Lan. Khi tôi đến gặp cô Lan, cô tặng cho tôi cuốn Báo Ứng Hiện Đời của cư sĩ Quả Khanh. Tôi đọc thấy trong đây có rất nhiều câu chuyện nhân quả tuyệt hay. Tôi nghĩ mình nên tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho những người đã từng bị mình sát hại, gây tổn thương. Thế là tối đó tôi tụng 5 biến kinh. Đêm đó tôi ngủ rất an. Có một việc tôi quên kể là vào buổi chiều ngày thứ 2 đã phát sinh một việc lạ lùng. Khi đó tôi nảy ý rất thèm nghe niệm A-di-đà Phật. Liền lên mạng tìm, tôi ngồi trước máy vi tính, yên lặng lắng nghe mà lệ rơi đầy mặt vì cảm thấy mình là một kẻ tội lỗi. Thế là tôi liền quỳ xuống, thể hiện lòng ăn năn sám hối. Lúc này tôi mới chú ý và phát hiện ra trên màn hình máy vi tính đang rung động dữ. Còn tôi thì lệ rơi đầm đìa. Ngay lúc này, trong máy bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng. Tôi đang cầm 2 đồi trái cây
gồm chuối và nho, đi đến nhà cô Lan. Tôi không hiểu điều này là sao, nên không để ý lắm. Sự việc cuối cùng được giải quyết xong. Ngày thứ ba, quả nhiên hết còn nghe tiếng nữ quỷ kêu réo, lòng đầy tri ân, nên ngày 14 âm lịch, tôi bèn đi mua nho, chuối, đem đến cảm tạ cô Lan, giống y như cảnh tôi thấy trên vi tính hôm qua. Cô Lan bảo tôi hãy đảnh lễ tượng Phật. Lúc lễ ngài, lòng tôi cực kỳ xúc động muốn khóc, có cảm giác rất lạ. Chiều 14 âm lịch, tôi và ông xã đi thăm mẹ. Chồng tôi mua thịt, vừa ăn. Bình thường tôi rất thích và có thể ăn 7-8 miếng. Nhưng hôm đó, mới ăn tới miếng thứ tư, thì tôi ăn không nổi nữa. Sau đó thì bao tử bỗng phát đau, khiến tôi nôn mửa dữ dội. Khi ấy tôi nghĩ, chết rồi, chẳng lẽ mình đã phạm lỗi gì nữa rồi? Hôm sau là Tết Trung Thu, rằm tháng 8, tôi lại mơ thấy một ác mộng kinh khủng. Trong mộng là một vực thẳm to rộng, sâu hun hút, nhìn không thấy đáy. Trong đó vang lên tiếng nữ quỷ trách mắng. Người cứ sống như thế này, thì bao giờ ta mới có thể thoát khổ? Người hãy chuẩn bị cho cái chết của mình đi. Tôi kinh hãi ngồi bật dậy. Trời chưa sáng hẳn, liếc nhìn ông xã đang ngủ say bên cạnh, tôi nhẹ nhàng chỉnh thân, niệm thầm A Di Đà Phật, cầu xin ngài ban cho con đáp án. Giấc mộng vừa rồi đáng sợ làm sao, con đã làm gì không tốt ư? Niệm Phật được một hồi thì tôi thiếp đi. Trong mộng thấy hiện ra một câu thơ, ngay khi thức dậy tôi đã vội vàng ghi lại, nhưng không sao nhớ hết. Chỉ nhớ rõ bốn từ: ăn chay, niệm Phật. Sáng ra, đúng rằm Trung Thu, tôi kể cho mẹ nghe mọi việc và tuyên bố kể từ đây mình sẽ ăn chay. Cả nhà đều thắc mắc không hiểu vì sao tôi chẳng chịu ăn thịt. Mẹ vốn rất thương và ưa chăm sóc tôi, đoán rằng chắc tôi muốn giảm cân. Nhìn cảnh mọi người ăn thịt uống rượu, tôi không thèm chút nào. Cứ thế, tôi ăn chay luôn đến bây giờ mà không hề thèm mặn. Gia trạch dần bình an, tâm tư mẹ tôi cũng tốt lên. Trước đây mẹ tôi rất gan dạ, nhưng bây giờ mỗi khi lên sân thượng, lòng đã có chút sợ. Khi bà ở cơ quan, lúc rảnh cũng tranh thủ niệm Phật. Bà nói bây giờ tâm tư của bà đã tốt hơn nhiều. Chồng tôi dù không tin, nhưng đối với việc ăn chay niệm Phật của tôi cũng không phản đối. Anh chỉ cần tôi bình an không sao là được. Từ khi tiếp xúc với Phật Pháp đến đây, thời gian đã hơn một tháng. Trước đây, nhân vì tôi bị quan gia đòi nợ mà tinh tấn tu. Gần đây, nhờ nghe giảng Phật Pháp thường, lòng xúc động, lệ luôn không kìm được. Tôi là một người tuổi trẻ, sớm thành đạt, nắm đủ danh vọng, tiền của trong tay. Sau khi trải qua việc này rồi, tôi hiểu được những liên quan giữa con người với nhau, cùng thấy mạng sống thâm tình là rất quý. Quan trọng nhất là tôi đã thực sự ngộ ra và cảm nhận được Phật Pháp có uy lực rất lớn, không hề nghĩ lường. Việc này khiến tôi xúc động thấm thía. Tôi tin sâu nhân quả báo ứng, sự tình xảy ra đã giáo dục tôi và giúp tôi hiểu được ý nghĩa của đời sống, cũng như đã biết khoan dung với lỗi người, nghiêm khắc với mình. Sống phải hiếu kính cha mẹ, phàm làm gì phải có ích cho mình và người. Đối với việc học Phật, tôi luôn để tâm khắc phục, điều chỉnh từng tật nhỏ của bản thân. Tất nhiên quá trình tu sửa này đòi hỏi sự thực hành liên tục, bền chí suốt thời gian dài, bởi bất kể bạn làm gì, trong tâm phải luôn có Phật. Thu Oanh. Lời người dịch. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 6 có ghi, Phật dạy: Này Phổ Quảng, nếu đời vị lai, nếu có những chúng sanh nào hay nằm mộng thấy các quỷ thần cùng những hiện tượng hải hùng hoặc hình bóng khác, họ buồn bã khóc lóc, rầu rĩ than thở, vân vân, đó đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời hay ngàn đời trong quá khứ, hiện đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi, không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt, nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục hoặc người liên quan đến họ trong đời trước, mong tạo cách cứu họ thoát khỏi ác đạo. Vì vậy, ông nên dùng thần lực khiến các người gặp quái cảnh kia đối trước tượng của chư Phật, Bồ Tát,
chí tâm tụng kinh đầy, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc 7 biến. Như vậy, cái quyến thuộc của họ dù đang bị ở trong ác đạo, khi nghe tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ được giải thoát, không còn hiện về trong mộng nữa. Mới đầu tôi có hoài nghi về hiện tượng gọi ban đêm này, vì mãi băn khoăn nên tôi chưa thể dịch xong chuyện, thì chợt nghe tin một người thân của tôi bị tai nạn đột tử. Chị lìa đời khi tuổi còn rất trẻ và bỏ lại đứa con còn thơ bé. Sau khi an táng chị xong, đêm nào cả nhà cũng nghe tiếng chị gọi tên con thảm thiết. Bạn tôi là tu sĩ, tất nhiên khi tường thuật không hề nói dối. Vì vậy mà tôi tự tin và an lòng ráng dịch cho xong câu chuyện này để chia sẻ cùng bạn đọc. Còn dưới đây là câu chuyện tự thuật của một thông linh. Ngài Tuyên Hóa thường nói: một thông tất cả thông, đạt đạo tức thông linh. Từ thông linh trong đây không hề đề cập đến những người thần kinh yếu, bị phần âm theo gá dựa, hoặc kẻ có sức tự chủ yếu, thường xuyên thấy ma quỷ, mà người bình thường dương khí mạnh không hề thấy. Người thông linh trong đây muốn nói là vì có công phu đặc biệt, luôn dùng khả năng mình giúp thế dân hướng về con đường tu sửa bản thân hoàn mỹ, chân chính. Tại gia phải giữ gìn năm giới, trong đó giới đầu tiên là không sát sinh. Đức Phật đặt giới này trước bốn giới còn lại, vì so với các tội khác, tội sát sinh là nặng nhất. Người nào phạm vào tội này sẽ bị quả báo vô cùng thê thảm, thậm chí phải đọa xuống địa ngục vô gián, chịu đau khổ cùng cực trong nhiều kiếp. Hôm nay, tôi sẽ kể một vài câu chuyện về quả báo sát sinh trong kinh điển nhà Phật, để quý Phật tử lấy đó làm bài học cho bản thân mình. Vì hiện đang là năm Ất Mùi 2015, tức năm con dê, nên đầu tiên tôi sẽ kể một câu chuyện liên quan đến con dê. Chuyện về con dê. Trong kinh Tiểu Bộ 4, chương 1, Phẩm Giới, phần 18, chuyện đồ ăn cúng cho người chết, chép rằng: một hôm, các đệ tử đến bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con thấy nhiều người giết hại sinh mạng của các loài hữu tình để cúng cho những vong linh như vậy, có được hạnh phúc hay lợi ích nào không? Đức Phật trả lời: không, sát sinh để cúng cho những người đã chết không được lợi ích gì cả. Tiếp đó, Đức Phật kể một câu chuyện tiền thân thời quá khứ. Có vị Bà La Môn nọ chuẩn bị giết một con dê để cúng cho người chết. Trước khi giết, ông sai các đệ tử đem con dê ra bờ sông tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống đầy đủ và đeo vòng hoa lên cổ nó. Các đệ tử làm y như lời thầy dạy. Khi họ vừa đeo vòng hoa xong và chuẩn bị dắt con dê trở về nhà làm thịt, tự nhiên nó cười rất lớn. Sau khi cười một lát, nó lại khóc rất to. Họ hết sức ngạc nhiên hỏi nó: tại sao mày cười rồi lại khóc? Con dê trả lời: tôi sẽ trả lời câu hỏi này trước mặt thầy của các ông. Họ dắt con dê về và trình bày lại tất cả sự việc cho thầy của họ nghe. Sau khi nghe xong, vị Bà La Môn hỏi con dê: tại sao mày lại cười? Con dê trả lời: trong tiền kiếp tôi cũng là một vị Bà La Môn thông thuộc kinh Vệ Đà giống như ông. Tôi đã giết một con dê để cúng cho người chết. Sau đó tôi bị đọa làm dê 500 kiếp, và kiếp này là kiếp cuối cùng. Khi biết hôm nay mình được thoát khỏi quả báo làm dê, tôi cười vì quá vui mừng. Vị Bà La Môn hỏi tiếp: vậy tại sao mày lại khóc? Con dê trả lời: bản thân tôi trong quá khứ chỉ chặt đầu một con dê để cúng tế mà phải chịu 500 kiếp làm dê, và kiếp nào cũng chết vì bị chặt đầu. Nay ông giết tôi, trong tương lai ông cũng sẽ làm dê và bị chặt đầu chết trong 500 kiếp. Vì thương xót ông sẽ bị quả báo đó nên tôi khóc. Khi nghe như vậy, vị Bà La Môn rất sợ hãi, rợn cả tóc gáy. Ông nói: thôi, tao tha cho mày, không giết mày nữa. Con dê nói: xin cảm ơn ông, nhưng nghiệp của tôi đã đến lúc phải trả.
dầu ông có giết tôi hay không, hôm nay tôi cũng phải chết. Vị Bà La Môn bảo, không sao đâu, tao bảo đảm cho mày, tao sẽ đi theo bảo vệ mày. Sau đó, vị Bà La Môn thả con dê ra và cùng với các đệ tử đi theo bảo vệ nó, không để ai bắt giết chặt đầu nó. Khi vào rừng, con dê đi đến bụi cỏ mọc sau lưng một tảng đá. Khi nó đang vươn cổ ra ăn cỏ, chợt sét nổi lên đánh trúng vào lưng tảng đá. Một mảng đá bị đánh vỡ, rơi ngay trên cổ con dê, chặt đứt đầu, khiến nó chết tại chỗ. Ông thầy Bà La Môn báo tin cho tất cả hàng xóm và những người ở gần đó biết. Họ kéo đến xem và tận mắt chứng kiến một sự thật vô cùng đáng sợ. Từ đó trở đi, nhiều người không dám giết hại sinh vật để cúng tế nữa. Đó là câu chuyện thứ nhất về quả báo của việc sát sinh. Chuyện người giết heo. Tiếp theo, tôi sẽ kể một câu chuyện trong tích truyện Pháp Cú tập 1, phẩm 1, song yếu. Phần 10. Cung gia, đồ tể mổ heo. Có một ông tên là Cung gia, làm nghề giết heo hơn 50 năm. Mỗi lần giết heo, ông lấy cái chài đập lên mình con heo, cho thịt nó sưng lên và mềm đi. Xong ông banh hàm con heo, đặt vào miệng nó một cái nêm nhỏ, rồi rót nước sôi vào bụng nó để súc ruột. Bao nhiêu phân dơ được tống ra bên ngoài hết. Tiếp tục, ông đổ nước sôi lên mình con heo cho lột da, rồi thui lớp lông cứng bằng một cây đuốc. Sau đó, ông chặt đứt đầu con heo bằng một thanh kiếm, hứng máu phun ra vào đĩa, bôi máu hứng được lên mình heo, rồi quay chín nó. Cuối cùng, ông cùng vợ ngồi ăn thịt heo quay, phần thịt còn lại mang đi bán. Trong hơn 50 năm, ông đều giết heo như thế. Quả báo là lúc sắp chết, ông rống lên en ét và bò quanh nhà giống như con heo trong vòng 7 ngày. Thân quyến của ông vô cùng kinh hãi, họ chặn hết các cửa, nhốt ông trong nhà, không để bò ra bên ngoài. Vài tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà cô ba, nghe tiếng en ét ồn ào, chỉ nghĩ là tiếng những con heo. Họ đi về tỉnh xá, ngồi một bên Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong 7 ngày qua, cửa nhà đồ tể Cung Đa đóng kín và ngày nào cũng giết heo, chắc chắn ông ta định làm việc chiêu đãi. Thế Tôn nghĩ xem, bao nhiêu là heo bị giết, hiển nhiên ông ta không có một chút từ bi và hoàn toàn thiếu lòng trắc ẩn. Từ trước tới giờ, chúng con chưa thấy ai độc ác như thế. Đức Phật nói, này các tỳ kheo, ông ta không giết heo trong 7 ngày qua. Sự trừng phạt phù hợp với nghề đồ tể giết heo đã xảy đến bất ngờ đối với ông ta. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục vô gián đã hiện hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong nhà suốt 7 ngày, kêu la en ét như một con heo. Hôm nay, ông ta sẽ chết và bị đọa vào địa ngục vô gián. Đó là câu chuyện thứ hai về quả báo của việc sát sinh. Chuyện người giết bò. Câu chuyện thứ ba chép trong tích truyện Pháp Cú tập 3, quyển 18, Cấu Uế, phần 1. Người đồ tể và đứa con trai. Truyện kể về một người đồ tể giết bò. Ông này làm nghề đồ tể cũng đã hơn 50 năm. Mỗi lần giết bò đem bán như thế, ông đều để lại phần thịt ngon nhất cho mình và gia đình ăn. Một hôm, sau khi bán hết thịt, chỉ còn chừa lại một miếng ngon nhất, ông đưa cho vợ để nấu bữa cơm chiều, rồi đi ra tắm. Lúc ông đi tắm, một người bạn của ông vì nhà có khách nên chạy qua nhà ông mua thịt về làm thức ăn đại khách. Bà vợ ông nói rằng, bây giờ thịt đã bán hết rồi, chỉ còn một miếng chồng tôi để lại ăn buổi chiều hôm nay, nên không thể bán cho anh được. Khi nghe như thế, người bạn nghĩ, nếu đã